Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 34. Mạc Phàm lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua di động, là số lạ gọi tới. Hắn còn chưa nghe máy, Tống Tử Duyệt cười mỉa xen miệng vào. Mạc Phàm, không phải cuộc điện thoại này là cha tôi gọi tới đấy chứ? Sao bác Tống gọi cậu ta được, cho dù bác Tống muốn gọi cậu ta thật, cũng phải biết được số cậu ta, hay là đưa số bác Tống cho cậu ta, bảo cậu ta gọi cho bác Tống, xem bác Tống có làm như những gì cậu ta nói không? Thu Minh Nguyệt cười đùa. Tôi cảm thấy vẫn nên để Mạc Tiên Sinh nhận điện thoại trước, nếu không thì hơi thất lễ với Mạc Tiên Sinh, còn nữa nhỡ đâu thật sự là Tống Tiên Sinh thì sao? Miyamoto Kawa cười, cũng xen miệng vào. Ba người cười hiểu ngầm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhíu mày, sắc mặt thay đổi, nhưng không có biện pháp. Anh nghe đi, không có mệnh lệnh của tôi bọn họ sẽ không nổ súng. Tống Tử Duyệt vẫy tay, cho Mạc Phàm ăn định tâm hoàn. Dù sao chỉ là chuyện ra tay sớm một chút muộn một chút, để Mạc Phàm nhận điện thoại cũng không sao. Mạc Phàm thở dài, cười khinh thường. Tống Tử Duyệt hoàn toàn không rõ tình huống, để bọn họ sống lâu thêm một lúc đi. Hắn không để ý đến Tống Tử Duyệt, nhận điện thoại, một giọng nói khép nép truyền từ trong điện thoại ra. Mạc Tiên Sinh, là tôi, Tống Minh Huy, ha ha. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ, sau đó thoải mái hơn. Số di động của hắn không tính là bí mật gì, rất dễ tra được ở Đông Hải, Tống Minh Huy không khó tìm được số hắn. Nhưng cuộc gọi của Tống Minh Huy có vẻ. Ông điện tới đúng lúc thật. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn đám Tống Tử Duyệt đang đắc ý. Ở bên kia điện thoại, Tống Minh Huy hơi sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, Mạc Tiên Sinh, cậu có ý gì thế? Không có gì, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạc Tiên Sinh, bây giờ cậu ở đâu, tôi qua đó báo cho cậu mấy tin tức tốt. Tống Minh Huy không để ở trong lòng, cung kính nói. Hửm, vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, hắn cho Tống Minh Huy 3 ngày, lúc này mới qua mấy tiếng, vậy mà Tống Minh Huy muốn báo tin tức tốt cho hắn. Không thể không nói, quả thật hắn để Tống Minh Huy sống không vô ích. Tôi ở một cửa hàng đồ cổ. Mạc Tiên Sinh thích đồ cổ sao? Tống gia tôi cũng mở một tiệm đồ cổ, ngày nào Mạc Tiên Sinh rảnh, tôi dẫn Mạc Tiên Sinh qua đó, nếu Mạc Tiên Sinh thích gì, cứ việc lấy, tôi tuyệt đối không nhăn mày. Tống Minh Huy cười nịnh nọt nói. Tôi biết Tống gia ông có một cửa hàng đồ cổ. Mạc Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Tống Minh Huy chớp chớp mắt, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Không có nhiều người biết cửa hàng đồ cổ Tống gia bọn họ lắm, sao Mạc Phàm biết được? Hơn nữa câu đầu tiên của Mạc Phàm là ông ta gọi tới rất đúng lúc. Sao Mạc Tiên Sinh lại biết được, có phải có chuyện gì không? Tống Minh Huy chỉ nói một nửa. Bây giờ tôi đang ở cửa hàng đó, mở một khối thiên địa nguyên thạch chưa trả tiền, hiện giờ con gái ông đang bảo người cầm vũ khí chĩa vào tôi, ông nói xem sao tôi biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Lạch cạch, trong văn phòng Tống Minh Huy, di động trong tay Tống Minh Huy rơi xuống bàn. Ông ta vẫn duy trì tư thế gọi, sắc mặt tái nhợt. Ông ta mới thoát một mạng từ chỗ Mạc Phàm, con gái ông ta lại đi tìm chết, vậy mà bảo người cướp đồ từ tay Mạc Phàm. Cuối cùng ông ta cũng hiểu, vì sao Mạc Phàm nói ông ta gọi tới rất đúng lúc. Nếu ông ta gọi chậm một lát, ông ta sẽ không gặp được con gái ông ta nữa. Mạc Tiên Sinh bất giận, Mạc Tiên Sinh. Đối diện Mạc Phàm, Tống Tử Duyệt nghe thấy Mạc Phàm nhắc đến cô ta. Trong mắt hơi híp lại, mỉm cười. Mạc Phàm, anh giả bộ rất giống đó, thiếu chút nữa tôi đã tin cha tôi gọi tới thật. Cậu ta không chỉ giả bộ giống, trong số người được đề cử giải Oscar có cậu ta, anh chắc chắn sẽ vote cậu ta một phiếu. Thu Minh Nguyệt chào phúng nói. Miyamoto Kawa không nói gì, nhưng cũng cười như không cười. Mạc Phàm, đưa tảng đá này cho cô ta đi, chúng ta rời khỏi đây. An Hiểu Hiên nhíu mày khuyên. Không có khả năng Tống Minh Huy gọi cho Mạc Phàm được, vẫn nên rời khỏi nơi này trước thì hơn. Tống gia muốn lấy lại thiên địa nguyên thạch, bọn họ khó mà mang đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt một cái, mở loa điện thoại, đặt điện thoại lên quầy. Ông nói với con gái ông đi, Tống Minh Huy. Thu Minh Nguyệt liếc nhìn di động của Mạc Phàm, không chỉ không sợ, đắc ý càng dày đặc hơn. Tử Duyệt, em khoan hãy nói, tiểu tử này gạt người rất chuyên nghiệp. Số di động đúng là của bác Tống thật.
Thu Minh Nguyệt tự cho là thông minh nói. Không ít kẻ lừa đảo gọi điện lừa gạt, số gọi tới là của người quen, hoặc số đơn vị nào đó. Không ít người bị lừa ra sản ngàn vạn, thậm chí mấy sinh viên tham gia thi vào đại học bị lừa tiền mà mất mạng. Mánh khóe lừa gạt này lừa gạt người khác còn được, lừa gạt bọn họ không dễ đâu. À, em nhìn một cái. Tống Tử Duyệt liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên một cái, cười khẽ, muốn cầm lấy di động. Giọng nói phẫn nộ của Tống Minh Huy truyền từ trong ra. Tiểu Duyệt, lập tức quỳ xuống cho cha, xin lỗi Mạc tiên sinh. Những lời này vang lên, không khí trong cửa hàng lại thay đổi, giống như có trái bom đặt trong tiệm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ từng gặp Tống Minh Huy vài lần, tất nhiên biết giọng Tống Minh Huy, giọng nói trong điện thoại là của Tống Minh Huy. Tống Tử Duyệt như bị điện giật, vội rụt tay lại, ánh mắt âm tình bất định. Ở đây không ai quen thuộc giọng nói này hơn cô ta. Đây chắc chắn là giọng cha cô ta, không sai được. Nhưng sao cha cô ta lại gọi điện cho Mạc Phàm, còn bảo cô ta quỳ xuống xin lỗi Mạc Phàm? Tình huống gì vậy? Miyamoto Kawa nhướng mày, nhìn thoáng qua Mạc Phàm lạnh nhạt đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo. Thu Minh Nguyệt nhíu mày, cười mỉa nói. Lão nhân, ông học người ta nói giống thật, ông biết người ông học nói là ai không? Sao Tống Minh Huy có thể gọi cho Mạc Phàm được, chắc chắn Mạc Phàm tìm kẻ lừa đảo giỏi bắt chước giọng người khác nói chuyện. Ở bên kia điện thoại, Tống Minh Huy tức đến điên rồi. Thu Minh Nguyệt này đắc tội Mạc Phàm, còn hoài nghi ông ta là giả, chỉ số thông minh như vậy đừng kết thân thì hơn. Lão Chu, đánh gãy chân Thu Minh Nguyệt ném vào trong biển, để cho Thu ra đi vớt đi. Tống Minh Huy tức giận ra lệnh. Ông chủ cửa hàng nhíu mày, vẫn vẫy tay với hai người. Hai đại hán không do dự đi tới, kéo Thu Minh Nguyệt ra ngoài. Trong chớp mắt sắc mặt Thu Minh Nguyệt tái mét, thất thần tại chỗ, lúc này mới hiểu người này không phải giả, đúng là Tống Minh Huy. Chuyện này, Tử Duyệt, cứu anh. Thu Minh Nguyệt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, kêu lên. Cha, có phải cha nhầm rồi không, tiểu tử này chỉ họ Mạc, không phải Mạc Đại Sư. Sắc mặt Tống Tử Duyệt thay đổi, vội nói với di động. Cậu ấy có phải Mạc Đại Sư hay không, nhưng từ nay về sau con không được trêu chọc họ Mạc, người nào chọc cha đánh gãy chân người đó, bao gồm cả con trong đó, còn không nhanh quỳ xuống xin lỗi cho cha. Tống Minh Huy trầm giọng nói. Trong giọng nói không cho từ chối. Trong cửa hàng, cho dù là Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên, hay đám Tống Tử Duyệt, hô hấp lập tức bị kiềm hãm, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Tống gia tồn tại mấy trăm năm ở Giang Nam, vẫn thịnh mà không suy. Cho đến bây giờ, đã có dấu hiệu thế gia số một Giang Nam, gần như có thể nói không ai ở Giang Nam có thể trêu chọc Tống gia. Nếu là trước đây, Tống Tử Duyệt có xung đột với những người khác, cho dù đúng hay sai, Tống Minh Huy sẽ ủng hộ Tống Tử Duyệt. Nhưng lần này Tống Minh Huy không chỉ bảo Tống Tử Duyệt quỳ xuống xin lỗi, còn nói với Tống Tử Duyệt người họ Mạc không thể trêu chọc. Mạc gia mạnh đến mức nào khiến Tống gia kiêng kỵ như thế? Cho dù là Bạch Tiểu Tuyết hay đám Tống Tử Duyệt, vẻ mặt tất cả đều vô cùng khiếp sợ. An Hiểu Hiên nhìn có vẻ hiểu biết Mạc Phàm, lúc này cũng bị dọa sợ ngây người. Một lát sau, Tống Tử Duyệt mới chậm rãi mở miệng. Con không quỳ. Cô ta đường đường là đại tiểu thư Tống gia, nếu Mạc Phàm là Mạc Đại Sư Đông Hải, cô ta sẽ lập tức quỳ xuống. Nhưng Mạc Phàm chỉ là một tên hai lúa không rõ lai lịch, cô ta tình nguyện chết cũng không làm vậy. Còn nữa, bên ngoài có vũ khí chĩa vào Mạc Phàm dám ra tay với cô ta sao? Chỉ cần Mạc Phàm dám động một ngón tay, cô ta lập tức bảo người bắn chết Mạc Phàm. Con! Trong điện thoại, Tống Minh Huy cao giọng nói. Nếu Tống Tử Duyệt ở bên cạnh ông ta, chắc chắn ông ta đã tát một cái rồi. Con không quỳ thì cha quỳ thay con. Cộp một tiếng, ở bên kia điện thoại, Tống Minh Huy quỳ trên sàn trong văn phòng. Mạc tiên sinh, con gái tôi trẻ người non dạ, có thể nể mặt tôi chỉ có một đứa con gái, lại đang làm việc cho Mạc Đại Sư, tha cho con tôi một đường sống được không? Bộ dạng đáng thương tội nghiệp, không có một chút dáng vẻ của gia chủ Tống gia Giang Nam. Tống Minh Huy không để ý những chuyện này, nếu hắn không quỳ, mạng của con gái ông ta khóa bảo toàn. Ông ta không có con thành đàn như các lão tổng khác, ông ta cố gắng lâu như vậy chỉ có một đứa con gái là Tống Tử Duyệt, tất nhiên không nỡ từ bỏ. Tống Minh Huy vừa quỳ xuống,
trong cửa hàng đồ cổ hoàn toàn bùng nổ. Thu Minh Nguyệt bị hai đại hán kéo, nghe thấy âm thanh trong điện thoại, mắt anh ta mở to, trên mặt không còn chút huyết sắc. Tống Minh Huy như cha anh ta, vậy mà Tống Minh Huy quỳ xuống với Mạc Phàm. Rốt cuộc hắn đắc tội người nào vậy? Sắc mặt Miyamoto Kawa cũng khó coi, âm tình bất định. Chỉ cần thiên địa nguyên thạch quay về tay Tống gia, chắc chắn anh ta có thể lấy được. Hiện giờ muốn lấy khối thiên địa nguyên thạch này, Mạc Phàm này không đơn giản. Tống Tử Duyệt vốn sửng sốt, sau đó mặt xám như cho tàn, không còn cao ngạo và hung hãn như trước. Cha cô ta đã quỳ xuống với Mạc Phàm, nói lên cha cô ta không giam được Mạc Đại Sư, trái lại có khả năng bị Mạc Đại Sư đánh bại rồi. Mạc Phàm này không phải Mạc Đại Sư, cũng không phải tộc nhân của Mạc Đại Sư, nhưng chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Mạc Đại Sư. Cô ta có thể ra lệnh cho sát thủ giết Mạc Phàm, nhưng Tống gia bọn họ sẽ phải chôn cùng Mạc Phàm. Anh muốn giết tôi thì giết đi, nhưng để cha tôi đứng dậy. Tống Tử Duyệt nghiến răng, không cam lòng nói. Tuy cô ta không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô ta thua rồi, từ lúc bắt đầu cô ta đã thua. Mạc Phàm, thôi, chúng ta đi đi. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày khuyên. Tuy Tống Tử Duyệt hơi quá phận, nhưng may mà không có chuyện gì, trải qua chuyện này. Chắc chắn sau này Tống Tử Duyệt sẽ thành thật hơn nhiều, không cần thiết khiến ngươi chết ta sống. Tống Tử Duyệt nhíu mày, rõ ràng là không ngờ Bạch Tiểu Tuyết sẽ cầu xin cho mình, không vui còn giận. Bạch Tiểu Tuyết, Tống Tử Duyệt tôi không cần cô thương hại. Cho dù cô ta thua cũng là đại tiểu thư Tống gia, không cần giả từ bi mèo khóc chuột. Câm miệng, Tiểu Duyệt, con không muốn sống cũng phải nghĩ cho mẹ con chứ. Tống Minh Huy oán trách. Tống Tử Duyệt bị làm hư rồi, có đường sống không đi, cứ thích đi đường chết. Nói xong, ông ta lại nhanh chóng cảm ơn Bạch Tiểu Tuyết. Cảm ơn Bạch Tiểu Thư, Tử Duyệt bị tôi làm hư, không hiểu chuyện, cô đừng oán trách, hôm nào đó tôi sẽ mang lễ đến Bạch gia nói lời cảm ơn. Ông ta không biết có chuyện gì xảy ra ở cửa hàng, nhưng ông ta có cảm giác Bạch Tiểu Tuyết có quan hệ không tệ với Mạc Phàm. Trong cửa hàng lại yên tĩnh, tất cả đều đợi Mạc Phàm lên tiếng. Đứng dậy đi. Mạc Phàm im lặng một lát, nói. Trong mắt hắn Tống Tử Duyệt như con kiến, giết hay không giống như hôm nay có dẫm chết con kiến không, hắn vốn dĩ không để ở trong lòng. Nếu Tuyết Nhi cầu xin, giữ cô ta lại cũng được. Hơn nữa Tống Minh Huy có tác dụng với hắn, đây coi như là hắn khen thưởng. Nhưng nếu con gái ông lại gây khó dễ cho Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên lần nữa, ông tự nhìn mà làm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt lóe lên sắc bén. Cảm ơn Mạc tiên sinh, lát nữa tôi nhất định sẽ giáo huấn con gái của tôi, đảm bảo con bé sẽ không trêu chọc Bạch tiểu thư và An tiểu thư nữa. Tống Minh Huy như được đại xá, lau mồ hôi lạnh trên trán mới đứng dậy, thề son sắt nói. Vừa rồi chỉ cần Mạc Phàm lắc đầu, chắc chắn con gái ông ta không sống được. Dựa vào những người trong cửa hàng, vốn dĩ không đủ cho Mạc Phàm giết bằng ý niệm trong đầu. Mạc Phàm nhìn Tống Tử Duyệt, vươn một tay ra, để lộ thiên địa nguyên thạch. Thiên địa nguyên thạch này, bây giờ tôi có thể lấy đi được chứ? Mạc tiên sinh cứ việc mang đi. Không đợi Tống Tử Duyệt trả lời, Tống Minh Huy vội vàng nói. Ông ta đã đứng về phía Mạc Phàm, đừng nói là thiên địa nguyên thạch, cho dù là bổ thiên ngũ thải thạch, ông ta cũng sẽ đưa cho Mạc Phàm, không nhăn mày một cái. Nhưng tôi còn chưa trả tiền. Mạc Phàm nói tiếp. Lão Chu, sau này Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư và An tiểu thư tới cửa hàng, miễn phí hết, nếu chiêu đãi không chu đáo, tôi đánh gãy chân chó của ông. Tống Minh Huy ra lệnh, dạ, Mạc tiên sinh tới, nhất định miễn phí toàn bộ. Vẻ mặt Lão Chu đau khổ, gật đầu liên tục, giống như kẻ phụ họa. Khi nói chuyện, ông ta vội vàng vẫy tay với người sắp xếp ngoài cửa, bảo bọn họ rời đi. Mạc tiên sinh, khi nào cậu rảnh? Chúng ta cùng nhau uống trà nhé, tôi sẽ tự mình nhận lỗi với cậu. Tống Minh Huy hỏi. Dùng trà thì không cần, quản con gái ông thật tốt đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt Tống Tử Duyệt hết xanh lại đỏ, giống như bị người ta tát mấy cái. Dạ, nhất định, vậy Mạc tiên sinh chào hỏi Mạc đại sư sư phụ cậu giúp tôi với. Tống Minh Huy không tức giận, cười hì hì nói. Mạc Phàm bị con gái ông ta dùng súng chĩa vào ở cửa hàng đồ cổ. Rõ ràng là không cho người ta biết thân phận. Ông ta quỳ xuống với Mạc Phàm, mức độ này đã bại lộ thân phận của Mạc Phàm, tất nhiên phải che giấu giúp Mạc Phàm rồi.
Mạc Phàm là đồ đệ của Mạc Đại Sư sao? Ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm thay đổi, gợn sóng xuất hiện trong lòng mọi người. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn hiểu rõ ý đồ của Tống Minh Huy. Hắn không để ý đến Tống Minh Huy, cất thiên địa nguyên thạch đi, tắt điện thoại. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm nói với Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên. Bạch Tiểu Tuyết gật đầu, ba người cùng rời khỏi cửa hàng đồ cổ, để lại đám Tống Tử Duyệt vẻ mặt khác nhau. Mạc Phàm vừa rời đi, Tống Tử Duyệt như nổi điên, nắm lấy giá hàng dùng lực kéo. Không biết Tống Tử Duyệt lấy đâu ra sức lực, giá hàng bằng gỗ đàn hương đổ xuống, đồ trên đó rơi hết xuống đất. Nguyên thạch thì không sao, những đồ cổ rơi xuống đất vỡ nát. Tống Tử Duyệt vẫn chưa hết giận, một cước đá bay mèo chiêu tài dưới chân, muốn đi kéo giá hàng khác. Trái tim lão Chu treo cao, vội vàng kéo Tống Tử Duyệt. Đại tiểu thư, xin cô bớt giận. Mấy thứ này có một số là thật, ít nhất cũng giá trị mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn, bị Tống Tử Duyệt phá hỏng như thế, tổn thất ngàn vạn là ít. Thế nào, số tiểu tử Mạc Phàm bắt nạt tôi, ông cũng muốn cưỡi lên đầu tôi sao? Ánh mắt Tống Tử Duyệt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Chu nói, như có tia lửa điện lóe qua. Cô ta đánh cược thua không sao, thiên địa nguyên thạch bỏ đi cũng không sao. Nhưng một tiểu tử bình thường từ Đông Hải tới, chỉ là đồ đệ của Mạc Đại Sư, vậy mà cưỡi lên đầu cô ta. Cô ta vốn đã ngồi yên vị trí nữ hoàng, sau này Giang Nam là bầu trời của cô ta. Bỗng nhiên chui ra một dã tiểu tử thành thái tử ra, kiêu ngạo mười mấy năm ở Giang Nam của cô ta lập tức không còn. Điều này cũng thôi đi, vậy mà hạ nhân Tống gia cũng dám ngăn cản cô ta. Không dám, không dám. Vẻ mặt lão Chu ngẩn ra, nuốt nước bọt, vội vàng lui ra. Hừ. Tống Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng, muốn tiếp tục kéo đồ xuống, một bàn tay vươn từ sau tới, đặt lên vai Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt nhíu mày, muốn mở miệng quát. Cô làm như vậy cũng không làm nên chuyện gì, không khác gì cam chịu, không phải là Tống Tử Duyệt mà tôi quen. Miyamoto Kawa cười quỷ dị nói. Hửm. Tống Tử Duyệt nhíu mày, lập tức tỉnh táo lại. Quả thật cô ta bị cuộc gọi của cha làm rối loạn, cho nên bị Mạc Phàm đánh không kịp trở tay. Nếu không thì sao? Tống Tử Duyệt lấy lại tâm tình nói. Miyamoto Kawa liếc mắt nhìn lão Chu một cái, im lặng không nói. Ông đi làm việc của ông đi. Tống Tử Duyệt hiểu ý, tức giận liếc lão Chu một cái nói. Dạ, đại tiểu thư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão Chu liếc mắt nhìn Miyamoto Kawa một cái, rời đi. Lão Chu vừa ra khỏi cửa. Hai tay Miyamoto Kawa vũ động, một màn sáng hắc bạch bao phủ hai bọn họ bên trong. Tống tiểu thư, cô hiểu bao nhiêu về Mạc Đại Sư? Miyamoto Kawa hỏi. Tống Tử Duyệt do dự một lát, thận trọng nói. Rất lợi hại. Đến bây giờ, có rất nhiều lời đồn về Mạc Đại Sư, nhưng cô ta chưa biết Mạc Đại Sư trông thế nào. Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như minh tinh bắt cá hai tay, hay phụ nữ lão tổng nào đó bao nuôi. Bọn họ đều mò được gốc gác rõ ràng. Mạc Đại Sư lãi được ngàn triệu trong một đêm, diệt Lâm gia, khiến Lâm Khuynh Thiên nhảy tháp Đông Phương, lại thoát khỏi bao vây ở Xá Sơn, cô ta vẫn không biết về Mạc Đại Sư như trước. Lợi hại của Mạc Đại Sư, có thể thấy rõ. Mạc Đại Sư rất lợi hại, cha tôi và sư phụ tôi đều khen ngợi cậu ta, nhưng chỉ là đồ đệ của Mạc Đại Sư, Tống Tiên Sinh lo lắng hơi quá rồi. Miyamoto Kawa cười khinh thường nói. Nếu để anh ta đạt được khối thiên địa nguyên thạch, anh ta sẽ trở thành người như Mạc Đại Sư, đồ đệ của Mạc Đại Sư thì là cái thá gì, chỉ là ký sinh trùng dựa vào danh tiếng của Mạc Đại Sư mà hoành hành ngang ngược. Miyamoto Kawa muốn làm gì? Tống Tử Duyệt nhíu mày hỏi. Với hiểu biết của cô ta về Miyamoto Kawa sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Nếu tôi nhớ không sai, nhà Tống Tiểu Thư có một thanh kiếm tên là Thôn Chính. Nếu Tống Tiểu Thư có thể để tôi dùng một phen, tôi đảm bảo sẽ giết chết Mạc Phàm này, sau đó sánh vai với Mạc Đại Sư Đông Hải, đến lúc đó cho dù là Mạc Đại Sư cũng không dám làm gì cô tôi, không những xả giận được giúp cô, còn lấy lại sỉ nhục Mạc Phàm khiến cha cô quỳ xuống. Trong mắt Miyamoto Kawa lóe sáng dị sắc, dụ dỗ nói. Một trong những mục đích anh ta kết bạn với Tống Tử Duyệt và tới Giang Nam, là vì thanh kiếm Nhật Quốc này. Có thanh kiếm này. Cộng thêm thiên địa nguyên thạch, một chuyến đến Giang Nam của hắn xem như công đức viên mãn,
có cưới Bạch Tiểu Tuyết hay không không khác gì đến quán gà chuộc một cô bé. Nghe thấy hai chữ thôn chính, Tống Tử Duyệt nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Thôn chính là yêu đao Nhật Quốc trong truyền thuyết, nghe nói bên trong phòng ấn một yêu ma. Năm đó một cao thủ kiếm đạo Nhật Quốc cầm thanh kiếm này tới Giang Nam lạm sát kẻ vô tội, bị tổ tiên Tống gia cô ta giết chết, phòng ấn chuôi đao này ở tổ địa Tống gia. Không ít kiếm khách Nhật Quốc đều đang tìm thanh kiếm này, cô ta cũng từng hoài nghi Miyamoto Kawa, nhưng Miyamoto Kawa không nói đến thanh kiếm này, ai biết. Miyamoto Kawa, anh tiếp cận tôi là vì... Sắc mặt Tống Tử Duyệt khó coi, lạnh lùng nói. Cô ta còn chưa dứt lời, Miyamoto Kawa nở nụ cười quỷ dị, nhanh chóng điểm lên mi tâm Tống Tử Duyệt. Có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Tống Tử Duyệt đứng thẳng người, khép mắt lại, khi mở mắt ra đờ đẫn như tượng gỗ. Miyamoto Kawa hơi nhếch miệng, thu hồi màn hào quang hắc bạch. Đi thôi, Tống tiểu thư. Hai người ra khỏi cửa hàng đồ cổ, mới tới cửa. Đại tiểu thư, Thu thiếu kia nên xử lý thế nào? Lão Chu hỏi. Trong mắt Miyamoto Kawa hiện lên dị sắc, hơi nhếch miệng, lúc này Tống Tử Duyệt mở miệng. Ông không nghe thấy lời cha tôi nói sao, Mạc Đại Sư bảo đánh gãy chân anh ta, sau đó ném xuống biển Đông, nhớ kỹ đây là mệnh lệnh của Mạc Đại Sư, có nghe thấy không? Dạ, tôi lập tức đi làm. Lão Chu nhíu mày, vẫn dựa theo lời Tống Tử Duyệt nói mà làm. Miyamoto Kawa và Tống Tử Duyệt rời đi. Trên đường, Mạc Phàm sóng vai mà đi với Bạch Tiểu Tuyết, khiến người ta hâm mộ ghen tị. An Hiểu Hiên bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, đi theo không xa không gần, vẻ mặt khó chịu. Bình thường đều là cô đi dạo phố với Bạch Tiểu Tuyết, Mạc Phàm vừa xuất hiện thì hay rồi, cô thành bóng đèn, điều này làm cô rất khó chịu. Bạch Tiểu Tuyết thấy biểu cảm này của An Hiểu Hiên, che miệng cười. Hiên Hiên, đến đây. Chúng ta đi cùng nhau. Hai người đi phía trước đi, không cần lo cho mình thích đi một mình hơn. An Hiểu Hiên quay đầu sang một bên, tức giận nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Ở đây có một tiệm bánh ngọt tên là Huyễn Cảnh rất ngon, cô đi mua 3 phần anh hoa tuyết dạ đi. Mạc Phàm nói. Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên rất thích ăn tiệm bánh ngọt này, kiếp trước mỗi lần Tiểu Tuyết tách ra với An Hiểu Hiên, đều đến tiệm bánh ngọt này. An Hiểu Hiên nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Tiệm bánh ngọt này, mỗi lần bọn họ tới đây đều đến, sao Mạc Phàm biết được? Tôi không đi, tôi không phải nữ bộc của anh. An Hiểu Hiên bĩu môi nói. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy một ngọc giản ném cho An Hiểu Hiên. Cái này có thể xem như đồ gia truyền An gia, lần sau ai dám bắt nạt cô, cho dù không có tôi ở đây, tự mình đánh lại là được. Mạc Phàm ném ngọc giản cho An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên muốn từ chối, muốn hối lộ An đại tiểu thư cô, đâu dễ như vậy. Nhưng cô liếc thứ này một cái, đôi mắt sáng lên, trực tiếp sửng sốt. Ngọc giản là pháp khí bên trong có công pháp, phương pháp luyện chế đã thất truyền, vậy mà Mạc Phàm cho cô một cái. Chắc chắn bên trong có công pháp. Ngọc giản truyền công. Cô gần như không do dự, muốn rót một chút nội khí mở ra. Quay về hãy mở ra, mở ở đây dễ bị cướp lắm. Bị đoạt tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mạc Phàm cười nói. Ngọc giản này là thần đạo tử luyện khí đại sư ở tu chân giới cho hắn, bên trong có đủ pháp môn của luyện khí nhất mạch, là lễ vật hắn chuẩn bị cho An Hiểu Hiên. Coi như anh thức thời, trả tiền. An Hiểu Hiên hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng cất ngọc giản, lại vươn tay với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, đưa cho An Hiểu Hiên một tấm thẻ, lúc này mới đuổi được An Hiểu Hiên đi. An Hiểu Hiên vừa đi, Bạch Tiểu Tuyết cười như không cười, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm. Anh thật sự chỉ là đồ đệ của Mạc Đại Sư thôi sao? Tuy cuối cùng Tống Minh Huy nói thêm một câu, Mạc Phàm là đồ đệ của Mạc Đại Sư, nhưng rõ ràng là cố ý, muốn che giấu thân phận giúp Mạc Phàm. Hơn nữa dựa theo lời Tống Minh Huy nói, ông ta làm việc cho Mạc Đại Sư. Nếu Mạc Phàm là đồ đệ của Mạc Đại Sư, địa vị của ông ta và Mạc Phàm ngang nhau, vốn dĩ không cần quỳ xuống cầu xin. Thêm nữa Mạc Phàm tiện tay ném ngọc giản truyền công cho An Hiểu Hiên, một đồ đệ không thể làm được chuyện này. Nói ngắn gọn, cô còn chưa biết Mạc Phàm là ai, nhưng cô không tin lời Tống Minh Huy nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên chút cảm xúc. Tuyết Nhi vẫn thông minh như trước. Kiếp trước hắn thường xuyên chuẩn bị tỉ mỉ mấy tháng, muốn cho Tuyết Nhi kinh ngạc vui mừng.
nhưng chưa tới lúc đã bị Tuyết Nhi vạch trần, giống như hôm, không thể gạt được ánh mắt cô. Cho dù anh là ai, đều sẽ thích em mỗi sinh mỗi thế. Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt lóe lên chân thành, ánh mắt này chỉ khi hắn vừa trọng sinh, nhìn thấy chị họ, bàn tử, cha, lão mẹ, Tiểu Vũ mới xuất hiện. Bạch Tiểu Tuyết mở to mắt nhìn Mạc Phàm, lập tức khôi phục như thường. Sau đó thì sao? Làm bạn gái của anh nhé. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút chờ mong nói. Thời gian như kiếp trước, vẫn nơi cũ, câu nói như vậy. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhếch miệng, cười tươi như đóa tuyết liên, chần chừ một lát. Tín vật định tình đâu? Bạch Tiểu Tuyết vươn tay ra với Mạc Phàm, nói. Từ lúc Mạc Phàm cứu cô ở biệt thự, khi cô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái đã có cảm giác vô cùng đặc biệt. Không chỉ Mạc Phàm vô cùng đặc biệt, rất thuần khiết, lanh lợi, không có tạp chất, cô còn có cảm giác như gặp Mạc Phàm ở kiếp trước hay trong mơ. Mạc Phàm cười khẽ, hiếm khi lộ ra vui sướng. Một đời này, cuối cùng cũng ở bên Tuyết Nhi. Hắn lấy một cái nhẫn từ trong nhẫn chữ vật ra, đeo cho Tuyết Nhi. Nhẫn trắng như tuyết, bên trên có đóa tuyết liên sắp nở trông rất sống động, là hoa Tuyết Nhi thích nhất. Cái nhẫn này tên là Tuyết Chi Giới, là pháp khí đầu tiên hắn luyện chế sau khi tới cảnh giới tiên thiên. Nếu Tuyết Nhi gặp nguy hiểm, hắn không chỉ cảm nhận được, còn có thể triển khai cửu thiên huyền linh trận, cho dù là cảnh giới hư đan cũng không làm gì được Tuyết Nhi. Trừ chuyện đó ra, còn có một chức năng khác, ví dụ như không ngừng cải thiện thể chất của Tuyết Nhi, đây là pháp khí tốt nhất hắn có thể luyện chế được lúc này. Thật đẹp, nhẫn này có chức năng gì? Bạch Tiểu Tuyết nhìn cái nhẫn, yêu thích không buông tay nói. Em tập trung tinh thần, gọi tên của anh. Bạch Tiểu Tuyết nhắm mắt lại, còn chưa mở miệng. Cách đó không xa, giọng nói bất mãn của An Hiểu Hiên đang mua đồ ngọt truyền tới. Mạc Phàm, anh là tên lừa đảo. Tấm thẻ này của anh vốn dĩ không có tiền. Những lời này vang lên, bạch quang chớp lóe, một hư ảnh xuất hiện quanh Tiểu Tuyết. Mặc bộ đồ trắng, tóc dài phấp phới, anh Tuấn không thể soi mói. Đây là trận pháp sao? Bạch Tiểu Tuyết mở mắt ra, giơ tay chọc hư ảnh này. Có thứ này ở đây, Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt cũng không thể thương tổn được em. Lợi hại như vậy sao? Bạch Tiểu Tuyết khẽ đảo mắt. Vô cùng khiếp sợ. Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt mạnh thế nào, sao cô không biết, đứng top đầu hoa hạ. Hư ảnh này có thể ngăn tấn công của bọn họ sao? Đợi sau này anh dạy em công pháp, bọn họ đều không phải đối thủ của em. Mạc Phàm gật đầu, tự tin nói. Ở trong mắt người khác, Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt như thần, nhưng ở trong mắt Y Tiên Bất Tử hắn, hai người này không khác gì con kiến. Hư ảnh này là ai, hình như không phải anh. Bạch Tiểu Tuyết cười hỏi. Sau này anh sẽ nói cho em biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn chức năng khác không? Tuyết tới. Ngón tay Mạc Phàm khẽ động, một đạo linh khí đánh vào trong. Tuyết liên trên nhẫn sáng lên, nở rộ mà ra, một đạo bạch quang bắn lên trời. Bầu trời vốn có chút âm u, tầng mây nhanh chóng tụ tập, nhanh chóng tích lũy thành một tầng dày, bao phủ cả con phố. Vù vù, cơn gió lạnh thổi qua. Bỗng nhiên nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Trên đường phố, rất nhiều người cảm thấy phát lạnh, không khỏi sợ run cả người. Ngay sau đó có bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Tuyết rơi sao? Tiểu Tuyết sửng sốt. Cách đó không xa An Hiểu Hiên chớp chớp mắt, trong chớp mắt ngây người. Một lát sau, cả đường phố đều sợ ngây người. Lúc này mới tháng 10, tháng 10 Giang Nam vẫn hơn 10 độ, có một số người còn mặc áo ngắn tay. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, cũng ít khi thấy tuyết ở Giang Nam, lúc này càng không thể có tuyết rơi. Chuyện này, làm sao có thể? Nhưng trên trời thật sự có tuyết rơi xuống, không lâu sau trời đất và nóc nhà bị màu trắng bao phủ. Thật đẹp! Bạch Tiểu Tuyết đón lấy bông tuyết, giống như cô bé lần đầu thấy tuyết, vui sướng nói. Mạc Phàm cười khẽ, không nói đến một đoạn đường, chỉ cần Tuyết Nhi thích, hắn có thể khiến cả địa cầu đầy tuyết rơi. Dừng tuyết này thế nào, anh nhanh dừng đi. Bạch Tiểu Tuyết chơi một lát, nói. Làm sao vậy, em không thích à? Mạc Phàm hỏi. Thích, nhưng tháng 10 có tuyết rơi, sẽ bị người khác trừng trị. Trên mặt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên vẻ lo lắng. Giới võ đạo và pháp đạo có quy định bất thành văn, không thể động võ trước mặt người thường, cũng không thể thi pháp trước mặt người thường, nếu không sẽ bị Long Tổ tìm tới.
Yên tâm đi, chỉ cần em thích là được, sẽ có người giải quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn là Long Vương của Long Tổ, chút chuyện đó sẽ có người giải thích. Bạch Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm nói chắc chắn như vậy, mắt híp thành đường ngang, rúc vào lòng Mạc Phàm đứng trong tuyết, lộ ra tươi cười hạnh phúc, vô cùng ấm áp. Rất lâu sau, Bạch Tiểu Tuyết mới nghe thấy bước chân của An Hiểu Hiên, lúc này mới tách khỏi Mạc Phàm. Em đã đồng ý với anh, nhưng Bạch gia em không dễ nói chuyện, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Yên tâm đi, đợi anh trở về từ Mạc Bắc sẽ tới Bạch gia. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh. Thiên địa nguyên thạch đã tới tay, đợi đám tiểu vũ đến Giang Nam, hắn sẽ đến Mạc Bắc. Từ Mạc Bắc trở về, hắn sẽ đến Bạch gia, xem một đời này còn ai dám ngăn cản hắn và Tuyết Nhi. Mạc Bắc, anh muốn đến La gia Mạc Bắc sao? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi. Lúc trước cô nghe nói, Giang Nam ngoại trừ Tống gia đứng đầu một đám người đối nghịch Mạc Phàm gia, còn có một nửa người bám vào La gia Mạc Bắc. Mạc Phàm là người Mạc gia không thể nghi ngờ, chắc chắn hắn đến Mạc Bắc để xử lý chuyện này. Ừm. Mạc Phàm không giấu giếm, gật đầu. Vậy anh cẩn thận một chút, La gia Mạc Bắc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên chút lo lắng, dặn dò. Thực lực của La Thành gia chủ tiền nhiệm La gia Mạc Bắc không tính là rất mạnh, nhưng La gia có thể xưng bá ở một nơi thần bí như Mạc Bắc, tuyệt đối không đơn giản chỉ có La Thành. Mạc Phàm lộ ra chút bất ngờ, vẫn gật đầu. La gia đơn giản hay không, đợi đến Mạc Bắc thì biết. Còn một người nữa, anh phải cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Tuyết nói tiếp. Em muốn nói Miyamoto Kawa sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai, anh lấy thiên địa nguyên thạch đi, anh ta sẽ không từ bỏ dễ vậy đâu. Miyamoto Kawa nhìn có vẻ rất hiền lành, nghe nói anh ta vì thành thiếu chủ nhà Miyamoto, tự tay giết em trai ruột của mình, em trai ruột cũng giết được, đồ anh ta nhìn chúng, sao có thể từ bỏ dễ dàng? Bạch Tiểu Tuyết nói. Ừ. Mạc Phàm nhíu mày đáp. Miyamoto Kawa ngay cả em trai ruột cũng giết, không phải Tuyết Nhi nói, hắn thật sự không nhìn ra. Hắn bồi Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên đi dạo phố, mua một đống đồ, mãi đến tối mới đưa hai người về. Hắn rời khỏi biệt thự của Tiểu Tuyết, đến bên hồ không người, dừng lại, mắt nheo lại, ánh mắt phát lạnh. Hai người theo lâu như vậy, còn không chịu ra. Giọng nói rét lạnh, tạo nên đạo gợn sóng trên mặt hồ, truyền ra rất xa. Tiếng cộp cộp vang lên, Tống Tử Duyệt mặc áo gió màu vàng nhạt, đi giày cao gót, hai tay cho vào túi, đi từ một thân cây ra, dừng trước mặt Mạc Phàm. Cô theo tôi làm gì? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, bây giờ anh đã giẫm tôi dưới chân, anh hài lòng chưa? Tống Tử Duyệt u oán nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm khinh thường nói. Anh đã thích chà đạp tôi như vậy, vậy lấy luôn cơ thể tôi đi. Tống Tử Duyệt nói xong xé áo gió. Áo gió rơi xuống đất, bên trong Tống Tử Duyệt ngoại trừ giày cao gót màu đỏ là nội y rất ít, cơ thể nóng bỏng gần như lộ trước mặt Mạc Phàm. Da thịt trắng như tuyết hiện lên ửng hồng. Tinh xảo như thợ thủ công tinh điêu tế trác, dáng người hoàn mỹ không kém bất luận người mẫu quốc tế nào, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Cơ thể như vậy nếu đi trên đài tê, chắc chắn sẽ khiến vô số đàn ông khí huyết dâng trào, không thể thoát ra được. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, không cử động. Quả thật Tống Tử Duyệt đã đủ mê người, nhưng 500 năm qua hắn từng gặp rất nhiều ma nữ, tiên tử, yêu tộc, mỹ nữ quỷ tộc, thậm chí là thần nữ của thần tộc. Sao có thể bị Tống Tử Duyệt mê hoặc? Còn nữa, Tống Tử Duyệt thấy Mạc Phàm thờ ơ, lông mày nhíu lại, lộ ra chút giận dữ. Chẳng lẽ tôi kém hơn Bạch Tiểu Tuyết, là người anh không muốn gặp như vậy sao? Hai mắt Tống Tử Duyệt rung rung, quật cường nói. Cô ta tự hỏi diện mạo mình không thua Bạch Tiểu Tuyết, dáng người còn tốt hơn Bạch Tiểu Tuyết nữa. Cô ta cởi hết đứng trước mặt Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm thờ ơ, đổi thành những người khác đã sớm nhào lên rồi. Cô không so được với cô ấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôi không so được với cô ta, tôi phải cướp, anh không cần tôi, bổn đại tiểu thư muốn anh, để cô ta dùng người đàn ông bổn đại tiểu thư dùng rồi đi. Tống Tử Duyệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kiên quyết, trực tiếp nhào vào lòng Mạc Phàm, đôi tay không thành thật muốn với vào trong quần áo Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, ngón tay cử động bí mật, ngón tay điểm lên cái cổ trắng nõn của Tống Tử Duyệt, cả người Tống Tử Duyệt mềm nhũn. Hắn đỡ Tống Tử Duyệt bằng một tay, ôm vào trong ngực.
Đúng lúc này, bốn bóng người mặc y phục dạ hành xuất hiện ở bốn phía Mạc Phàm. Mũi chân bốn người khẽ điểm, như chuồn chuồn lướt nước, nhảy lên. Trong tay bọn họ, đao võ sĩ Nhật Quốc chấp lóe u quang, đâm về phía trước sau tim, huyệt thái dương trái phải của Mạc Phàm, cộng thêm thanh đao của Tống Tử Duyệt đâm về phía đan điền nữa. Nhanh như viên đạn, lại khẽ đến mức không có một chút âm thanh. Trong chớp mắt, đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, bỗng nhiên linh khí như sóng biển phá thể mà ra, cút. Một chữ vang lên, giống như kinh lôi nổ tung trong trời đêm. Không đợi bốn thanh đao võ sĩ đâm vào người hắn, linh khí cuồn cuộn hóa thành bốn đạo kiếm khí, chém về phía bốn hắc y nhân. Sắc mặt bốn hắc y nhân thay đổi, giơ đao ngăn cản. Keng, tiếng kim khí va vào nhau phát ra, bốn người kêu lên đau đớn lùi về sau, rơi xuống hồ nước, mặt đất, tảng đá, trên cây, biến mất trong chớp mắt, giống như chưa từng xuất hiện, bên hồ chỉ còn Mạc Phàm và Tống Tử Duyệt. Ngũ hành độn thuật sao? Mạc Phàm nhướng mày, cười lạnh lùng, rời mắt nhìn trong đỉnh cách đó không xa. Miyamoto Kawa, nếu đến còn không ra, anh nghĩ dựa vào mỹ nhân kế cộng thêm bốn ninja có thể đối phó tôi sao? Dùng Tống Tử Duyệt làm tấm chắn, lại phái ninja ra, chỉ có Miyamoto Kawa. Quả thật ẩn nặc thuật của bốn ninja rất cao minh, có thể lừa gạt không ít cao thủ tiên thiên. Nhưng muốn lừa gạt y tiên bất tử hắn, còn khó hơn lên trời. Hắn vừa nói xong, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió ra thì không còn âm thanh khác. Mạc Phàm lắc đầu, không để ở trong lòng. Không ra cũng không sao, tôi khiến các người ra. Ánh mắt hắn phát lạnh, dẫm mạnh chân xuống đất. Mặt đất run lên, giống như động đất, từng đạo vết rạn như mạng nhện lập tức xuất hiện, lan tràn ra xung quanh. Vết rạn còn chưa lan tràn ra xa, bốn bóng đen lại lộ ra, bóng người chớp lóe trong không trung, sau đó biến mất không thấy. Khi xuất hiện, đao quang của bốn người nhoáng lên, giống như xương lạnh ngưng tụ trên đao, mỗi người chín đao. Theo thời gian, 36 đao quang bao phủ Mạc Phàm và Tống Tử Duyệt hôn mê ở trong, xung quanh sáng lên, sau đó không khí phát lạnh. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không thèm nhìn những đao quang này, một tay nắm trong không khí, một khí binh hình kiếm thành hình, không do dự chém về phía bốn người. Rõ ràng là bốn người ra tay trước, khí binh trong tay Mạc Phàm lại đi sau đến trước, đến bên cạnh bốn người. Đồng tử bốn người co rụt lại, không do dự lùi lại. Đi xuống cho tôi. Mạc Phàm khẽ quát, kiếm khí chia ra làm bốn, huyễn hóa thành bốn chiếc roi ở trong không trung, quất vào người bốn người này. A, bốn người kêu lên quái dị, trên người sáng hào quang khác nhau. Bốp 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 bốp, bốn tiếng roi vang lên, roi đánh trúng bốn người. Hào quang trên người bốn người như thủy tinh vỡ nát, nôn ra máu tươi, bay về phía sau như đạn bay ra khỏi nòng súng. Mộc độn, thủy độn. Bốn người nhanh chóng tạo kế ấn, dùng tiếng Nhật nói, lại ẩn nấp lần nữa. Đâu dễ như vậy, Phong. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một chân khác lại cử động. Một đạo kim quang như thảm, lan tràn từ chân hắn ra. Bốn người lại ẩn nấp trong nước, đất đá và cây cối lần nữa. Nhưng mặc kệ là nước, cây cối hay đất đá đột nhiên trở nên cứng rắn, độn thuật bọn họ sử dụng sớm đã không có tác dụng. Rầm, một tiếng thật lớn, tựa như đạn pháo rơi từ trên cao xuống tấm thép. Đầu bốn người bị dập nát, máu tươi và óc đầy đất, máu tươi chảy từ dưới người bọn họ ra, nhuộm đỏ một vùng, chết không thể chết lại nữa. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người một cái, sắc mặt như thường. Nhẫn thuật chỉ là ngũ hành độn thuật thay đổi ra, sử dụng nhẫn thuật trước mặt hắn, không khác gì muốn chết. Hắn ôm Tống Tử Duyệt, tay tạo pháp ấn chia ra làm bốn, bay về phía bốn thi thể ninja. Vù một tiếng, ngọn lửa giấy lên trên người bốn bọn họ, bốn người nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tay Mạc Phàm vung lên, ngọn lửa tắt. Ánh mắt hắn rét lạnh, vẫn nhìn về phía đỉnh kia như cũ. Miyamoto Kawa, anh chuẩn bị pháp thuật lâu như vậy, hẳn là chuẩn bị tốt rồi chứ. Hắn vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên. Trong đình, Miyamoto Kawa không còn mặc tây trang như trong cửa hàng đồ cổ, mà thay bằng trang phục võ sĩ, đi guốc gỗ, bên hông có hai thanh đao võ sĩ, cười như không cười vỗ tay đi ra. Đồ đệ của Mạc Đại Sư đúng là đồ đệ của Mạc Đại Sư. Bốn tâm phúc của tôi không thể kiên trì nổi 3 phút dưới tao anh, đúng là khiến tôi bội phục.
Miyamoto Kawa cười nói. Cho dù Mạc Phàm giết bốn tâm phúc của anh ta, vẻ mặt anh ta vẫn không có chút phẫn nộ nào, cũng không e sợ Mạc Phàm chút nào. Anh phái người theo dõi tôi một lúc lâu, chỉ vì nói với tôi những lời này sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Miyamoto Kawa một cái, lạnh nhạt hỏi. Hắn dẫn theo Tuyết Nhi rời khỏi cửa hàng đồ cổ không lâu, liền cảm nhận được có người theo dõi, bởi vì có Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên ở đó, hắn không ra tay. Mạc tiên sinh, cậu biết tôi muốn gì mà, nếu cậu đồng ý giao thiên địa nguyên thạch cho tôi lập tức rời đi, còn hủy bỏ hôn nhân với Bạch Gia, chuyện này không có hại với cậu, chỉ có lợi. Miyamoto Kawa mỉm cười nói. Yêu đao đã đến tay, chỉ còn thiên địa nguyên thạch thôi. Nếu tôi từ chối thì sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nhà Miyamoto muốn hủy bỏ hôn nhân với Tuyết Nhi, xem Bạch Vô Thành dám đồng ý hôn nhân với nhà Miyamoto không đã. Miyamoto Kawa nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, hơi nhếch miệng cười quỷ dị. Nếu Mạc tiên sinh không chịu phối hợp, vậy chỉ có thể thứ cho tôi vô lễ, tôi sẽ lấy thiên địa nguyên thạch, tôi cũng sẽ cưới Bạch Tiểu Tuyết về nhà Miyamoto. Miyamoto Kawa vẫn nho nhã lễ độ như trước, giống như một thân sĩ. Đúng rồi, nhà Miyamoto chúng tôi chỉ muốn công cụ sinh đời sau, có phải Bạch Tiểu Thư hay không đều không quan trọng, đương nhiên Bạch Tiểu Thư là tốt nhất. Cho nên Bạch Tiểu Thư đến nhà Miyamoto sẽ không trở thành phu nhân của tôi, cô ta sẽ thành nữ nô để tất cả đàn ông nhà Miyamoto đùa giỡn, để cô ta sinh hạ Bạch đồng tử đời sau cho nhà Miyamoto, Mạc tiên sinh thích Bạch Tiểu Thư như thế, hẳn là không muốn Bạch Tiểu Thư bị nhiều đàn ông. Miyamoto Kawa vừa nói xong, Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang nở rộ bên trong. Tất nhiên tôi không muốn như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Miyamoto Kawa nhướng mày. Trong mắt lộ ra chút dị sắc, rõ ràng là không ngờ đột nhiên Mạc Phàm dễ nói chuyện như thế. Ý của Mạc tiên sinh là đồng ý với tôi sao? Nếu Mạc tiên sinh đồng ý, tôi có thể lập tức nói cho Bạch Gia muốn một phụ nữ trẻ tuổi khác, làm công cụ sinh đời sau cho nhà Miyamoto. Nghe nói Bạch Gia có mấy cô gái vô cùng ưu tú, hình như có hai người tên là Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn, nhất là Bạch Tiểu Manh, vô cùng đáng yêu nhu thuận, thích hợp làm vật thay thế cho Bạch Tiểu Thư nhất. Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn. Miyamoto Kawa không nói đến hai cái tên Mạc Phàm quen thuộc thì không sao, nhắc tới hai cái tên này hàn ý trong mắt Mạc Phàm càng đậm hơn. Ý của tôi là, anh không mang thiên địa nguyên thạch đi được, nhà Miyamoto các anh cũng đừng nghĩ mang phụ nữ Bạch Gia đi, bởi vì tôi sẽ giết anh, nhà Miyamoto anh có ý đồ với Bạch Gia, tới một đứa giết một đứa, tới hai đứa giết cả đôi, các người tới hết, tôi diệt Miyamoto nhất tộc luôn. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Giọng điệu lạnh nhạt, khiến nhiệt độ xung quanh trở nên phát lạnh. Miyamoto Kawa không tức giận, trái lại cười khinh thường, đi về phía Mạc Phàm. Tôi vốn tưởng rằng Mạc tiên sinh là đồ đệ của Mạc đại sư, sẽ thông minh hơn chút, không ngờ anh cũng ngu xuẩn như những kẻ khác, muốn giết tôi, sư phụ anh tới còn được, anh kém xa, còn muốn tiêu diệt nhà Miyamoto tôi. Anh nghĩ rằng nhà Miyamoto tôi như những gia tộc hoa hạ bỏ đi sao, Mạc đại sư sư phụ anh đến nhà Miyamoto, cũng một đi không trở về. Tuy Mạc Phàm dùng pháp thuật phá âm dương nhãn của anh ta, nhưng âm dương chi thuật chỉ là một trong những bản lĩnh quan trọng của anh ta, mạnh nhất của anh ta vẫn là kiếm thuật truyền thừa của nhà Miyamoto. Kiếm thuật của anh ta cộng thêm yêu đao thôn chính, giết chết Mạc Phàm không khác gì dẫm một con kiến. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Tống Minh Huy nói hắn là đồ đệ của Mạc Đại Sư, Miyamoto Kawa này không nghi ngờ chút nào, cho rằng hắn là đồ đệ của Mạc Đại Sư thật, chỉ số thông minh như vậy mà luôn miệng nói người hoa hạ ngu ngốc. Ở trong mắt hắn, Miyamoto Kawa như người say rượu nói người khác uống rượu, kẻ ngốc nói người khác ngốc. Xem ra sau khi tôi giết anh, cần phải đến Nhật Quốc xem thử. Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Giết Miyamoto Kawa, chắc chắn nhà Miyamoto sẽ không từ bỏ ý đồ. Miyamoto Kawa tự tin với gia tộc mình như thế, vậy mà có thể khiến hắn một đi không trở về, sao hắn lại không đi thử một lần? Miyamoto Kawa lắc đầu cười, giống như mất kiên nhẫn với Mạc Phàm. Nếu Mạc tiên sinh thích đi tìm chết như thế, vậy tôi sẽ cho Mạc tiên sinh thấy mình ngu ngốc bao nhiêu. Nói xong trong hai mắt anh ta hiện lên hai luồng sáng một đen một trắng. Giết anh ta. Miyamoto Kawa trầm giọng ra lệnh, anh ta vừa nói xong,
Tống Tử Duyệt vốn ngủ say trong lòng Mạc Phàm đột nhiên mở to mắt, đôi mắt cũng một đen một trắng như Miyamoto Kawa. Tống Tử Duyệt nhíu mày, một đoạn đao tràn đầy hoa văn diêm dúa lòe loẹt được cô ta rút ra. Thân đao đen xì tỏa ra yêu khí nồng đậm, lóe lên quang mang như máu dưới ánh trăng, đâm vào sau tim Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt vô cùng trắng bệch, liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt một cái. Bóng dáng Tống Tử Duyệt nhoáng lên một cái, nhanh nhẹn như linh miêu xông sang một bên, trong mắt lóe sáng quỷ dị, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ cảnh giác. Đao nô. Môi Mạc Phàm khẽ mở, nói hai chữ. Miyamoto Kawa thấy Tống Tử Duyệt thành công, cười đắc ý. Sau khi Tống Tử Duyệt lấy yêu đao thôn chính giúp anh ta, vì phòng ngừa bị yêu đao phản phệ, anh ta hiến tế linh hồn Tống Tử Duyệt, trở thành đao nô của thôn chính, anh ta thành chủ nhân của thôn chính, cũng là chủ nhân của Tống Tử Duyệt. Hiện giờ cho dù anh ta bảo Tống Tử Duyệt ngủ với một tên ăn mày, Tống Tử Duyệt cũng sẽ không nhăn mặt. Không sai, thế nào, tư vị bị người ta đâm đao từ phía sau thế nào? Sắc mặt Mạc Phàm hơi khó coi, im lặng không nói. Miyamoto Kawa thấy Mạc Phàm không nói lời nào, vẻ đắc ý càng đậm hơn. Nếu anh cảm thấy một đao này còn chưa đủ, tôi lại cho anh xem anh phát hiện tôi thế nào. Miyamoto Kawa nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, hai Miyamoto Kawa giống nhau như đúc xuất hiện. Hai Miyamoto Kawa đi sang hai bên, đến chỗ nào, sẽ có một Miyamoto Kawa xuất hiện. Không lâu sau, có khoảng 49 Miyamoto Kawa vây quanh Mạc Phàm. Mỗi người đều mặc trang phục võ sĩ, đi guốc gỗ, bên hông treo hai thanh đao võ sĩ dài ngắn không đồng nhất. Ngoại trừ trang phục ra, dung mạo, khí tức đều giống hệt nhau, không thể phân biệt được ai là Miyamoto Kawa thật. Xoẹt, 49 Miyamoto Kawa cùng rút trường đao bên hông ra. Đao dài hai thước hai tấc, thân đao sáng như tuyết có khắc hoa văn màu đen như con rồng. Theo trường đao rút ra, ngọn lửa màu đen xuất hiện trên thân kiếm. Khí tức sắc bén gần như yêu dị đè về phía Mạc Phàm. Rõ ràng không chém Mạc Phàm, lá rụng dưới chân Mạc Phàm cùng bị nghiền nát, như có kiếm phong chém qua. Mạc tiên sinh, anh tự mình giao thiên địa nguyên thạch ra, hay đợi tôi chém anh thành mảnh nhỏ, rồi tự mình tới lấy. 49 Miyamoto Kawa cùng nói, giọng nói hòa vào nhau. Mạc Phàm nhìn lướt qua Miyamoto Kawa, khóe miệng cong lên cười nhạt. Đây là bản lĩnh của anh sao? Nhà Miyamoto anh chỉ như vậy thôi à? Hắn vừa nói xong, sắc mặt 49 Miyamoto Kawa cùng thay đổi. Chuyện này, không chỉ vẻ mặt Miyamoto Kawa thay đổi, Tống Tử Duyệt cũng che miệng sửng sốt. Chỉ thấy Mạc Phàm mỉm cười, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành một cái cọc gỗ, con dao của Tống Tử Duyệt đâm vào sau cọc gỗ. Khí tức của Mạc Phàm biến mất toàn bộ. Đây là nhẫn pháp, thế thân thuật. Sắc mặt Miyamoto Kawa khó coi, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đây là loại thường xuyên gặp nhất trong nhẫn thuật, lấy thứ xung quanh huyễn hóa thành chính mình, để lừa gạt kẻ địch, cộng thêm nhận tấn công của kẻ địch. Cho nên Tống Tử Duyệt không đâm trúng Mạc Phàm, mà là thế thân của Mạc Phàm. Mạc Phàm thoát khỏi cạm bẫy anh ta bố trí tỉ mỉ, đã khiến anh ta vô cùng giật mình, không ngờ Mạc Phàm còn biết nhẫn thuật. Chỉ trong phút chốc, sắc mặt Miyamoto Kawa mới khôi phục lại bình thường. Mạc đại sư Đông Hải lợi hại thật, dạy dỗ ra đồ đệ bác học đa tài như Mạc tiên sinh, thậm chí còn biết nhẫn thuật của Nhật quốc chúng tôi, xem ra dùng thuật pháp không dễ lừa gạt Mạc tiên sinh như vậy. Miyamoto Kawa lộ ra chút thận trọng, trên gương mặt anh Tuấn không còn khinh thường như trước. Mạc Phàm này lợi hại hơn anh ta nghĩ một chút. Trên mặt hồ, Mạc Phàm không để ý đến Miyamoto Kawa. Tống Tử Duyệt bị người ta dùng thuật pháp khống chế, sao hắn không nhìn ra? Muốn dùng thuật pháp lừa gạt mắt hắn, trước tiên phải hỏi mắt hắn có đồng ý không đã. Tôi vượt xa so với nhà Miyamoto các anh tưởng tượng, càng là người anh không thể tưởng tượng được, mở to mắt mà nhìn xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm. Sắc mặt Miyamoto Kawa thay đổi. Mạc Phàm vừa nói xong, khí tức biến mất của Mạc Phàm lập tức xuất hiện, tăng cao với tốc độ cực nhanh. 49 Miyamoto Kawa đảo mắt. Cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Mạc Phàm xuất hiện trên mặt hồ, đứng phía trên mặt nước, sau lưng là trăng sáng treo cao, như thần linh bừng tỉnh, ánh trăng đều đã làm nền cho hắn. Ngay sau đó, 9 Miyamoto Kawa trong đó lại rời mắt, nhìn về phía một cái cây,
một Mạc Phàm khác đứng trên đó. Không lâu sau, bóng dáng Mạc Phàm lóe lên liên tục. 81 Mạc Phàm xuất hiện bốn phía Miyamoto Kawa, từng khí tức đều giống nhau như đúc, trong tay mỗi người cầm khí binh hình kiếm, biểu cảm khí định thần nhàn, giống như không để mọi thứ vào mắt. Sắc mặt Miyamoto Kawa lập tức khó coi, anh ta muốn mượn bốn gia nô tranh thủ thời gian, bố trí âm dương trận ở xung quanh. Thứ nhất là phòng ngừa Mạc Phàm chạy trốn hay đưa tin cho Mạc Đại Sư, dù sao anh ta phải luyện hóa thiên địa nguyên thạch mới có thể sánh vai với Mạc Đại Sư, trước đó anh ta phải đảm bảo không bị Mạc Đại Sư đánh chết mới được. Thứ hai, có âm dương trận anh ta mới tạo được nhiều phân thân. Ai biết Mạc Phàm không dùng trận pháp, liền huyễn hóa ra được nhiều phân thân hơn anh ta. Chuyện này, anh ta khẽ đảo mắt, khiếp sợ được thay bằng ánh sáng lạnh cộng thêm sát ý. Tuy anh ta không am hiểu thuật pháp nhất, nhưng toàn bộ phương diện thuật pháp bị một người Hoa Hạ áp chế, điều này làm anh ta vô cùng khó chịu. Được lắm, lâu rồi không có ai khiến tôi có hứng thú, nhất là người Hoa Hạ, mấy năm nay anh là người đầu tiên, có thể chết dưới kiếm của tôi, anh nên cảm thấy may mắn. Anh ta nói xong không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm. 49 bóng người tay cầm đao, trường đao liên tục quay vòng xung quanh anh ta, cuối cùng để sau lưng anh ta. Một chân của anh ta bước ra sau, cơ thể hơi cong xuống, ánh mắt phát lạnh. Cư hợp nhất tự. Anh ta vừa nói xong, 49 nhân ảnh biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đến bên cạnh 81 Mạc Phàm. Trường đao chớp lóe ánh sáng như ngọc dưới ánh trăng, xẹt qua không khí, hình thành một đường thẳng như sợi tóc, chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Đao này còn chưa hạ xuống, đao phong lập tức nhấc lên, giống như lưỡi dao sắc bén trong không khí. Sắc bén làm ra đầu người ta run lên. Tống Tử Duyệt ở một bên vốn không nằm trong phạm vi có đao quang. Nhưng trên làn da trần trụi của cô ta, từng đạo vết thương nhỏ xuất hiện, huyết châu chảy ra. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua trường đao chém tới, lắc đầu cười. Đây là lần cuối cùng của anh rồi. Miyamoto Kawa dám coi phụ nữ Bạch gia là công cụ sinh sản, tối nay anh ta phải chết, không có ngoại lệ. Đó là vì anh không biết tôi, càng không biết kiếm thuật của nhà Miyamoto tôi. Miyamoto Kawa nhếch miệng cười quỷ dị, khinh thường nói. Ở Nhật Quốc nếu có người không biết kiếm thuật nhà Miyamoto bọn họ, vậy chắc chắn là tầng lớp hạ đẳng, không có tư cách biết kiếm đạo của nhà Miyamoto. Cho dù là trong võ đạo thế gia trên thế giới, kiếm thuật của nhà Miyamoto bọn họ cũng tiếng tăm lừng lẫy. Người muốn học kiếm đạo của nhà Miyamoto bọn họ nhiều như muốn học công phu Hoa Hạ của Lý Tiểu Long. Khác biệt chính là, có rất nhiều người khinh thường công phu Hoa Hạ, nhưng không có ai dám nói kiếm thuật của nhà Miyamoto là động tác võ thuật đẹp. Quả thật kỹ xảo giỏi hơn người bình thường đánh nhau một chút, nhưng cũng chỉ là võ học của phàm nhân mà thôi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Miyamoto Kawa có thể thu liễm đao khí đến lưỡi đao, hóa thành thứ sắc bén hơn cả lưỡi dao. Quả thật đáng quý. Có thể trở thành nhất đại tông sư trên địa cầu, nhưng loại kỹ xảo này có thể lọt vào pháp nhãn của y tiên bất tử hắn sao? Nói đùa. 81 bóng dáng cùng giơ tay lên, khí binh trong tay khẽ quơ về phía trường đao trong tay Miyamoto. Tươi cười trên mặt Miyamoto Kawa cứng đờ, ánh mắt dữ dằn hơn. Ở trong mắt Mạc Phàm, kiếm thuật nhà Miyamoto luôn lấy làm kiêu ngạo ở Nhật Quốc vô cùng rách nát không đáng giá. Anh ta không thể chấp nhận được chuyện này. Xem ra chỉ có giết anh mới biết lợi hại của nhà Miyamoto chúng tôi, anh ta vốn không định giết Mạc Phàm, ở trong mắt anh ta Mạc Phàm chỉ là đồ đệ của Mạc Đại Sư Đông Hải. Chỉ cần Mạc Phàm giao thiên địa nguyên thạch, anh ta sẽ không làm gì Mạc Phàm, cùng lắm là giam Mạc Phàm trong âm dương trận vài ngày. Nói không chừng anh ta có thể để Tống Tử Duyệt lại hầu hạ Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm khinh thường kiếm thuật của nhà Miyamoto bọn họ như vậy chỉ có thể giết chết. Không ai nhục nhã nhà Miyamoto bọn họ mà có thể sống, nhất là heo Hoa Hạ, càng đáng chết hơn. Anh ta nghĩ vậy, lực đạo trên tay mạnh hơn, trường đao chém xuống khí binh của Mạc Phàm. Keng một tiếng, trường đao của Miyamoto tựa như cắt đậu hủ, chém đứt khí binh hình kiếm trong tay Mạc Phàm, thế trường đao như trẻ che chém về phía Mạc Phàm. Miyamoto Kawa hơi nhếch miệng, giống như không vội giết Mạc Phàm, trường đao dừng lại, treo trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, bây giờ anh còn cảm thấy kiếm thuật của nhà Miyamoto tôi chỉ là võ học thế gian không? Không phải Mạc Phàm nói kiếm thuật của nhà Miyamoto bọn họ rất bình thường sao,
khí binh của Mạc Phàm bị kiếm thuật nhà Miyamoto bọn họ chém nứt dễ dàng, chuyện này như cho Mạc Phàm một cái tát. Dưới đao phong sắc bén, trên mặt Mạc Phàm không có một chút gợn sóng, vẫn lạnh nhạt như Thái Sơn, mưa gió bất động. Có thể chém nứt không khí, quả thật kiếm thuật của nhà Miyamoto đủ để nổi tiếng ở Nhật Quốc. Mạc Phàm gật đầu nói, sửa đổi nhận xét về kiếm thuật của nhà Miyamoto. Hắn còn chưa dứt lời, vừa mở miệng nói những câu này, khuôn mặt anh tuấn của Miyamoto Kawa gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, tối nay tôi phải giết anh. Miyamoto nhíu mày thành chữ hỏa, giận dữ hét. Mạc Phàm nhìn như khen ngợi bọn họ, thực ra là đang nói kiếm thuật của nhà Miyamoto bọn họ chỉ có thể chém đứt không khí. Chuyện này giống như cho anh ta ăn một khối đường, trong đường đều là xít. Anh ta đường đường là đại thiếu nhà Miyamoto, lớn như vậy còn chưa có người nào dám đối với anh ta như thế. Cho dù là trưởng lão đức cao vọng trọng ở Nhật Quốc, vừa nghe đến họ Miyamoto của anh ta, đã vô cùng cung kính với anh ta rồi. Chỉ là đồ đệ của Mạc Đại Sư, cũng dám nhục nhã anh ta như thế. Tử! Bùm! Ngọn lửa màu đen giấy lên trên người anh ta và thân đao, như lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng anh ta. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, khí binh của hắn là do linh khí ngưng tụ, cho dù là xe thiết giáp cũng có thể chảm phá. Nếu không phải Miyamoto ngưng tụ kiếm thuật, vừa mỏng lại sắc bén hơn lưỡi dao, vốn dĩ không chém được khí binh của hắn. Kiếm thuật như vậy, quả thật đủ để Miyamoto Kawa kiêu ngạo. Nhưng hình như Miyamoto Kawa xem thường khí binh của hắn, coi khí binh của hắn thành không khí chân chính rồi. Nếu không sẽ không tức giận như vậy. Thôi, anh sẽ biết anh ngu ngốc đến mức nào. Mạc Phàm chẳng muốn giải thích, sóng nước chẳng sao nói. Tối nay không băm anh ra vạn đoạn, tôi không họ Miyamoto. Miyamoto Kawa giận dữ hét. Nhị thiên nhất lưu, lưu tinh. Tiếng Nhật thốt lên từ miệng anh ta. Cổ tay anh ta trầm xuống, trường đao dừng trên đỉnh đầu Mạc Phàm như sao băng từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa màu đen như cái đuôi yêu quái kéo dài ra. Sắc bén chi ý lạnh lẽo lại sôi trào, không chỉ không vì vừa rồi dừng lại mà yếu đi, trái lại mạnh hơn nhiều. Tựa như rõ ràng trời đất đã đóng băng, bỗng nhiên có gió rét thấu thương nổi lên. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, giống như không có cảm giác. Hắn không rút kiếm nữa, hai ngón tay như hái sao, kẹp lấy yêu đao thôn chính của Miyamoto Kawa. Miyamoto Kawa nheo mắt lại, hơi nhếch miệng. Sở dĩ yêu đao thôn chính được xưng là yêu đao, một mặt là vì bên trong phòng ấn yêu quái. Yêu quái này có thể khiến người ta phát huy thực lực vượt xa người thường. Cho dù là người bình thường lấy được cũng có thể giết chết kiếm khách trúc cơ đỉnh phong. Có lợi cũng có hại, yêu quái này khiến thực lực của người ta tăng mạnh, đồng thời sẽ khống chế thần trí người cầm kiếm, khiến người cầm kiếm giết càng nhiều người hơn. Mỗi lần yêu đao thôn chính xuất hiện, đều là một màn giết chóc, người cầm kiếm sẽ giết toàn bộ người bên cạnh mình. Một mặt khác, chuôi đao này thật sự rất sắc bén gần như yêu dị, cũng sắc bén đến mức rất nhiều danh nhân Nhật Quốc chết dưới yêu đao. Trong đó bao gồm thời Tokugawa Mạc Phủ, Tokugawa Shinkan và cha Tokugawa Ieyasu nhà Tokugawa. Bởi vì sắc bén của nó, cái chuôi đao này được nhà Tokugawa gọi là yêu vật chuyên nổi loạn ở nhà Tokugawa, khiến yêu danh càng rõ ràng hơn. Cho dù không có thôn chính, anh ta cũng có thể dùng một thanh kiếm gỗ chém nứt hợp kim cao cấp, dễ dàng làm nổ đại sư thể thuật thành mấy chục khối. Hiện giờ có thanh đao này cộng thêm kiếm thuật của nhà Miyamoto, có thể phát huy sắc bén đến mức tận cùng. Mạc Phàm dám dùng ngón tay đón kiếm của anh ta, đúng là không biết sống chết. Tôi cắt tay anh trước, để thôn chính nếm thử máu tươi của anh. Miyamoto Kawa hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Thôn chính giống như cảm nhận được ý tốt của Miyamoto Kawa, thân đao sáng lên, ngọn lửa màu đen thịnh vượng hơn nhiều, giống như rất hưng phấn. Mạc Phàm chỉ cười, trên ngón tay lóe sáng ánh sáng ngũ sắc, khẽ kẹp lấy. Thanh đao và hai ngón tay tiếp xúc với nhau chỉ trong chớp mắt. Bùm, giống như bỗng nhiên hỏa dược bị điểm cháy, ngưng tụ lực lượng đến mức tận cùng nổ bùm bùm. Tiếng vang thật lớn khiến màng tai người ta đau nhức. Mặt đất dưới chân Mạc Phàm và Miyamoto Kawa bị nghiền nát, vết rạn như mạng nhện lan tràn bốn phía. Kình phong mãnh liệt như bão tới, nhấc theo cát bay đá chạy, nhổ tận gốc cây cối hoa cỏ thảm thực vật. Cách đó không xa. Một âm dương trận pháp sáng lên hai màu hắc bạch,
giống như quầng sáng bao phủ xung quanh trăm mét. Năng lực sóng tàn sát bừa bãi và kình phong chạm vào bức màn, quầng sáng lay động dữ dội vài cái, giống như bị xé rách bất cứ lúc nào, cuối cùng vẫn đỡ được sóng chấn và kình phong. Cũng may có âm dương trận pháp này, nếu không thanh thế lớn như vậy sẽ khiến cả Đại học Đông Hải sôi trào hừng hực. Giữa quầng sáng, trường đao và ngón tay Mạc Phàm đã phân thắng bại. Trên tay Mạc Phàm tỏa sáng ánh sáng ngũ sắc, tuy ngọn lửa trên đao thôn chính cường thịnh, nhưng chưa tới một phần 10 giây liền bị ánh sáng ngũ sắc bao phủ, giống như đêm tối gặp ánh mặt trời. Ong ong, tiếng kim chí chấn động vang lên liên tục. Ngón tay Mạc Phàm không tổn hao gì, yêu đao thôn chính thành thật bị Mạc Phàm kẹp trong tay, không thể động đậy. Tươi cười hung dữ trên mặt Miyamoto Kawa lập tức cứng ngắc, giống như đang cao hứng bị người ta hắt nước bẩn lên người, trong mắt đều là khó mà tin. Kiếm thuật của anh ta và yêu đao thôn chính, bất luận là thứ nào đều dễ dàng chém được tay Mạc Phàm. Hai thứ cộng lại càng không đơn giản như một cộng một bằng hai. Nhưng hai thứ này cộng lại bị ngón tay Mạc Phàm đón được dễ dàng. Sao lại có chuyện này được? Mắt Miyamoto Kawa mở to, nhìn chằm chằm ngón tay Mạc Phàm lắc đầu nói. Mạc Phàm, rốt cuộc anh là ai? Anh chắc chắn không phải đồ đệ của Mạc Đại Sư. Abekuo sư phụ anh ta, Miyamoto Takeshi cha anh ta kiếm hào nổi tiếng thế giới, hai người đều nổi tiếng trên thiên bảng, bọn họ có thể đỡ được một kiếm của anh ta bằng tay. Nhưng bọn họ đều có cùng cấp bậc với Mạc Đại Sư. Đồ đệ của Mạc Đại Sư, sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Tôi có nói với anh tôi là đồ đệ của Mạc Đại Sư sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Miyamoto Kawa một cái nói. Mắt Miyamoto Kawa mở to, đảo mắt vài cái, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Anh là Mạc Đại Sư Đông Hải. Lúc trước anh ta từng hoài nghi lời Tống Minh Huy nói, nhưng không nghĩ Mạc Phàm là Mạc Đại Sư. Dù sao người có thể vào thiên bảng, đều là người có thực lực rất mạnh ở các quốc gia. Cho dù không bằng tuổi sư phụ anh ta, đã sang 70, ít nhất cũng phải bằng tuổi cha anh ta. Có ai ngờ tới Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải Hoa Hạ, vậy mà trẻ như thế, thậm chí còn ít tuổi hơn anh ta chút. Nếu đã biết rõ, tôi đưa cho anh thiên địa nguyên thạch, anh dám lấy không? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, ngón tay xoay chuyển, yên lặng hỏi. Keng, tiếng kim khí gãy vang lên. Vết rạn xuất hiện từ chỗ tiếp xúc giữa ngón tay Mạc Phàm và yêu đao thôn chính, rất nhanh lan tràn sang hai bên thân đao, từ đầu đao đến chuôi đao, chỉ trong chớp mắt, yêu đao thôn chính trong truyền thuyết biến thành đoạn kim khí, rơi xuống đất. 49 Miyamoto Kawa, trong đó có 48 người phát ra âm thanh, biến mất không thấy. Còn lại một Miyamoto Kawa mặt xám như cho tàn, trên tay có vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi giàn giụa. Cộp cộp, Miyamoto Kawa lùi về sau mấy bước, vô cùng khiếp sợ nhìn mảnh nhỏ trên đất. Miyamoto Kawa nắm chặt, nhìn Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Anh ta hao phí rất nhiều sức lực mới đạt được yêu đao thôn chính, lại bị Mạc Phàm phá hỏng như thế. Mạc Đại Sư, anh còn muốn dùng phụ nữ Bạch Gia làm công cụ sinh con sao? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, 81 bóng dáng cùng đi về phía Miyamoto Kawa. Miyamoto Kawa thấy Mạc Phàm đi tới, nhíu mày lại, trong mắt lộ ra bối rối. Mạc Đại Sư, anh muốn làm gì? Mạc Phàm cười lạnh lùng, không bị lời nói của Miyamoto Kawa làm ảnh hưởng. Miyamoto Kawa vốn có thể đạt được thiên địa nguyên thạch, có thể đến tiên thiên đỉnh phong khi trẻ tuổi, thậm chí là kim đan kỳ, trở thành tu tiên giả chân chính. Nhưng anh ta đánh chủ ý với đám tuyết nhi. Còn muốn Tuyết Nhi trở thành công cụ sinh con của nhà Miyamoto, anh ta đừng nghĩ có được gì. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giết anh. Mạc Phàm nói. Vẻ mặt Miyamoto Kawa thay đổi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, anh ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng anh ta thân là thiếu chủ nhà Miyamoto, còn chưa đến 20 tuổi đã có tu vi thiên tiên, hơn nữa là võ pháp song tu, chắc chắn sau này sẽ có tương lai. Không thể chết như vậy được. Mạc Đại Sư, quả thật là tôi mạo phạm anh, nhưng anh là cao thủ trên thiên bảng, không phải không có một chút độ lượng, muốn giết tôi đấy chứ. Vì thực lực của tôi cao hơn anh, nên không thể giết anh sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Ở Nhật Quốc chúng tôi, ở Hoa Hạ trước kia, người mạnh sẽ không giết người không có năng lực phản kháng. Miyamoto Kawa nghiêm túc nói.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nhìn Miyamoto Kawa. Miyamoto Kawa không tính là thông minh, nhưng vô cùng giảo hoạt, còn rất vô liêm sỉ. Trong mắt hắn Miyamoto Kawa chỉ như con kiến, giết Miyamoto Kawa hay không đều không ảnh hưởng gì, quả thật hắn không cần phải giết Miyamoto Kawa. Nhưng mà, không phải thời chiến tranh các người tàn sát mục chục vạn người Hoa Hạ tay không tấc sắc đấy sao? Mạc Phàm hỏi, Miyamoto Kawa dám nói người mạnh không giết kẻ yếu, hắn thật sự hết nói nổi nữa. Mạc Đại Sư hiểu lầm rồi, chuyện đó là lịch sử các anh biên soạn, võ sĩ Nhật Quốc chúng tôi không làm chuyện thấp kém như thế, Mạc Đại Sư đừng để bị những tin tức sai lệch đó dẫn đường. Sắc mặt Miyamoto Kawa khó coi, vội vàng giải thích. Ha ha, tin tức sai lệch. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Anh có biết vì sao tôi hao phí linh khí, huyễn hóa ra nhiều phân thân như vậy không? Vì sao? Miyamoto Kawa nhìn 81 Mạc Phàm ánh mắt bất thiện xung quanh, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm xấu, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. Từ lúc bắt đầu tôi đã chuẩn bị chém anh thành 100.000 khối, hiện giờ tôi muốn băm anh ra thành vạn đoạn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, khí binh lại xuất hiện trong tay hắn. Nếu Miyamoto Kawa không già mồm át lẽ phải, hắn có thể để Miyamoto Kawa chết toàn thây. Hiện giờ để Miyamoto Kawa đi gặp quỷ thôi. Đồng tử Miyamoto Kawa co rụt lại, mặt không còn chút máu. Mạc Đại Sư, tôi là thiếu chủ nhà Miyamoto, cha tôi và sư phụ tôi đều là cao thủ thiên bảng, anh giết tôi ở Hoa Hạ, bọn họ nhất định sẽ đẩy trách nhiệm lên người Bạch Gia, sẽ diệt Bạch Gia, anh đừng mơ có được Bạch Tiểu Tuyết. Miyamoto Kawa quát. Tôi nói rồi, nhà Miyamoto anh tới một người tôi giết một người, tới hai chết hai, cho dù kẻ đó ở trên thiên bảng hay địa bảng. Mạc Phàm làm như không nghe thấy nói. Dùng nhà Miyamoto uy hiếp hắn, có tác dụng sao? Nếu bọn họ không đến thì thôi, đến đây đúng lúc hắn muốn thử xem người đứng trên thiên bảng ở địa cầu có thực lực thế nào. Tay hắn nâng kiếm, 81 khí binh như nguyệt hoa, hình thành một cái lưới lớn chém về phía Miyamoto Kawa. Áp lực rất lớn, như trời sập xuống, đè về phía Miyamoto Kawa. Miyamoto Kawa nhíu mày, mắt đảo liên tục, nhìn về phía Tống Tử Duyệt co rút thân thể ở cách đó không xa. Lại đây! Ánh mắt anh ta dữ dằn, vài đạo hắc khí theo ý niệm của anh ta xuất hiện trên cánh tay trắng nõn của Tống Tử Duyệt. Anh ta dùng lực kéo, thoải mái kéo Tống Tử Duyệt vào trong lòng, chắn trước người mình. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Trên mặt Tống Tử Duyệt đều là hoảng sợ kêu lên. Mạc Phàm, cha Tống Tử Duyệt là thuộc hạ của anh, nếu anh ra tay, sẽ giết cả hai chúng tôi, không ra tay thì thả tôi đi, tôi đảm bảo trong 10 năm sẽ không tới Hoa Hạ. Tay Miyamoto Kawa nắm chặt cổ Tống Tử Duyệt, cười âm hiểm nói, trong mắt lóe lên sắc bén. Mạc Phàm dám cướp thiên địa nguyên thạch, hủy binh khí của anh ta, còn ra tay với anh ta nữa. Đợi anh ta quay về Nhật Quốc, nhất định sẽ phái người diệt Mạc ra, để Mạc Phàm biết nhà Miyamoto bọn họ không dễ trêu chọc như vậy. 10 năm, anh nghĩ nhiều rồi, anh sẽ không về Nhật Quốc được. Mạc Phàm không quan tâm lời Miyamoto Kawa nói, khí binh tỏa ra ánh sáng chém về phía Miyamoto Kawa và Tống Tử Duyệt. Mạc Đại Sư, anh thật ngoan độc, ngay cả Tống Tử Duyệt cũng không bỏ qua. Vẻ mặt Miyamoto Kawa ngẩn ra, giận dữ hét. Anh ta tưởng rằng sẽ dựa vào được quan hệ của Mạc Phàm với Tống gia, nhưng không ngờ Mạc Phàm vô tình như thế. Ở trước mặt tôi, muốn sống không có khả năng, muốn chết cũng không dễ như vậy. Mạc Phàm nói, 81 đạo khí binh chém về phía Tống Tử Duyệt, giống như ánh mặt trời chiếu lên người Tống Tử Duyệt, xẹt qua người cô ta, không có một chút thương tổn. Nhưng đến người Miyamoto Kawa, trong chớp mắt khí binh lóe lên hàn quang. Phập phập. 81 đạo khí binh chém lên người Miyamoto Kawa. Cơ thể Miyamoto Kawa run lên, buông lỏng Tống Tử Duyệt ra. Hai mắt anh ta ngơ ngẩn nhìn Tống Tử Duyệt, lại nhìn cánh tay mình, từng đạo huyết tuyến xuất hiện trên làn da anh ta, chém ra mỗi khối to bằng móng tay. Cùng bị chém, Tống Tử Duyệt không sao, vậy mà anh ta bị chém chúng hết. Mạc Phàm, anh không muốn Tống Tử Duyệt chết, nằm mơ đi, cho dù tôi chết, cũng phải kéo cô ta chết cùng. Miyamoto Kawa như phát điên nói. Năm ngón tay anh ta nắm chặt, hắc khí xuất hiện trên người Tống Tử Duyệt. Yêu đao thôn chính bị gãy, nhưng yêu linh trong đao còn đó, anh ta vẫn là chủ nhân của Tống Tử Duyệt.
Anh ta muốn Tống Tử Duyệt chết, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Tôi nói rồi, ở trước mặt tôi muốn sống không có khả năng, muốn chết cũng không dễ như vậy, sinh tử không phải do anh, mà do tôi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang. Muốn giết Tống Tử Duyệt trước mặt Y Tiên Bất Tử hắn, coi hắn là không khí sao. Không đợi yêu linh giết chết Tống Tử Duyệt, tinh quang trong mắt hắn như ngọn lửa, thần thức như thủy triều lan tràn ra. Chỉ là yêu linh, cút ra đây cho ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Mạc Phàm lạnh giọng quát. Một yêu linh mà thôi, cũng dám làm càn trước mắt hắn. Hắn quát khẽ, trong chớp mắt hắc khí trên người Tống Tử Duyệt rời khỏi người Tống Tử Duyệt và Miyamoto Kawa, hóa thành một bóng đen hình người, quỳ lạy Mạc Phàm liên tục. Mắt Miyamoto Kawa mở to, khó có thể tin. Yêu linh của yêu đao thôn chính, hiếm có kiếm khách có thể phục tùng, cuối cùng đều bị yêu đao khống chế, nhưng yêu linh này lại như con chó nhỏ trước mặt Mạc Phàm, anh là. Anh ta còn chưa nói xong, vết thương trên mặt, trên người anh ta thành mảnh. Phốc phốc. Cả người anh ta biến thành từng khối, rơi đầy đất. Quả thật bị băm thây vạn đoạn, chết không thể chết lại. Miyamoto Kawa vừa chết, Mạc Phàm không nhăn mày một cái, rời mắt nhìn bóng đen kia. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, tiên thiên nguyên bảo kiếm đạt được ở tổ địa hoàng gia xuất hiện trong tay hắn. Toàn bộ đồng tiền trên thanh kiếm này đều là tiên thiên nguyên đồng luyện chế. Tiên thiên nguyên đồng không chỉ tự mang tiên thiên chi khí, nếu luyện chế thành pháp bảo, có thể tự chữa trị, là một nguyên liệu luyện khí hiếm có. Hắn không tìm được kiếm linh, cho nên vẫn chưa luyện chế thành pháp bảo. Yêu linh trong yêu đao thôn chính này, chính là sát khí người mạnh nào đó lây dính vô số máu trải qua ngàn năm biến thành, có đủ linh tính. Nếu trở thành kiếm linh của tiên thiên nguyên bảo kiếm, chỉ cần hắn hơi luyện chế, sẽ là một pháp bảo không tệ. Trở thành kiếm linh của thanh kiếm này, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng chủ nhân của kiếm. Ngươi sẽ có cơ hội tiến vào tiên giới, hoặc ta diệt ngươi, ngươi biến mất từ đây. Mạc Phàm thản nhiên nói, uy nghiêm lan tràn về phía yêu linh. Yêu linh này do sát khí biến thành, sát khí rất nặng, hơi vô ý sẽ bị chi phối. Trái lại hắn không sợ yêu linh này, hắn muốn diệt yêu linh này, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Đổi thành những người khác sử dụng, sẽ không dễ dàng khống chế như vậy. Nếu không thể phục tùng, cho dù thích hợp làm kiếm linh hắn cũng phải hủy diệt. Thân thể yêu linh ngửa ra sau, như khi người ta ngây người, sau đó vội vàng gật đầu. Tuy nó do sát khí biến thành, nhưng có thể cảm nhận được một số ký ức tương tự truyền thừa. Ngốc ở đây, cho dù dùng máu tươi của nhân loại tẩm bổ, thêm trăm năm nữa nó cũng biến mất. Nhưng theo Mạc Phàm lên tiên giới thì khác, nó có thể tiếp tục tu luyện ở nơi đó, Mạc Phàm mang nó đi, nó cầu còn không được. Hào quang trên tay Mạc Phàm sáng lên, vẽ trên không, một phù lục hình kiếm màu vàng cổ xưa, tang thương tự nhiên hình thành. Kiếm linh chú, đi. Mạc Phàm chỉ phía xa, phù lục màu vàng bay về phía yêu linh. Yêu linh không phản kháng, để mặc phù lục biến mất vào trong cơ thể nó, đạo kim quang tự nhiên nở rộ trên người nó. Yêu linh từ hình người màu đen biến thành hình kiếm màu vàng, biến mất vào trong tiên thiên nguyên bảo kiếm. Yêu linh đi vào. Tiên thiên nguyên bảo kiếm ảm đạm không có ánh sáng giống như đang sống, chấn động ong ong không ngừng, lay động trong tay Mạc Phàm. Yêu linh thần phục, hắn không vội vã rời đi. Lúc này hẳn là đám tiểu vũ đã tới Giang Nam, ngày mai có thể xuất phát đi Mạc Bắc tìm tiểu hồ ly. Mượn âm dương trận này, luyện kiện pháp bảo thật tốt. Nếu có thể luyện chế thành công, cộng thêm chu diệt kiếm của tiểu vũ nữa, vừa đủ bốn kiếm. Mạc Phàm lấy cái quạt và mấy thứ khác ra. Để ở không trung. Ý niệm hắn vừa động, hư không chi lô xoay tròn bay từ trong mi tâm hắn ra. Bếp lò to bằng nắm tay theo hắn rót linh khí nào, nhanh chóng hóa thành cao hơn nửa người, rơi xuống mặt đất trước người Mạc Phàm. Hắn bỏ tiên thiên nguyên bảo kiếm, cái quạt và vài thứ vào trong hư không chi lô, ngón tay tạo pháp ấn. Vù vù, lưỡng nguội chân hỏa màu vàng dấy lên, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng, hai tay không ngừng tạo kết ấn, một đám pháp ấn gắn thứ gì đó như xiềng xích bay vào trong hư không chi lô. Rằng co khoảng hơn một tiếng, 7200 pháp ấn biến mất hết vào trong hư không chi lô. Thành! Mạc Phàm khẽ quát, trong mắt chớp lóe tinh quang. Bùm! Lưỡng nguội chân hỏa màu vàng như rót một chậu dầu nóng vào trong lửa, phóng lên trời. Trong ngọn lửa, một thanh kiếm cổ màu vàng chậm rãi bay ra.
thân kiếm 9 thước 9, dài hơn kiếm bình thường rất nhiều. Chuôi kiếm phải hai tay mới nắm được, bên trên tràn đầy long lân, như ác thú há miệng trông rất sống động. Hai bên kiếm lóe sáng hàn quang màu trắng, sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Giữa thân kiếm là màu hoàng kim, bên trên tràn đầy hoa văn. Thanh kiếm vô cùng tinh xảo, hoàn toàn có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thanh kiếm này một cái, một tay vươn ra, thanh kiếm lập tức bay vào trong tay hắn, tựa như sủng vật lấy lòng chủ nhân. Kim! Chân hắn khẽ tránh, trên mặt đất trước người chấn động, giống như có rất nhiều thứ đang nhúc nhích, chuyển động. Chỉ trong phút chốc, một vùng kim khí xuất hiện, mặt đất giống như đúc nước thép thật dày. Hắn hạ kiếm xuống, tay buông lỏng ra. Keng! Trường kiếm biến mất vào trong đất dưới chân Mạc Phàm, không thấy bóng dáng nữa, để lại một kiếm động thật sâu trên đất, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thanh kiếm kia. Một thanh kiếm rất sắc bén. Mạc Phàm nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Hắn dùng pháp thuật, hội tụ tất cả kim khí xung quanh đến dưới chân hắn, nói cách khác thổ địa dưới chân hắn thành vùng kim khí mật độ dày. Cho dù đạn bắn chúng, cũng không hẳn để lại được lỗ đạn. Vậy mà thanh kiếm này xuyên qua một cách dễ dàng, còn không phải sâu bình thường, tựa như kim khâu rơi vào trong đậu hũ. Tay Mạc Phàm khẽ động, kim kiếm lập tức bay từ dưới nền đất ra, quay về tay hắn. Hắn hài lòng đánh giá thanh kiếm này, suy nghĩ một lát. Sau này ngươi là Chu Tuyệt Kiếm. Ong ong, Chu Tuyệt Kiếm bay tới bên cạnh Mạc Phàm, chấn động liên tục, giống như rất hài lòng với cái tên này. Mạc Phàm cất Chu Tuyệt Kiếm và hư không chi lô. Rời mắt nhìn Tống Tử Duyệt hôn mê bất tỉnh trên đất. Ngón tay hắn khẽ búng, một đạo linh khí biến mất vào trong cơ thể Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt một tiếng, đôi mắt chậm rãi mở ra. Cô ta nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lại nhìn thoáng qua mình. Ngoại trừ một ít nội y và giày cao gót, thì không mặc thứ gì khác, còn nằm trên đất. Mạc Phàm, anh đã làm gì tôi? Tống Tử Duyệt thét lên. Cô nên nghĩ lại xem cô đã làm gì. Mạc Phàm vung tay lên, áo khoác gió màu vàng nhạt của Tống Tử Duyệt rơi xuống cơ thể xích lóa của cô ta. Tống Tử Duyệt nhíu mày, hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu cô ta. Tuy cô ta bị khống chế, nhưng có chút ấn tượng. Cô ta nhớ mang máng mình bị Miyamoto Kawa khống chế, cầm yêu đao thôn chính ở tổ địa Tống ra, còn đi sắc dụ Mạc Phàm, nhân cơ hội cho Mạc Phàm một đao. Chuyện này, vẻ mặt Tống Tử Duyệt lập tức kỳ lạ. Cô ta đường đường là đại tiểu thư Tống gia, bị người ta lột sạch nằm ở đây, toàn thân không có chỗ nào không đâu, cổ tay và trên cổ còn có vết bầm tím, cách đó không xa còn có một người đàn ông, không thể không khiến cô ta hoài nghi Mạc Phàm làm gì cô ta. Dù sao bộ dạng cô ta không kém Bạch Tiểu Tuyết, dáng người còn nóng bỏng hơn Bạch Tiểu Tuyết nhiều, người đàn ông muốn bất động nửa người dưới với cô ta đã rất khó. Ai biết Mạc Phàm không chỉ không làm gì cô ta, còn cứu cô ta nữa. Rất lâu sau, trong mắt Tống Tử Duyệt tràn đầy phức tạp, cắn môi không dám nhìn Mạc Phàm. Cô ta đắc tội Mạc Phàm liên tục, Mạc Phàm còn cứu cô ta, cảm giác này giống như có một lọ xì dầu ở trong lòng, ngũ vị tạp trần. Tôi ám sát anh, vì sao anh không giết tôi? Nếu mỗi lần cô mạo phạm tôi đều giết cô sớm đã chết không chỉ một lần, sở dĩ cô không chết, là vì chuyện cô làm chưa đáng chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người có thể trở thành y tiên, không phải chỉ biết giết người, có thể không giết hắn sẽ không lạm sát. Nhưng trước khi tôi tới, Tống Tử Duyệt hơi sửng sốt, muốn nói với Mạc Phàm trước khi cô ta tới đã nói chuyện của Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết cho Bạch gia. Đi thôi, chắc cha cô đợi ở bên ngoài sốt ruột rồi. Không đợi Tống Tử Duyệt nói xong, ngón tay Mạc Phàm xẹt qua không trung, một cánh cửa xuất hiện trên âm dương trận, Mạc Phàm biến mất trong đó. Trong mắt Tống Tử Duyệt hiện lên chút hối hận, cô ta không nói tiếp nữa, rời đi theo. Bên ngoài âm dương trận, Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt như nhìn thấy Mạc Phàm vội vàng đến đón. Mạc tiên sinh, cậu không bị con đao kia làm bị thương chứ? Tống Minh Huy lo lắng hỏi. Ông ta nhận được tin yêu đao thôn chính bị Miyamoto Kawa trộm đi, tìm kiếm Miyamoto Kawa khắp nơi, cuối cùng phát hiện Miyamoto Kawa theo dõi Mạc Phàm, ông ta lập tức chạy đến đây. Miyamoto Kawa không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng yêu đao thôn chính rất đáng sợ, ngoại trừ sắc bén ra, chỉ cần bị chém chúng sẽ chảy máu không ngừng. Tổ tiên bọn họ chém giết kiếm sĩ Nhật Quốc vì bị yêu đao chém chúng, thuốc chữa không có tác dụng,
cuối cùng chảy máu mà chết. Ông ta vừa đứng về phía Mạc Phàm, cũng không hy vọng Mạc Phàm xảy ra chuyện. Thanh đao kia không làm tôi bị thương, trái lại đao gãy rồi, có chuyện gì không? Mạc Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Vẻ mặt Tống Minh Huy sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Tống gia bọn họ muốn hủy diệt thanh đao này, dù sao cũng là yêu đao, giữ lại chỉ gây tai họa. Nhưng bọn họ dùng tất cả biện pháp, dùng búa tạ giã, ném vào trong núi lửa, để vào trong dung dịch axit nồng độ cao, thanh đao này vẫn không tổn hao gì, cuối cùng bọn họ mới lựa chọn niêm phong cất vào kho, cho người trông coi. Thanh đao này gặp Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm chém gãy. Nhưng nghĩ đến đại chiến giữa Mạc Phàm và Ca Tiên Sinh, ông ta hít vào một hơi khí lạnh thoải mái hơn. Không có, đao gãy là tốt. Tống Minh Huy vội vàng nói. Chuyện tôi bảo ông xử lý thế nào rồi? Đôi mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng, nhìn lướt qua Tống Minh Huy nói. Những người đứng về phía Tống gia chúng tôi, hơn phân nửa trải qua khuyên bảo của tôi đã quyết định cúi đầu trước Mạc gia, số người còn lại đang do dự, chắc ngày mai sẽ có kết quả, còn một phần nhỏ. Tống Minh Huy nói tới đây, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bỗng nhiên im lặng. Một phần nhỏ này làm sao, nói đi. Mạc Phàm nhướng mày, giống như đã biết trước. Bọn họ đứng về phía La Gia Mạc Bắc, số lượng không nhiều lắm, có khoảng gần 10%. Trong mắt Tống Minh Huy lóe lên không nắm chắc, vẫn nhìn Mạc Phàm. Ông ta đảm bảo với Mạc Phàm, trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết chuyện này. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Ai biết bỗng nhiên một phần nhỏ này đứng về phía La Gia, không có dấu hiệu báo trước. La Gia vốn nắm giữ 50% thế lực Giang Nam, cộng thêm 10% thì hơn nửa thế lực Giang Nam nằm trong tay La Gia Mạc Bắc. Nếu La Gia muốn áp chế Mạc Gia trên thương trường, hoàn toàn không thành vấn đề. Như đại cổ đông nắm giữ hơn 50% bắt nạt tiểu cổ đông khác, rất đơn giản. Tôi đã biết, ông làm không tệ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn tưởng rằng chỉ có 30%, thậm chí sẽ có nhiều thế lực đứng bên La Gia hơn. Không ngờ chỉ có 10%, ít hơn hắn nghĩ nhiều. Có 40% thế lực đứng bên phía Mạc Gia bọn họ, khủng hoảng ở thương trường của Mạc Gia đã gần được giải trừ. Nếu giải quyết chuyện này, hắn có thể yên tâm đến Mạc Bắc, xem La Gia mạnh đến mức nào mà dám đối nghịch với hắn. Nhưng mà... Tống Minh Huy hơi sửng sốt, nói... Chỉ cần ông làm tốt việc của mình, còn lại giao cho tôi được rồi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Tống Minh Huy không chỉ không buông lỏng vì Mạc Phàm không trách phạt ông ta, trái lại mắt mở to. Không phải Mạc Tiên Sinh muốn đến Mạc Bắc đấy chứ. Biện pháp phá cục diện này tốt nhất, là giải quyết La Gia. Mạc Phàm bảo ông ta giao việc còn lại cho mình, chắc chắn là muốn đến La Gia Mạc Bắc. Không sai. Mạc Phàm không giấu giếm. Tốt nhất là Mạc Tiên Sinh đừng đến Mạc Bắc, La Gia ở Mạc Bắc rất đáng sợ, những lực lượng này không thể biểu hiện trên danh sách. Sắc mặt Tống Minh Huy thay đổi, vội vàng khuyên. Thế nào, ông biết chút chuyện về La Gia sao? Mạc Phàm nhướng mày, tò mò hỏi. La Gia ở Mạc Bắc vốn không mạnh mấy, nhưng ở Mạc Bắc, chưa một người nào báo thù La Gia có thể làm gì La Gia, chỉ có một người còn sống rời khỏi Mạc Bắc. Là cao thủ trước La Thành trên hắc bảng, hiện giờ biến thành người nửa điên nửa ngốc, chỉ cần vừa nghe hai chữ Mạc Bắc, ông ta sẽ hôn mê, không biết gặp phải chuyện gì ở Mạc Bắc. Tống Minh Huy sợ hãi nói. Tôi từng nghe nói đến chuyện này rồi, nghe nói La Gia ở Mạc Bắc có thần linh che chở. Lưu Nguyệt như nhíu mày, nói xen vào. Nguyên nhân là một đệ tử La Gia đua xe với một đệ tử hào môn khác ở thủ đô, thắng có thể mang một người mẫu xe đương nổi đi ngủ một tối. Sau khi đệ tử La Gia thua, không chỉ mang người mẫu xe kia đi, còn đâm chết đệ tử hào môn đó. Đệ tử hào môn đó là đời thứ ba của dòng họ mấy đời độc đinh, dưới cơn giận dữ trưởng bối của đệ tử hào môn đó tiến vào La Gia Mạc Bắc. Kết quả còn chưa động vào được một cọng lông của đệ tử La Gia kia, sau khi quay về liền biến thành kẻ điên, cả ngày thần quỷ, thần trí không rõ. Thần linh che chở, La Gia lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm nhướng mày. Cười khẽ nói. Tôi cảm thấy phòng ngừa ngộ nhỡ, Mạc Tiên Sinh có thể khiêu chiến với La Gia, chắc chắn La Thành không phải đối thủ của cậu, cho dù ông ta dám ứng chiến hay không, đều khiến người ta thấy La Gia yếu ớt, không cần Mạc Tiên Sinh đi Mạc Bắc, sẽ có rất nhiều người đứng bên phía chúng ta. Tống Minh Huy nói. Tống Tiên Sinh nói không sai,
hay là Mạc tiên sinh suy xét một phen, dù sao. Lưu Nguyệt Như nhìn Mạc Phàm, tràn đầy chờ mong nói. Mạc Bắc thật sự quá quỷ dị, cho dù không ai họa, chỉ riêng mấy năm có thiên tai liên tục là nơi người thường không thể đặt chân tùy tiện, Mạc Phàm đi Mạc Bắc hơi mạo hiểm. Không cần, vẫn nên diệt La gia tốt hơn. Mạc Phàm không do dự nói. La Thành bắt tiểu hồ ly, còn có ý đồ bắt tiểu vũ làm con tin. Cho dù La gia có thần linh che chở, hắn giết luôn thần linh là được, không ai có thể động vào người nhà hắn mà không bị trừng phạt. Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như nhíu mày, Mạc Phàm đã quyết định như vậy, bọn họ không dám nói chuyện này nữa. Mạc tiên sinh, Miyamoto Kawa và con gái tôi đâu? Tống Minh Huy muốn nói lại thôi. Miyamoto Kawa đã chết, con gái ông ở sau lưng ông thu dọn nơi này một phen, tự mình mang về đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tống Minh Huy vội vàng xoay người, chỉ thấy Tống Tử Duyệt đi từ trong cánh cửa ra, mặt không còn chút máu. Cảm ơn Mạc tiên sinh không giết. Tống Minh Huy gật đầu với Mạc Phàm đầy cảm kích. Mạc Phàm giết Miyamoto Kawa, chắc chắn sau này có không ít phiền phức. Chuyện này do Tống Tử Duyệt mà ra, Mạc Phàm giết cô ta cũng không đủ, không giết là ban ân. Mạc Phàm vẫy tay, ánh mắt Tống Tử Duyệt nhìn Mạc Phàm đầy phức tạp, đi về phía xe Tống Minh Huy. Đám tiểu vũ đến rồi à? Mạc Phàm xóa âm dương trận mà Miyamoto Kawa bố trí đi, hỏi. Đúng vậy, hiện giờ mọi người đều ở trong trang viên, Mạc tiên sinh có gì phân phó? Lưu Nguyệt Như cung kính nói. Phân phó thì không, bà đi theo tôi có vài thứ muốn cho mọi người. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang nói. Có trang viên này, hắn lại phải rời khỏi Giang Nam, cũng đến lúc bắt đầu chuyện này rồi, thứ gì vậy? Đến nơi bà sẽ biết, đi thôi. Mạc Phàm thần bí nói. Mạc tiên sinh mời đi bên này. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, nghi ngờ dẫn Mạc Phàm đến xe Ferrari của bà. Xe lái về phía trang viên Mạc gia. Trang viên Mạc gia, trên cầu cạnh thác nước, Mạc Phàm tụ tập tất cả mọi người đến trang viên. Ngoại trừ người Mạc gia ra, một số người đứng bên phía Mạc gia như Lưu Nguyệt Như, A Hào, Mộc Phong Nhạc, Bạch Vô Song cũng có mặt. Một tay tiểu vũ được Mạc Phàm nắm, trên khuôn mặt như búp bê sứ còn chưa tỉnh ngủ, rõ ràng là bị đánh thức. Anh, đã muộn thế này rồi, anh gọi mọi người đến đây làm gì thế, người ta còn đang ngủ mà. Mạc Phàm không trả lời, tay tạo mấy pháp ấn, đánh vào trong thác nước. Rầm rầm, tiếng thác nước càng ngày càng yếu, nước như bức mành được vén ra. Trong hồ nước dưới cầu, cột nước phóng lên trên trời, tạo thành từng khối như đá, hình thành một cây cầu nổi, có thêm tay vịn tinh xảo hơn trước. Hứng khởi. Dưới thác nước, tiếng tảng đá ma sát truyền ra, cửa đá mở ra, lộ ra động thiên bên trong. Mộc Phong Nhạc đã nhìn thấy một màn này, nhưng ngoại trừ anh ta ra, những người khác đều thấy lần đầu, cả đám người như lần đầu tiên Mộc Phong Nhạc tới, đều trợn mắt há miệng. Nhất là đám cha Mạc Phàm. Bọn họ chưa từng thấy trang viên như vậy, đâu từng thấy cảnh tượng như thế, hoàn toàn giống xem trong phim. Đây không phải là thật đấy chứ? Chú ba Mạc Phàm dụi mắt nói. Đúng là không có tiền đồ, anh vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Thím ba Mạc Phàm tức giận nói. Anh, đây là Thủy Liêm Động sao? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, cơn buồn ngủ mất sạch, tỉnh táo nói. Nếu em thích, có thể gọi là Thủy Liêm Động. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ nói. Vậy thì đặt tên này, anh không được đổi ý đâu đó, em đi khắc tên. Tiểu Vũ buông tay Mạc Phàm ra, kéo Tiểu Ngọc đang ngây ngốc ở bên cạnh, hai người không lo lắng chút nào đi lên cầu nổi, đi về phía cái động. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên cương triều, lắc đầu cười, theo mọi người vào trong động thiên. Vừa vào trong động thiên, một đám người lập tức lại xôn xao. Rõ ràng nơi này sẽ là một sơn động. Nhưng tiến vào bên trong thực ra là một vùng trời đất khác. Ngẩng đầu là trời, bốn phía là núi vây quanh, vậy mà có một vùng hồ nhỏ có suối phun, rất nhiều chim và động vật đang uống nước bên hồ, tràn đầy sức sống phả vào mặt, như thế ngoại đào nguyên. Không khí ở đây thật tốt, vậy mà Giang Nam có một nơi như vậy. Cha Mạc Phàm hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lão mẹ Mạc Phàm kích động gật đầu. Biệt thự số 9 đã xem như có không khí rất tốt rồi, nhưng so với nơi này thì kém xa, hoàn toàn là gặp sư phụ. Không chỉ cha mẹ Mạc Phàm, Bạch Vô Song cũng khiếp sợ. Cô xuất thân từ Bạch gia,
xem như có thân phận cao nhất trong đám người, trong trang viên truyền thừa ngàn năm của Bạch gia cũng có động thiên tương tự, nhưng nhỏ hơn động thiên này rất nhiều. Mạc Phàm vừa đến Giang Nam không lâu, vậy mà đạt được nơi như thế. Nơi này không chỉ có bầu không khí tốt, cả Giang Nam cũng không nhất định tìm được nơi tốt hơn nơi này. Mạc Phàm cười khẽ, linh khí nơi này như chơi mạch domino, vừa có linh tuyền, không khí không tốt mới lạ. Tiểu Phàm, sao con tìm được nơi này? Lão mẹ Mạc Phàm hỏi. Con chữa bệnh cho cha mẹ một người, cô ấy tặng trang viên này cho con, trang viên này được con tu sửa một phen, nên có bộ dạng hiện giờ. Mạc Phàm cười nói. Trang viên này không rẻ đâu. Cha Mạc Phàm nói. Ở hội đấu giá có người ra giá 100 triệu, nếu bàn về giá trị của động thiên này, 1.000 triệu đô la cũng chưa dừng. Đáng giá như vậy sao? Đám cha Mạc Phàm lập tức sửng sốt. 1.000 triệu, còn là đô la, động thiên này quá quý rồi. Động thiên này ở trong tay con, đâu chỉ ngàn triệu. Mạc Phàm lại nói thêm một câu. Có thể nói y tiên là ngành tạo ra được nhiều tiền nhất, điều kiện tiên quyết là hắn phải có các loại linh hoa dị thảo chữa bệnh. Động thiên này có các loại linh thảo linh quả, còn nuôi nhốt không ít yêu thú đã bị diệt sạch trên địa cầu, mới thỏa mãn yêu cầu hắn luyện chế ra các loại đan dược cấp thấp. Đám cha Mạc Phàm lại sửng sốt, mãi mà không nói nên lời. Rất lâu sau, cha Mạc Phàm mới hoàn hồn. Tiểu Phàm, con bảo chúng ta tới nơi này là muốn làm gì? Mạc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập mọi người ở đây, nhất định là có chuyện gì. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, một chữ thốt ra từ miệng hắn. Khởi. Bỗng nhiên trên đảo nhỏ trong hồ chấn động, tạo ra từng đạo gợn sóng trên mặt hồ, động vật xung quanh vội vàng chạy trốn, giống như có thứ gì muốn chui từ đất ra. Đây là... Sắc mặt đám cha Mạc Phàm thay đổi, ánh mắt đều nhìn về phía đảo nhỏ giữa hồ. 9 khối ngọc bia cao bằng 2 người chậm rãi chui từ dưới đất lên, trên ngọc bia không có văn tự, chỉ có từng đạo ma văn rất phức tạp, lóe ra ánh sáng khác nhau. Tiểu Phàm, đây là... Bia luyện công, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người có thể đến đây tu luyện công pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn vẫn luôn muốn người trong nhà có thể cùng tu luyện với hắn, như vậy cho dù không có Long Tổ và Moria, bọn họ vẫn có thể tự bảo vệ mình. Trừ chuyện đó ra, còn có thể hưởng thụ sinh mệnh kéo dài của tiên nhân. Cho dù sau này hắn rời khỏi địa cầu, cũng không lo lắng người nhà sẽ gặp nguy hiểm gì. Lúc trước hắn chỉ dạy đám A Hào, Tiểu Ngọc, bởi vì linh khí ở biệt thự số 9 không đủ để cho nhiều người tu luyện như vậy. Nếu tất cả mọi người cùng tu luyện công pháp, trái lại sẽ dục tốc bất đạt. Động thiên này có thể khiến mọi người tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, đến cảnh giới này, bọn họ hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ duyên khác. Trong bia luyện công này ghi lại rất nhiều công pháp hắn biết có thể truyền cho người nhà, chỉ cần đặt tay lên bia luyện công sẽ tìm công pháp thích hợp nhất giúp bọn họ, phương thức luyện công cũng có tác dụng nhất. Thứ này rất bình thường ở tu chân giới, gần như mỗi tông phái đều có. Tiểu Phàm, ý của con là chúng ta cũng có thể tu luyện sao? Cha Mạc Phàm nghi ngờ nói. Ai mà chẳng mơ mình là cao thủ tuyệt thế, nhất là sau khi trải qua nhiều kiếp nạn như vậy. Ông càng hy vọng mình mạnh hơn, chứ không phải kéo Mạc Phàm lùi về sau. Nhưng ông đã đến tuổi này, còn tu luyện được sao? Thông thường tu luyện ở tuổi này sẽ chậm hơn nhiều. Người khác không thể, nhưng con có thể khiến mọi người có thể. Mạc Phàm tự tin nói. Kiếp trước hắn ngoại trừ chữa bệnh cứu người ra, còn thường xuyên luyện chế đan dược giúp một số tu sĩ đột phá, không ai hiểu rõ phương diện này hơn hắn. Chúng tôi cũng có thể sao? Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song chỉ mình nói. Công pháp không thể truyền linh tinh, tuy bọn họ luôn ở Mạc gia, nhưng không phải người Mạc gia. Có thể, Mạc Phàm gật đầu. Những người này đều theo Mạc gia rất lâu, tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt, đưa cho bọn họ một phần tiên duyên cũng được. Tiểu Phàm, tu luyện công pháp như thế nào, mau nói cho chú biết. Chú ba Mạc Phàm hơi sốt ruột nói. Cầm cái này, để tay lên là được. Mạc Phàm lấy ngọc phù đã sớm chuẩn bị ra, những ngọc phù này lập tức bay về phía tay mỗi người, từng cái đều không giống nhau. Một đám người lớn giống như chơi trò chơi lần đầu, nhao nhao đi về phía bia ngọc giữa hồ. Anh muốn đi Mạc Bắc cứu tiểu hồ ly sao? Mọi người rời đi, tiểu vũ khắc ba chữ thủy liêm động ở cửa động xong, chạy tới ôm Mạc Phàm từ phía sau, tiểu ngọc nhu thuận đứng cách không xa. Mới gặp mặt đã tách ra,
tất nhiên tiểu cô nương không nỡ. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Đã sắp xếp ở Giang Nam xong, đến lúc đi Mạc Bắc cứu tiểu hồ ly rồi. Em muốn đi theo anh. Tiểu Vũ chu môi, vội nói. Em cũng đi Mạc Bắc, vậy ai bảo vệ cha mẹ? Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ nói. Anh, vậy ai bảo vệ anh? Tiểu Vũ nghĩ một lát, hỏi. Mạc Phàm cảm thấy ấm áp, hơi nhếch miệng lên, bật cười. Cho anh mượn Tiểu Hồng một thời gian, để nó bảo vệ anh. Hỏa diễm chu diệt kiếm đến tay Tiểu Vũ, đã được sửa tên thành Tiểu Hồng. Cho anh nhất định phải dẫn Tiểu Hồ Ly về cùng đó. Tiểu Vũ tháo hỏa diễm chu diệt kiếm trên cổ xuống, nhu thuận đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu, nhìn về phía tây bắc, trong mắt chớp lóe tinh quang, như vì sao trên trời. Xem Mạc Bắc có thứ gì có thể giữ hắn lại. Khi người một nhà Mạc Phàm nghiên cứu bia luyện công với vẻ hứng thú, sáng sớm hôm sau, một mình Mạc Phàm đi lên máy bay đến Mạc Bắc. Bởi vì là lễ quốc khánh, cho nên trong sân bay có rất nhiều người, trên máy bay cũng chen lách nhốn nháo. Máy bay hắn ngồi, không chỉ có rất nhiều sinh viên ra ngoài du lịch, hình như còn có đoàn làm phim muốn đến Mạc Bắc lấy cảnh, vô cùng náo nhiệt. Mạc Phàm ngồi gần cửa sổ, lấy thiên địa nguyên thạch từ trong nhẫn chữ vật ra. Từ Giang Nam đến Thanh Châu thành phố đứng đầu Mạc Bắc cần hơn 3 tiếng, nhân lúc này luyện hóa một phần thiên địa nguyên thạch vậy. Một tay hắn cứ qua lòng bàn tay còn lại, một vết thương lập tức xuất hiện. Tay bị thương nắm lấy thiên địa nguyên thạch, tay nắm chặt lại mở ra. Thiên địa nguyên thạch và vết thương đều biến mất không thấy, tựa như có ma thuật. Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt hiện lên dị sắc. Thiên địa nguyên thạch không hổ là bảo vật thiên tạo ra địa, mới tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức hóa thành hai đạo hồng thủy thoát cống phân chia nhau hướng về phía trước và phía dưới. Hướng về phía trước như thương long xuất hải, hướng thẳng đến trong thức hải hắn. Xuống phía dưới giống như ngân hà lạc cửu thiên, trong chớp mắt chìm vào đan điền. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết và cửu chuyển hỗn nguyên công, bất luận là thức hải hay đan điền đều nhiều hơn người bình thường nhiều. Nhưng trước mặt hai đạo năng lượng bá đạo này, thức hải và đan điền của hắn như giấy, trong chớp mắt vỡ tung, thức hải và đan điền như kim khí bị nghiền nát. Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ đã nổ tan xác mà chết. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không giận trái lại lộ ra vui mừng. Đến cảnh giới này của hắn. Linh khí đủ khiến người ta từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên đỉnh phong, cũng chỉ khiến tu vi hắn tăng lên nhất trọng mà thôi. Cho nên hắn muốn tăng tu vi khó gấp bội lần những người khác. Thiên địa nguyên thạch này có thể phá tan thức hải và đan điền của hắn, hắn cầu còn không được. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời vận khởi diễn thiên thần quyết và cửu chuyển hỗn nguyên công. Hai bộ công pháp này vừa động. Giống như hai máy móc khổng lồ cấp bậc càn khôn, coi như không có mọi thứ điên cuồng hấp thu năng lượng vào trong, nhanh chóng chuyển hóa. Hướng về phía trước hóa thành thần thức của hắn, bổ sung thức hải gần như khô cạn, thứ gì đó như đáy nước thành hình ở nơi sâu nhất trong thức hải hắn. Xuống phía dưới hóa thành từng đạo linh khí vô cùng tinh thuần, hóa thành đạo cơ thứ tư, xuất hiện trong thức hải của hắn. Không lâu sau, thức hải và đan điền ổn định lại. Hấp thu năng lượng như vô chỉ vô tận trong thiên địa nguyên thạch. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, cười khẽ. Một viên thiên địa nguyên thạch không chỉ bổ sung thần thức của hắn, còn khiến hắn đến tiên thiên trung kỳ. Đáng tiếc chỉ có một viên, nếu có 10 viên thiên địa nguyên thạch, hắn hoàn toàn có thể đến tiên thiên hậu kỳ. Đến tiên thiên hậu kỳ, cho dù gặp cao thủ kim đan kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn chỉ nghĩ một lát liền cười tự giễu, đánh mất ý niệm này. Có được một viên thiên địa nguyên thạch đã là vận khí tốt, cả địa cầu chưa chắc đã có 10 viên thiên địa nguyên thạch. Hắn nhìn thoáng qua máy bay, lúc hắn luyện hóa thiên địa nguyên thạch, máy bay còn chưa cất cánh, lục tục có người đăng ký, vị trí bên cạnh hắn vẫn trống. Hắn muốn nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa năng lượng còn thừa trong thiên địa nguyên thạch, một giọng nói thanh thúy truyền từ phía sau đến. Mạc Phàm, sao anh cũng ở trên máy bay? Mạc Phàm nhíu mày, nhìn người vừa nói chuyện. Trên mặt lộ ra chút bất ngờ. Chỉ thấy Lưu Phỉ Phỉ đội mũ, tóc dài đen tuyền xóa tung trên vai, mặc chiếc áo tê, sớt, phía dưới là quần bò bó sát màu lam. Trang phục thanh lệ, dáng người nóng bỏng, khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cô đeo một cái túi trên lưng, tay kéo vali xách tay đi cùng một đám người. Tôi đến Mạc Bắc tìm người, cô cũng đi Mạc Bắc sao?
Mạc Phàm hỏi. Thật khéo, đoàn làm phim chúng tôi đang quay, muốn đi Mạc Bắc lấy cảnh. Lưu Phỉ Phỉ nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng lộ ra tươi cười hiếm có. Trước khi cô đi với đoàn làm phim, có đến ký túc xá Mạc Phàm tìm vài lần, đều không nhìn thấy Mạc Phàm, chỉ chào hỏi với Lý Thi Vũ, không ngờ gặp được Mạc Phàm trên máy bay. Bên cạnh, một mỹ nữ cao gầy mặc áo gió thấy Lưu Phỉ Phỉ quen Mạc Phàm, mỉm cười. Phỉ Phỉ, cậu ta là bạn em à, hay là chúng ta đổi vị trí của chị ở cạnh bạn em? Cảm ơn Tĩnh Như tỷ, đợi đến Mạc Bắc, em mời chị ăn dê nướng. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Cô gái này tên là Trương Tĩnh Nhi, nhiều tuổi hơn cô một chút, từng quay mấy bộ phim truyền hình, xem như minh tinh hạng B, là người cô có quan hệ tốt nhất sau khi tiến vào đoàn làm phim, thường xuyên chỉ bảo cô. Thịt cừu nướng không có cũng không sao, em cẩn thận phó đạo diễn thôi là được. Trương Tĩnh Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dặn dò. Em đã biết. Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt, làm mặt quỷ đáng yêu nói. Trương Tĩnh Nhi thấy Lưu Phỉ Phỉ không để trong lòng. Nhíu mày, cũng không nói gì nữa, ngồi vị trí của Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ đi đến bên cạnh Mạc Phàm, đưa túi và vali cho Mạc Phàm. Mạc đại soái ca, mỹ nữ vượt vài mét đến bên anh còn không nhanh biểu hiện. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ lóe sáng ái muội, cười quyến rũ nói, khác hoàn toàn bộ dạng vừa rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười bất đắc dĩ, đứng dậy. Lưu Phỉ Phỉ lè lưỡi, ngồi cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm cất túi và vali của Lưu Phỉ Phỉ, cũng ngồi xuống. Mạc đại soái ca, anh đến Mạc Bắc tìm ai thế? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Một người xem như thiếu nợ tôi, Mạc Phàm thản nhiên nói. La Yên đánh cược thua hắn không thực hiện lời hứa, còn tìm Mạc gia bọn họ gây phiền phức, xem như là người thiếu nợ hắn. Người nào dám thiếu nợ Mạc đại soái ca, người đó sắp xui xẻo rồi. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Người khác không biết, cô biết rất rõ, Mạc Phàm là Mạc đại sư danh chấn Giang Nam, bị Mạc Phàm tìm tới cửa chắc chắn không phải chuyện tốt. Cô ở đoàn làm phim thế nào? Mạc Phàm hỏi. Tuy hắn phái người bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ, nhưng gần đây bận xử lý chuyện Mạc gia, không rõ tình hình gần đây của Lưu Phỉ Phỉ mấy. Quay phim mệt mỏi quá nhiều thứ phải học, còn có quá nhiều quan hệ phải làm thân, nhưng rất tốt, theo tôi thấy không tệ lắm. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ lộ ra chút mệt mỏi, cười chua xót nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe lam quang, liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Hắn đưa cho Lưu Phỉ Phỉ một kiện pháp khí, không chỉ bảo vệ cô tránh bị thương tổn, linh khí trên đó còn có thể thấm nhuận cơ thể cô. Có linh khí thấm nhuận, khí tức trong cơ thể Lưu Phỉ Phỉ vẫn bất ổn như trước, chuyện này không bình thường. Có phải có người bắt nạt cô hay không? Không có. Sao có người bắt nạt tôi được? Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ hơi đổi, lập tức khôi phục như thường, cười nói. Phó đạo diễn thôi kia là ai? Mạc Phàm hỏi. Vừa rồi Trương Tĩnh như bảo Lưu Phỉ Phỉ cẩn thận phó đạo diễn thôi, không phải là bắn tên không đích. Lưu Phỉ Phỉ còn chưa mở miệng, một người thanh niên chậm rãi đi tới khoang hạng nhất, nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ ngồi trong Mạc Phàm, sắc mặt hơi đổi, lập tức đi tới. Phỉ Phỉ, sao cô lại ngồi ở đây? Người đàn ông này hơi bất mãn nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, lông mày nhíu lại. Người đàn ông này khoảng 25, 26 tuổi, mặc áo may ô đạo diễn và phóng viên hay mặc. Trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng, diện mạo rất bình thường, trên trán còn mang theo hung ác nham hiểm, chanh chua. Cao khoảng gần 1m7, thấp hơn Lưu Phỉ Phỉ đi giày cao gót nhiều. Người đàn ông này là phó đạo diễn của đoàn làm phim, Thôi Tường. Thôi Tường vừa xuất hiện ở khoang phổ thông, phía sau Mạc Phàm, trên mặt Trương Tĩnh như hiện lên vẻ lo lắng. Đúng là lo lắng cái gì, cái đó tới. Thôi Tường này không phải người tốt lành gì, ỷ vào mình là phó đạo diễn nắm giữ một số quyền lực, thường kéo nữ diễn viên đến phòng anh ta nói kịch bản vào đêm khuya, trên tiệc rượu thì rót rượu liên tục cho nữ diễn viên. Nếu từ chối anh ta sẽ lập tức tìm cơ hội gây khó dễ cho nữ diễn viên kia, thậm chí còn đuổi nữ diễn viên đó ra khỏi đoàn làm phim. Có không ít nữ diễn viên không có biện pháp, ỡm ở cho anh ta lừa lên giường. Đương nhiên có thể trở thành phó đạo diễn dưới tay Hứa Bình, anh ta còn có chút bản lĩnh. Bình thường anh ta xưng huynh gọi đệ với không ít nhà tài trợ, cũng có quan hệ rất tốt với cảnh sát có thế lực, khi bọn họ quay phim không cần lo người ta quấy rối.
nhưng những chuyện này không phải là công lao của Thôi Tường, tất cả đều do nữ diễn viên dùng thân thể đổi lấy. Một khi những nhà tài trợ và đại lão nhìn chúng nữ diễn viên nào đó, Thôi Tường đều nghĩ biện pháp đưa nữ diễn viên kia lên giường bọn họ, có đôi khi còn đưa một nữ diễn viên lên giường mấy nhà tài trợ. Lưu Phỉ Phỉ vừa đến đoàn làm phim vài ngày, mỗi ngày Thôi Tường đều tới tìm Lưu Phỉ Phỉ tán gẫu chuyện kịch bản, đi gặp các nhà tài trợ. Lưu Phỉ Phỉ không từ chối được, đành phải đi theo anh ta tham gia. Bị Thôi Tường quấy rối, mỗi ngày Lưu Phỉ Phỉ đều không có thời gian nghỉ ngơi. Thôi Tường thấy Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm, chắc chắn sẽ làm khó Lưu Phỉ Phỉ. Vị này là bạn học của tôi, đúng lúc ngồi cùng máy bay, cho nên tôi đổi chỗ với Tĩnh Như Tỷ. Lưu Phỉ Phỉ giải thích. Thôi Tường hơi híp mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm ngồi cạnh Lưu Phỉ Phỉ với vẻ khinh miệt. Cô là nữ chính của đoàn làm phim chúng tôi, tương lai là đại minh tinh, bạn học như vậy tiếp xúc với cô, tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút, tránh để bọn họ có ý đồ khác với cô. Diện mạo của Mạc Phàm mạnh hơn anh ta một chút, nhưng quần áo trên người không quá 1.000 tệ, còn ngồi khoang phổ thông, chắc chắn mua vé chiết khấu. Nghèo kiết xác như vậy, sao có thể dụ dỗ nữ chính đoàn làm phim bọn họ? Có thể dụ dỗ Lưu Phỉ Phỉ phải như anh ta ngồi khoang hạng nhất, một phó đạo diễn của đoàn làm phim, hay nhà tài trợ nào đó. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến Thôi Tường. Cảm ơn phó đạo diễn Thôi đã nhắc nhở. Đây là chuyện của tôi sẽ tự xử lý. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, không nóng không lạnh nói. Nếu Mạc Phàm có ý đồ khác với cô, vậy không ai không có ý khác với cô. Thôi Tường nhíu mày, sắc mặt lập tức khó coi. Anh ta nghi ngờ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm nhìn thế nào cũng giống một người bình thường, chắc chắn không phải đệ tử Phú Gia khiêm tốn nào đó. Vậy mà Lưu Phỉ Phỉ vì người thanh niên này, dám nói chuyện với anh ta như thế. Phỉ Phỉ, cô không rõ tôi đang nói gì với cô sao, cô đừng quên cô là diễn viên mới tiến vào giới giải trí, vị trí hiện giờ của cô có không biết bao nhiêu người muốn, đừng vì một người bình thường mà chậm trễ mình, tôi là phó đạo diễn của cô, đây đều vì tốt cho cô thôi. Thôi Tường trầm giọng nói. Những lời này vang lên, không chỉ có Trương Tĩnh Như, sắc mặt những thành viên trong đoàn làm phim cũng thay đổi, nhao nhao quay đầu nhìn. Những lời Thôi Tường nói giống như tốt cho Lưu Phỉ Phỉ. Thực ra là đang uy hiếp cô. Chỉ cần Lưu Phỉ Phỉ không nghe lời, sẽ đổi vai của cô. Ái ra, không ít người thở dài, nhưng không nói gì thêm. Ai bảo Thôi Tường là phó đạo diễn? Mạc Phàm cũng mở to mắt, sắc bén chớp lóe, lạnh lùng liếc Thôi Tường một cái. Phó đạo diễn Thôi, những lời anh nói tôi đã hiểu, anh tìm tôi còn chuyện gì không? Nếu không còn anh nhanh quay về chỗ mình tốt hơn, máy bay sắp cất cánh rồi, anh như vậy không an toàn. Lưu Phỉ Phỉ vẫn cười khẽ như trước, lễ phép nói. Không nói Mạc Phàm không phải người bình thường, cho dù Mạc Phàm là người bình thường, cô cũng phải ngồi cạnh Mạc Phàm. Nếu trong lòng Mạc Phàm không có cô gái khác, trái lại cô rất nguyện ý theo đuổi Mạc Phàm. Lưu Phỉ Phỉ vừa nói những lời này, trong cabin không ít người hít vào một hơi khí lạnh, liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ với vẻ kỳ lạ, sau đó nhìn về phía Mạc Phàm. Lưu Phỉ Phỉ vì còn là người mới. Đều hòa nhã với mọi người, trên cơ bản là cầu được ước thấy. Hôm nay Lưu Phỉ Phỉ như thay đổi thành người khác, dám nói chuyện với Thôi Tường như vậy, không phải người thanh niên kia là bạn trai của Lưu Phỉ Phỉ đấy chứ. Tuy Lưu Phỉ Phỉ là nữ chính Hứa Bình chọn, nhưng chỉ cần Hứa Bình không có ở đây, Thôi Tường có rất nhiều cơ hội thu thập Lưu Phỉ Phỉ. Anh ta hoàn toàn có thể khiến Lưu Phỉ Phỉ không lăn lộn được ở đoàn làm phim thậm chí là giới giải trí. Trước đó có mấy nữ diễn viên bị Thôi Tường ép rời khỏi giới giải trí, có một người còn bị mấy nhà tài trợ thay phiên ngủ mà tự sát, đây đều là chuyện tốt Thôi Tường làm. Phỉ Phỉ, chúng ta đổi lại vị trí đi. Trương Tĩnh Như nhíu mày nói. Cô cũng gia nhập giới giải trí khi còn sinh viên, trải qua không ít trắc trở, Hứa Bình giao Lưu Phỉ Phỉ cho cô không muốn nhìn Lưu Phỉ Phỉ còn chưa nở rộ vì một người mà suy tàn. Tĩnh Như tỷ, không cần, ngồi như vậy rất tốt. Lưu Phỉ Phỉ cười nói với Trương Tĩnh Như. Lưu Phỉ Phỉ nói như vậy, không ít người lắc đầu. Lưu Phỉ Phỉ xong rồi, chuyện này như dội dầu nóng lên lửa giận của Thôi Tường. Hiện giờ người trẻ tuổi đúng là không hiểu chuyện. Ái ra, chuyện này không thể trách chúng ta. Cô ta rời đi cũng tốt, chúng ta sẽ có cơ hội lên cao. Cách đó không xa, một mỹ nữ trang điểm đậm cười mỉa nói,
rõ ràng là rất chờ mong Lưu Phỉ Phỉ xuống đài. Nói cũng đúng. Bên cạnh cô ta, một mỹ nữ đang cầm gương trang điểm lại nói. Trương Tĩnh Như nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, không biết làm gì cho phải. Sớm biết sẽ như thế, cô đã không đổi vị trí với Lưu Phỉ Phỉ. Sắc mặt Thôi Tường khó coi, trong mắt đều là lửa giận. Anh ta đã nói rõ với Lưu Phỉ Phỉ như vậy, Lưu Phỉ Phỉ không ngốc đến mức không nghe hiểu. Chuyện này không khác gì tát anh ta mấy cái trước mặt bao người. Nếu là đại minh tinh cấp bậc thiên vương nói chuyện với anh ta như thế, chắc chắn anh ta sẽ tươi cười, dù sao người ta là thiên vương, có không biết bao nhiêu người cầu bọn họ quay phim. Lưu Phỉ Phỉ chỉ là người mới gia nhập giới giải trí, không có danh tiếng gì, hoàn toàn là tiểu tiện nhân vận khí tốt được Hứa Bình nhìn chúng, vậy mà không để anh ta vào mắt. Phỉ Phỉ, kịch bản thay đổi, đúng lúc khoang hạng nhất còn chỗ trống. Cô đến khoang hạng nhất đi, chúng ta nói chuyện kịch bản. Thôi Tường kìm nén lửa giận, cười âm hiểm nói. Vị trí ở khoang hạng nhất là anh ta cố ý sắp xếp, ngay cạnh vị trí của anh ta, đúng lúc có thể tiếp xúc với Lưu Phỉ Phỉ nhiều hơn. Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện với anh ta như thế, anh ta càng muốn kéo Lưu Phỉ Phỉ đến khoang hạng nhất nói chuyện nhân sinh một phen. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, chuyện riêng tư cô có thể từ chối Thôi Tường, nhưng bản kịch bản, cô không tiện từ chối. Không đợi cô mở miệng, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh nhìn Thôi Tường. Cút! Trong cabin lặng ngắt như tờ. Không ít người chớp chớp mắt, cho rằng mình nghe lầm rồi. Có một số người còn nhíu mày, bĩu môi lắc đầu. Lá gan của tiểu tử này không nhỏ, dám nói chuyện với phó đạo diễn thôi như vậy, cậu ta phải chịu khổ rồi. Mỹ nữ đang trang điểm hừ lạnh một tiếng nói. Diện mạo của Thôi Tường bình thường. Cũng không có bối cảnh quá hiển hách, nhưng anh ta xã giao rất rộng, rộng đến mức không ai so được với anh ta, đây mới là điểm lợi hại của anh ta. Trên có đại lão nhà giàu, dưới có côn đồ một phương, anh ta đều quen. Lần trước bọn họ lấy cảnh ở cổ trấn, Thôi Tường dẫn mấy nữ diễn viên uống rượu đua xe, đâm vào một người dân bản xứ. Không chỉ không bồi thường một đồng nào, còn đánh dân bản xứ kia một trận, sau đó nghênh ngang mà đi. Lần này bọn họ cần đi Mạc Bắc, nghe nói Thôi Tường có không ít giao tình với thiếu gia La gia Mạc Bắc. Bởi vì điểm này, bọn họ mới dám đến Mạc Bắc lấy cảnh, dù sao Mạc Bắc không phải ai cũng đi, không cẩn thận sẽ biến mất khỏi sa mạc mênh mông bát ngát ở Mạc Bắc. Hửm! Thôi Tường nhớn mày, bất nộ phản hỉ. Mạc Phàm vẫn không nói gì, anh ta tưởng Mạc Phàm là quả trứng mềm, chỉ biết trốn sau Lưu Phỉ Phỉ ăn cơm nhão, ai biết tính tình Mạc Phàm lớn như vậy. Phỉ Phỉ, tính tình của bạn học cô không nhỏ đâu, cũng dám bảo tôi cút. Thôi Tường không sợ hãi, cười mỉa nói. Nếu Mạc Phàm nãy giờ không nói gì, anh ta còn không có biện pháp, dù sao quả trứng mềm ngoại trừ đùa giỡn một phen, không chơi vui gì hết. Nhưng Mạc Phàm cứng như vậy, vậy thì dễ chơi rồi. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Tường, không nói gì thêm. Lời tôi nói, anh không nghe thấy sao? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi. Sao có thể không nghe thấy, cậu nói to như vậy, đương nhiên tôi nghe thấy được, nhưng nếu tôi không biến, cậu định làm gì tôi, tiểu tử? Thôi Tường cười mỉa nói, trên mặt đều là đăm chiêu. Một tên nhóc cũng dám nói chuyện với anh ta như thế, không biết sống chết. Mạc Phàm khẽ nâng cằm, liếc mắt nhìn Thôi Tường một cái, im lặng cười, lại là một người không biết sống chết. Hắn mở bàn gấp ở phía trước ra. Ngón tay viết một chữ tử lên bàn. Anh biết chữ này là chữ gì không? Mạc Phàm nói. Thôi Tường nhìn chữ Mạc Phàm viết, cười khinh thường, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Thế nào, tôi không đi, cậu định giết tôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không có bất luận gợn sóng gì. Tuy Lưu Phỉ Phỉ chưa kịp nói cho hắn phó đạo diễn thôi là ai, nhưng rất rõ ràng là người này rồi. Ở dưới mí mắt của hắn, còn dám gây khó dễ cho Lưu Phỉ Phỉ, không biết sống chết. Tôi cho anh 10 giây, anh có thể thử một lần. Thôi Tường làm như không nghe thấy, rời mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, bạn học này của cô nhìn không giống người tốt, động một tí là giết người, cô ở cạnh người như vậy, sẽ hủy đi tương lai của mình. Thôi, thấy hai người đều là đứa bé, tôi cho cô 10 giây, đi với tôi tới khoang hạng nhất bàn kịch bản, hay tôi đi tìm đạo diễn Hứa nói chuyện đổi vai nữ chính. Thôi Tường cười nói. Xung quanh có không ít người thay đổi sắc mặt, vẻ mặt không giống nhau. Có người đầy chờ mong,
có người cười chế giễu, cũng có người lắc đầu thở dài, tất cả đều nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, không phải chỉ đi bàn kịch bản thôi sao, đây là chính sự, cô không đi thì khó nói lắm. Mỹ nữ đang trang điểm lạnh lùng nói. Đúng vậy, cô không đi thì chúng tôi đi, phó đạo diễn thôi ở khoang hạng nhất đó, tốt hơn khoang bình thường này nhiều. Một mỹ nữ trang điểm đậm khác nói. Khoang hạng nhất đều là đạo diễn, biên kịch và một số đại minh tinh, chỉ có những người địa vị thấp hơn một chút như bọn họ mới ngồi khoang phổ thông. Một tên thanh niên ngồi khoang phổ thông có gì tốt, nếu là cô ta sẽ lập tức qua đó, cho dù tiến vào toilet với phó đạo diễn thôi cũng không thành vấn đề. Phó đạo diễn thôi bất giận, Phỉ Phỉ, em nhanh đi đi. Trương Tĩnh Như cũng khuyên. Cô không biết Mạc Phàm là ai, khuyên Lưu Phỉ Phỉ là biện pháp tốt nhất cô nghĩ đến. Lưu Phỉ Phỉ lộ ra nụ cười khổ, quay đầu thè lưỡi với Trương Tĩnh Như. Không sao, Tĩnh Như tỷ. Sau đó cô lạnh lùng nhìn Thôi Tường. Phó đạo diễn thôi, nếu anh muốn đi tìm đạo diễn Hứa, cứ việc đi đi, tôi tới đoàn làm phim 15 ngày, anh đã tìm tôi nói chuyện kịch bản 16 lần, trao đổi công việc 13 lần, huấn luyện người mới 9 lần, tôi hơi mệt, mời anh quay về. Cô nói xong ôm lấy cánh tay Mạc Phàm, giống như con mèo nhỏ rất buồn ngủ, rúc vào trong lòng Mạc Phàm, không để ý đến Thôi Tường. Cô vốn nhịn Thôi Tường lâu rồi, nếu Thôi Tường muốn đổi người thì đổi đi. Mạc Phàm nhìn Lưu Phỉ Phỉ mệt mỏi trong lòng, nheo mắt lại, sắc bén nở rộ. Kiếp trước, có thể nói Lưu Phỉ Phỉ là bạn nữ giới tốt nhất của hắn. Thôi Tường này quấy rầy Lưu Phỉ Phỉ như vậy, may mà hắn gặp được Lưu Phỉ Phỉ trên máy bay, nếu không Lưu Phỉ Phỉ khó mà không đi lên con đường số mệnh hồng nhan bạc phận ở kiếp trước. Xem ra muốn thay đổi vận mệnh không đơn giản như thế, chỉ cần xóa sổ những người hại Lưu Phỉ Phỉ kiếp trước còn xa không đủ. Tống Minh Huy đã chết, Lâm Khuynh Thiên đã chết, sẽ có người giống Thôi Tường người trước ngã xuống, người sau tiến lên gây sự với Lưu Phỉ Phỉ. Nghĩ vậy, nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống. Sắc mặt Thôi Tường khó coi, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không biết Lưu Phỉ Phỉ lấy đâu ra lá gan lớn như thế, dám nói chuyện với anh ta như vậy. Ha ha, được lắm, cô không muốn nói chuyện kịch bản thì thôi, tôi để bảo vệ sân bay nói chuyện với bạn học cô. Anh ta nói xong ấn cái nút phụ vụ trên chỗ Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, một nữ tiếp viên hàng không dáng người cao gầy tươi cười chuyên nghiệp đi tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi có thể giúp gì anh? Hai tay tiếp viên hàng không chồng lên nhau, hơi cúi người hỏi. Tôi là hành khách khoang hạng nhất, hội viên bài kim của công ty hàng không các cô. Tôi chỉ đi ngang qua nơi này, người này nói muốn giết tôi cảm thấy cậu ta uy hiếp đến an toàn tính mạng tôi, các cô xem rồi làm đi. Trong mắt Thôi Tường chớp lóe ánh sáng lạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Tiếp viên hàng không liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Vị tiên sinh này, có phải mọi người có gì hiểu lầm hay không? Hiểu lầm, tôi là hành khách khoang hạng nhất sẽ hiểu lầm một tên nhóc khoang phổ thông sao? Công ty hàng không các cô đối đãi với hành khách khoang hạng nhất như thế, có tin tôi khiếu nại cô, khiến cô mất việc hay không? Thôi Tường lạnh lùng nói. Lưu Phỉ Phỉ đối nghịch với anh ta, một tiếp viên hàng không nhỏ bé cũng dám nghi ngờ anh ta. Chỉ cần anh ta nói một câu, có thể kéo tất cả tiếp viên hàng không trên máy bay bồi ngủ anh ta buổi tối. Tiếp viên hàng không không tức giận, cũng không hoang mang, rõ ràng là ứng phó chuyện này không ít lần. Vị quý tiên sinh này, anh đừng tức giận, tôi chỉ làm việc theo thông lệ, cô xem rồi làm đi. Thôi Tường hừ lạnh một tiếng, hai tay để trước ngực, nhìn Mạc Phàm nói. Trên khuôn mặt tràn đầy vinh váo. Hành khách ở khoang hạng nhất có nhiều đặc quyền, một tiểu tử khoang phổ thông, cũng dám đối nghịch với anh ta có thể nghiền áp Mạc Phàm một cách dễ dàng. Vị tiên sinh này, có phải vừa rồi cậu nói gì đó không thỏa đáng với vị tiên sinh này hay không? Tiếp viên hàng không xinh đẹp cười lễ phép với Mạc Phàm, hỏi. Tiếp viên hàng không còn chưa mở miệng, mỹ nữ trang điểm đậm âm dương quái khí nói xen vào. Cô hỏi cậu ta như vậy, sao cậu ta có thể thừa nhận, không bằng cô hỏi chúng tôi ấy. Tiếp viên hàng không hơi nhếch miệng, cười lễ phép với mỹ nữ trang điểm đậm. Vị tiểu thư này, cô đánh giá vị tiên sinh này như vậy rất không lễ phép, mời cô cài chặt dây an toàn. Kiên nhẫn đợi máy bay cất cánh, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Mỹ nữ trang điểm đậm hừ lạnh một tiếng, trừng tiếp viên hàng không này một cái. Có cơ hội lên cao như thế,
Sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua, chỉ là đắc tội một tiểu tử khoang phổ thông mà thôi. Vậy tôi lễ phép nói cho cô nghe, vừa rồi bạn trẻ này nói với phó đạo diễn thôi của chúng tôi, nếu không cút sẽ giết phó đạo diễn thôi, rất nhiều người đều nghe thấy được, nếu cô không tin, có thể hỏi những người khác ở đây, như vậy đủ lễ phép chưa? Thôi Tường thấy nữ diễn viên này đứng ra nói chuyện thay anh ta, liếc mắt ca ngợi nữ diễn viên này. Sau đó chỉ một nữ diễn viên khác ngồi bên cạnh. Tiểu Hoa, cô nói cho vị tiếp viên hàng không này, có phải vừa rồi tiểu tử này uy hiếp tôi hay không? Thôi Tường nói. Đúng vậy, vị tiên sinh này quá nguy hiểm, tôi đề nghị các cô bắt cậu ta, đưa đến cục cảnh sát điều tra một phen. Tiểu Hoa nói. Tiểu Lưu. Quả thật vị tiên sinh này uy hiếp phó đạo diễn thôi. Một nam diễn viên do dự một lát, vẫn nói. Thôi Tường quyết định con đường ngôi sao của bọn họ, không cần vì một người không quen làm chậm trễ tiền đồ của mình. Thôi Tường chỉ liên tục vài người, tất cả đều trả lời Mạc Phàm uy hiếp Thôi Tường. Nghe những người này nói, Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như nhíu mày chặt hơn. Bình thường những người này có quan hệ không tệ với bọn họ, lúc này đều giống như thay đổi thành một người khác. Mỹ nữ, cô còn cần xác nhận không? Thôi Tường liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ một cái, cười hài lòng nói với tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không nhíu mày, lập tức cười nhã nhặn với Thôi Tường. Thôi tiên sinh, tôi cảm thấy vị tiên sinh chỉ nói nhảm vậy thôi, hay là tôi bảo vị tiên sinh này xin lỗi anh, tất cả mọi người đều vội đi Mạc Bắc, đừng vì chút chuyện nhỏ mà chậm trễ hành trình của chúng ta, đúng không? Thôi Tường suy nghĩ một lát. Nhìn thoáng qua giày da của mình, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Giày của tôi bẩn rồi, nếu cô có thể bảo tiểu tử này lau giày da cho tôi có thể suy xét bỏ qua, nếu không thì gọi bảo vệ tới, kéo cậu ta đi. Thôi Tường giơ một chân lên nói. Không phải Lưu Phỉ Phỉ coi trọng tiểu tử này sao, anh ta sẽ khiến tiểu tử này lau giày cho mình. Chuyện này, tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua Mạc Phàm vẫn đang lạnh nhạt, lộ ra chút khó xử. Rất rõ ràng, những người này hợp lại bắt nạt Mạc Phàm, người này còn bảo Mạc Phàm lau giày ra cho anh ta. Thôi tiên sinh, anh xem hay là tôi lau giày giúp anh, chuyện này cứ thế thôi. Thôi Tường nhíu mày, tiếp viên hàng không này vốn khiến anh ta vô cùng khó chịu, lần này càng khiến anh ta tức giận hơn. Không phải một tiếp hàng không nên đứng về phía hành khách khoang hạng nhất như anh ta sao, vậy mà tiếp viên hàng không này luôn giúp người khoang phổ thông. Không đợi anh ta mở miệng. Mỹ nữ trang điểm đậm nói xen miệng vào. Cô nương, sao cô đê tiện như vậy, một đứa bé khoang phổ thông đáng để cô dụng tâm như vậy sao, còn lau giày ra thay cậu ta, không phải hai người từng ngủ trên máy bay rồi đấy chứ. Tôi thấy 89 phần 10 là như vậy, trên đời này đâu còn người nhiệt tình như thế. Tiếp viên hàng không đi lấy lòng hành khách khoang hạng nhất, hay cơ trưởng, trái lại vô duyên vô cớ quan tâm một hành khách khoang phổ thông, chắc chắn có mở ám bên trong. Phỉ Phỉ, cô thấy chưa, người đàn ông cô che chở hoa tâm như thế nào, ngay cả tiếp viên hàng không cũng dụ dỗ được, nhanh đi theo phó đạo diễn thôi đến khoang hạng nhất bàn kịch bản đi. Một mỹ nữ khác tốt bụng khuyên. Lưu Phỉ Phỉ nắm chặt tay, ôm chặt lấy Mạc Phàm, vẫn không nói gì như trước, trên mặt đều là thất vọng. Tiếp viên hàng không nhíu mày, cô chỉ muốn giúp Mạc Phàm một tay, ai biết bị người ta nói thành như vậy. Nhưng cô lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Trên người Mạc Phàm có khí tức cô không thể nói rõ được, quả thật làm người ta rất thoải mái. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn tất cả mọi người có một hành trình vui vẻ. Tiếp viên hàng không cố nặn ra nụ cười nói. Muốn tất cả mọi người có hành trình vui vẻ là chuyện không có khả năng, cô chỉ có thể lựa chọn khiến vài người vui vẻ, hay phần lớn mọi người vui vẻ, cô xem rồi làm đi, nếu cô muốn lau giày ra cho tôi. Lát nữa tôi sẽ ở toilet đợi cô có thể đi vào đó lau giày giúp tôi. Thôi Tường cười dâm nói. Bộ dạng tiếp viên hàng không này rất xinh đẹp, phù hợp với khẩu vị của anh ta. Tiếp viên hàng không nhíu mày liếc mắt nhìn Thôi Tường một cái, do dự một lát, vẫn lắc đầu. Thôi tiên sinh, điều kiện của anh không tôn trọng người khác, cho nên có khả năng tôi không làm được, hy vọng anh có thể hiểu. Thôi Tường hơi híp mắt, lập tức cười lạnh lùng. Được lắm. Cô đã che chở tiểu tử này, tôi đi tìm quản lý của các cô, tôi không tin hãng hàng không các cô lại như vậy. Anh ta lại ấn cái nút khác, chỉ trong phút chốc, một mỹ nữ không nhiều hơn tiếp viên hàng không kia mấy tuổi, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị hơn đi tới. Vị tiên sinh này, tôi là quản lý máy bay này,
xin hỏi có thể phục vụ anh chuyện gì? Quản lý lễ phép hỏi. Đây là giấy đăng ký của tôi, đây là thẻ hội viên Bạch Kim của tôi. Thôi Tường lấy từng thứ ra nói. Vị tiên sinh này uy hiếp tôi, có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi, tiếp viên hàng không của các cô mặc kệ thì thôi, còn đứng về phía tiểu tử này, công ty hàng không các cô đối đãi với khách quý như vậy sao? Vẻ mặt Thôi Tường không vui, trầm giọng nói. Thôi tiên sinh đừng tức giận, tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Quản lý nhìn thoáng qua giấy tờ của Thôi Tường, vội vàng nói. Vậy tôi đợi. Thôi Tường híp mắt, cười ha ha, nhìn về phía Mạc Phàm. Quản lý đã đến đây rồi, tiểu tử này còn không chịu cúi đầu. Tiểu Chiêu, vị tiên sinh này có vấn đề sao? Quản lý lạnh lùng liếc mắt nhìn tiếp viên hàng không kia một cái. Đúng vậy, rõ ràng là nói nhảm một câu, thôi tiên sinh bảo vị tiên sinh này lau giày cho anh ta, tôi cảm thấy tôi không sai. Tiếp viên hàng không giải thích. Cô cảm thấy không sai, cô cho rằng mình là khách hàng sao, đừng quên thân phận của cô, đâu đến lượt cô nói đúng sai. Cô có biết cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nhiều năm của công ty hàng không chúng ta hay không? Sắc mặt quản lý lạnh lùng, phê bình một trận. Một hội viên Bạch Kim gây khó dễ cho khách hàng khoang phổ thông, không biết tự mình động não, mà tự chủ trương. Tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiếp viên hàng không trắng bệch, không biết nên nói gì. Đợi bị đuổi đi. Quản lý lạnh lùng liếc tiếp viên hàng không kia một cái, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Thực cho rằng người tốt có hảo báo sao, nghĩ nhiều rồi. Vị tiên sinh này, cậu làm hại an toàn của hành khách khác, dựa theo quy củ tôi hoàn toàn có thể cho người đưa cậu xuống máy bay, tiếp nhận cảnh sát điều tra, nhưng nể mặt cậu là hành khách chuyến bay, cậu xin lỗi dựa theo yêu cầu của vị tiên sinh này, còn đảm bảo sẽ không rời khỏi vị trí của mình, nể mặt cậu còn trẻ tuổi, chúng tôi sẽ xử lý khoan dung với cậu, lựa chọn của cậu là... Mặt quản lý không chút thay đổi hỏi. Giọng điệu nói chuyện giống như đã thủ hạ lưu tình với Mạc Phàm. Trong cabin, nghe thấy lời quản lý nói, có người nhíu mày, lộ ra bất mãn và lo lắng. Rất rõ ràng, quản lý này đứng về phía Thôi Tường, không để người khoang phổ thông vào trong mắt. Cũng có người cười lạnh lùng, vẻ mặt đăm chiêu. Tiểu tử, cậu nghe quản lý nói không, cậu muốn đi xuống, hay là lau giày thay tôi? Thôi Tường cười đắc ý nói. Quả nhiên quản lý máy bay rất thức thời, không phải không biết điều giống như tiếp viên hàng không kia. Mạc Phàm, hay là tôi? Lưu Phỉ Phỉ nhìn vẻ đắc ý của Thôi Tường, nhíu mày nói. Cô còn chưa nói xong, đã bị Mạc Phàm ngắt lời. Tôi là ai không phải cô không biết, chút chuyện ấy không làm được, không xứng ngồi bên cạnh cô. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, vốn dĩ không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Một câu của hắn có thể khiến hai người kia không rời khỏi Giang Nam được, một ngón tay hắn có thể khiến bọn họ biến mất hoàn toàn, thậm chí một ánh mắt cũng khiến bọn họ hồn phi phách tán. Người như vậy nhảy nhót trước mặt hắn, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Thôi Tường và quản lý kia nghe lời Mạc Phàm nói, đều cười khinh thường. Ngồi ở khoang phổ thông có thể có thân phận gì, có chút thân phận đều ngồi khoang hạng nhất và khoang thương vụ, thân phận cao hơn sẽ ngồi máy bay tư nhân của mình. Ai sẽ ngồi khoang phổ thông loại máy bay này? Rõ ràng chỉ có thể ngồi khoang phổ thông, còn tự cho là thanh cao. Tiểu tử, trái lại cậu nói xem cậu là ai, tứ thiếu Giang Nam, Mạc Đại sư Đông Hải, hay cha cậu là ai, chỉ cần cậu nói ra một thân phận, tôi lập tức lau giày cho cậu. Thôi Tường cười mỉa nói. Mạc Phàm không thèm nhìn Thôi Tường, muốn lau giày ra cho hắn, cần phải có tư cách này mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiếp viên hàng không. Mỉm cười với tiếp viên hàng không đó. Tiếp viên hàng không cười nổi, cô chỉ có thể giúp Mạc Phàm như vậy. Nếu Mạc Phàm không xin lỗi, có khả năng sẽ bị đuổi khỏi máy bay. Mạc Phàm không thèm để ý, rời mắt nhìn quản lý máy bay. Dựa theo thân phận của tôi, bây giờ tôi giết hai người không có người dám gây sự với tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn muốn giết hai người kia, hoàn toàn có thể khiến bất luận kẻ nào không tìm được chứng cứ. Ví dụ như xóa sạch trí nhớ của mọi người. Cho dù có chứng cứ, bọn họ có thể làm gì y tiên bất tử hắn. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Mẹ nó, khẩu khí của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Hoa Hạ là xã hội pháp trị, giết người không bị phạt từ khi nào thế? Giết người không bị sao,
khoác loác vừa phải thôi. Một người cười khinh thường nói. Sắc mặt Thôi Tường khó coi, anh ta từng thấy không ít người cố chấp, nhưng chưa thấy ai cố chấp như Mạc Phàm. Nghe thấy không, chắc chắn tiểu tử này không phải người tốt gì, tôi hoài nghi cậu ta là tội phạm giết người đang lẩn trốn, nhanh cho người bắt cậu ta đi. Thôi Tường cười nói. Quản lý không nói với Mạc Phàm nữa, trực tiếp lấy bộ đàm bên hông ra, chuẩn bị gọi điện cho hậu cần dưới mặt đất. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn còn phải đi Mạc Bắc cứu tiểu hồ ly, vẫn nên giết hai người kia tốt hơn. Ngón tay hắn vừa động, còn chưa sử dụng pháp thuật. Một người đàn ông mặc tây trang giá trị xa xỉ, anh Tuấn đẹp trai chậm rãi đi tới. Người đàn ông thấy nhiều người vây quanh như vậy, nhíu mày. Phó đạo diễn Thôi, ở đây xảy ra chuyện gì thế, đạo diễn Hứa bảo tôi đến đây nhìn một cái. Người đàn ông nhìn Thôi Tường hỏi. Một cái máy bay chỉ to như vậy, phía sau xuất hiện âm thanh tranh chấp, phía trước muốn không có một chút động tĩnh không dễ như vậy. Bởi vì trên máy bay có nhiều thành viên của đoàn làm phim, Hứa Bình lo lắng trong đoàn làm phim xảy ra chuyện, cho nên bảo anh ta đến xem. Nhìn thấy người đàn ông này, Mạc Phàm khẽ cau mày, lập tức khôi phục như thường, thu tay về. Thôi Tường quay đầu nhìn, nhướng mày, trên mặt hiện lên tươi cười nịnh nọt. Khác hoàn toàn bộ mặt khi đối diện Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Giang Minh, anh tới rất đúng lúc. Làm sao vậy, phó đạo diễn Thôi. Giang Minh nhíu mày, tò mò hỏi. Lưu Phỉ Phỉ rất ghê gớm, tôi muốn nói chuyện kịch bản với cô ta không đi thì thôi, tôi khuyên cô ta hai câu, bạn học cô ta bảo tôi cút, tôi không cút còn muốn giết tôi, anh nhanh gọi đạo diễn Hứa tới, tôi không dạy dỗ nữ chính này được nữa rồi, tôi mà dạy cô ta. Sinh mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Thôi Tường chỉ Mạc Phàm hổn hển nói. Giang Minh nhìn theo ngón tay Thôi Tường, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi, trong chớp mắt lại khôi phục như thường. Lưu Phỉ Phỉ lấy được vai nữ chính ở tiệc rượu anh ta cũng có mặt, sao không biết Mạc Phàm? Chỉ là không ngờ Mạc Phàm cũng ở trên máy bay này, còn xung đột với phó đạo diễn Thôi. Phó đạo diễn Thôi, anh chắc chắn bảo tôi gọi đạo diễn Hứa đến chứ? Giang Minh xác nhận lại. Thân phận của Mạc Phàm như vậy lại ngồi khoang phổ thông quả thật nằm ngoài dự kiến của anh ta, nhưng chắc Thôi Tường không biết Mạc Phàm là ai. Nếu Thôi Tường biết người đối diện anh ta là Mạc Phàm, anh ta sẽ không nói như vậy. Giang Minh, làm phiền anh đi một chuyến, nhanh mời đạo diễn Hứa đến đây, giáo huấn nữ chính của chúng ta thật tốt, huynh đệ tôi vô cùng cảm kích. Thôi Tường cười nịnh nọt nói. Lưu Phỉ Phỉ không nghe anh ta cũng không sao. Anh ta không tin Lưu Phỉ Phỉ dám làm trái lời Hứa Bình. Vị tiên sinh này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của hành khách, nếu không ai hòa giải, tôi chỉ có thể gọi cho hậu cần dưới mặt đất, cho người mời vị tiên sinh này xuống. Quản lý lạnh lùng nói. Giang Minh nhíu mày, cười mỉa. Được, hai người đợi một chút, đừng có gấp. Anh ta hơi gật đầu với Mạc Phàm, xoay người rời đi. Giang Minh vừa rời đi, đám Thôi Tường nhếch miệng. Tươi cười đắc ý hiện lên trên mặt bọn họ. Thôi Tường chỉ là phó đạo diễn, Hứa Bình mới là người có quyền lợi nói chuyện nhất trong đoàn làm phim. Chuyện này kinh động đến Hứa Bình, vậy dễ chơi rồi. Người nào đó quá không biết điều, tôi cảm thấy chúng ta có cơ hội lên cao rồi. Mỹ nữ trang điểm đậm cười nói. Ai nói không phải chứ, đợi xem, sắp có trò hay để nhìn rồi. Một người khác nói. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Cơ bản đều không coi trọng lời Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Trương Tĩnh Như và tiếp viên hàng không nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Chỉ trong chốc lát, Hứa Bình nhanh chóng chạy từ khoang hạng nhất tới, theo sau là Giang Minh và một nam minh tinh khác. Thôi Tường thấy Hứa Bình chạy tới, vẻ đắc ý trên mặt dày đặc hơn nhiều. Xem ra Hứa Bình vẫn rất coi trọng người phụ tá là anh ta, nếu không sao lại chạy tới đây. Nghĩ đến điều này, anh ta lập tức giả bộ ấm ức. Giống như là thật, đi về phía Hứa Bình. Đạo diễn Hứa cuối cùng cô cũng tới rồi, cô mà không tới, tôi sẽ bị bạn học của Lưu Phỉ Phỉ giết chết. Hứa Bình làm như không nhìn thấy Thôi Tường, trực tiếp đi qua Thôi Tường đến bên cạnh Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cậu không sao chứ? Hứa Bình cung kính nói. Hứa Bình vừa nói những lời này, trong cabin lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt những diễn viên vừa nói mát sửng sốt, lập tức ngây ra như phỗng. Đạo diễn Hứa Bình danh tiếng lẫy lừng, vì sao lại quen tiểu tử này, còn khách sáo với tiểu tử này như thế? Có phải đạo diễn Hứa nhận sai người rồi không?
Nữ diễn viên trang điểm đậm dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn thoáng qua, Hứa Bình vẫn vô cùng khách sáo đứng trước mặt Mạc Phàm, tựa như cấp dưới nhìn thấy lãnh đạo. Phịch, mặt nữ diễn viên này không còn chút máu ngồi trên ghế, hối hận đến mức ruột sắp đứt. Xem ra đạo diễn Hứa không nhận sai người, vậy xong đời không phải Lưu Phỉ Phỉ, mà là bọn họ. Người được Hứa Bình xưng là tiên sinh, chắc chắn không đơn giản. Thôi Tường trừng mắt nhìn, đứng ngốc tại chỗ, sắc mặt xanh mét. Anh ta tưởng rằng Hứa Bình chạy nhanh như vậy là tới tìm anh ta, kết quả là ân cần hỏi thăm tiểu tử này. Chuyện này giống như anh ta cho rằng mình trúng giải kim mã, đi lên đài nhận cúp, người chủ trì lại trao cho người khác. Hơn nữa người chủ trì này là anh ta tìm người gọi đến. Chuyện này hoàn toàn là rời tảng đá muốn đập chết người, không chỉ không đập được, còn đập trúng chân mình. Lúc này anh ta ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào. Mạc tiên sinh, một tiểu tử khoang phổ thông sao? Rốt cuộc là sao vậy? Trương Tĩnh Như và vị mỹ nữ tiếp viên hàng không cũng hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ tưởng rằng Hứa Bình tới, Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ sẽ gặp phiền phức, ai biết sẽ như vậy. Chuyện này, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Hứa Bình, cũng không để ý tới Hứa Bình, trái lại rời mắt nhìn vị mỹ nữ tiếp viên hàng không. Có thể rót ly nước giúp tôi không? Lập tức có ngay, xin đợi một lát. Tiếp viên hàng không lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, xoay người đi rót nước. Lúc này Mạc Phàm mới rời mắt nhìn Hứa Bình, sắc bén lóe lên. Tôi không có chuyện gì, trái lại là cô, tôi giao Phỉ Phỉ cho cô đối xử với Phỉ Phỉ như vậy, cô cảm thấy bạn tôi dễ bắt nạt sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cho dù đối diện là Hứa Bình đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, hắn cũng không có một chút khách sáo. Tuy Lưu Phỉ Phỉ chưa nói rõ với hắn, nhưng rất rõ ràng Lưu Phỉ Phỉ không vui vẻ lắm ở đoàn làm phim. Hơn nữa nếu không tình cờ gặp, chắc chắn Lưu Phỉ Phỉ sẽ đi lên con đường kiếp trước. Chuyện này liên quan đến hắn, Hứa Bình cũng khó trốn trách nhiệm. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người lại hít vào một hơi khí lạnh. Hứa Bình là ai? Đại đạo diễn nổi tiếng, nâng rất nhiều đại minh tinh nổi tiếng. Trừ chuyện đó ra, nghe nói Hứa Bình có không ít bối cảnh ở Giang Nam, thường xuyên tụ tập với đám nhà giàu. Mạc Phàm là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, vậy mà nói chuyện với Hứa Bình như thế. Hứa Bình không tức giận, sắc mặt hơi đổi. Nếu Mạc Phàm chỉ cứu cha mẹ cô cũng không cần khách sáo với Mạc Phàm như vậy. Dù sao cô cũng tặng trang viên viên gia cho Mạc Phàm, còn để Lưu Phỉ Phỉ trở thành nữ chính phim mới của cô, coi như là trả hết nhân tình của Mạc Phàm. Nhưng người khác không biết, sao cô không biết, Mạc Phàm là Mạc đại sư danh chấn Giang Nam. Lâm gia đối nghịch với Mạc Phàm, Lâm gia bị diệt. Âu Dương Minh Nhật liên hợp với một đám người muốn giam Mạc Phàm, cũng bị Mạc Phàm giết chết tại chỗ. Một người như vậy, cho dù bao nhiêu tuổi, đều khiến cô kính sợ. Mạc tiên sinh, tôi không hiểu ý của cậu lắm. Gần đây cô bận rộn chuẩn bị trước khi quay, quả thật không có nhiều thời gian quan tâm Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ vừa tiến vào đoàn làm phim nửa tháng, bị người này nói chuyện kịch bản 16 lần, trao đổi công việc 13 lần, huấn luyện người mới 9 lần, tôi muốn biết vì sao, vừa rồi người này còn bắt Phỉ Phỉ đi nói về kịch bản, đây là nữ chính cô đồng ý sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Giọng nói bình tĩnh, ẩn ẩn có chút uy nghiêm. Hứa Bình nhíu mày, nhìn về phía Thôi Tường. Cô thân là đạo diễn tất nhiên biết nhân phẩm của Thôi Tường. Quả thật bình thường thường xuyên truyền ra một số tin tức không hợp với đạo đức nghề nghiệp của cậu ta. Bởi vì Thôi Tường giúp cô không ít chuyện, cô không để ở trong lòng lắm. Không ngờ Thôi Tường đánh chủ ý lên Lưu Phỉ Phỉ. Nhưng chỉ nghĩ thôi cô thoải mái hơn. Lưu Phỉ Phỉ vẫn còn là sinh viên đã thành nữ chính, còn có khuôn mặt và dáng người như minh tinh. Lưu Phỉ Phỉ ở trước mặt lão lươn lẹo Thôi Tường, như con cừu nhỏ gặp sói xám, rất dễ đắc thủ. Nếu cô là Thôi Tường, cũng sẽ lựa chọn ra tay với Lưu Phỉ Phỉ. Phó đạo diễn thôi, chuyện này không phải là làm việc theo thông lệ, cậu giải thích cho tôi là sao đây? Sắc mặt Hứa Bình khó coi, lúc này mới nhìn về phía Thôi Tường bị cô lạnh nhạt ở phía sau, lạnh giọng hỏi. Trên mặt Thôi Tường không còn chút máu, khóe miệng giật giật, mãi mà không nói nên lời. Tuy anh ta là phó đạo diễn đoàn làm phim, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng chỉ cần một câu của Hứa Bình, sau này anh ta không là gì. Đạo diễn Hứa tôi sai rồi, tôi chỉ bị ép, có mấy nhà tài trợ nhìn chúng Phỉ Phỉ,
tôi không dẫn Phỉ Phỉ đi tham gia hoạt động, bọn họ sẽ không đầu tư cho chúng ta. Thôi Tường chớp mắt, ấm ức nói. Tuy anh ta vẫn không biết Mạc Phàm là ai, nhưng chắc chắn Mạc Phàm không phải người bình thường, nếu không Hứa Bình đã không truy cứu chuyện này, dù sao anh ta vẫn có tác dụng với Hứa Bình, ví dụ như vấn đề an toàn ở Mạc Bắc. Nhưng mặc kệ Mạc Phàm là ai, chắc chắn lần này anh ta đá trúng tấm sắt, vậy chỉ có thể đổ lỗi cho đám nhà tài trợ. Cậu nói với tôi cũng vô dụng, cậu giải thích với Mạc tiên sinh đi, nếu không giải thích rõ cậu xuống máy bay đi, sau này không còn chút quan hệ gì với đoàn làm phim chúng tôi. Mặt Hứa Bình không chút thay đổi nói. Giang Nam hiện giờ, không thể đắc tội nhất không phải tứ đại gia tộc, mà là Mạc Phàm. Thôi Tường dám bắt nạt Lưu Phỉ Phỉ, cô cũng không dám bảo vệ Thôi Tường. Trừ chuyện đó ra, cô cũng chán ghét có người ra tay với diễn viên của cô, chán ghét những quy tắc ngầm đó. Cái gì? Miệng Thôi Tường há to, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống. Không chỉ có anh ta, mặt mấy nữ diễn viên lúc trước mở miệng chào phúng Mạc Phàm cũng tái mét. Đa số bọn họ đều để Thôi Tường buôn bán lời, nhưng vẫn chưa kiếm được nhiều chỗ tốt. Nếu Thôi Tường bị đuổi việc, bọn họ bồi Thôi Tường ngủ là phí công. Mạc tiên sinh, có khả năng cậu không hiểu về quy tắc ngầm trong giới chúng tôi rồi, tôi cũng có nỗi khổ, cho nên mong cậu. Vẻ mặt Thôi Tường đau khổ, nói. Giọng điệu anh ta nói chuyện với Mạc Phàm, không còn vinh mặt hất hàm sai khiến như trước, cũng không còn là hành khách khoang hạng nhất đối mặt với người khoang phổ thông. Anh có nỗi khổ cũng không cần bàn kịch bản 16 lần chứ. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn chằm chằm Thôi Tường hỏi. Chuyện này, Thôi Tường bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như thế, cả người giống như bị nhìn thấu, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, ánh mắt âm tình bất định. Đây là vấn đề của tôi không biết Lưu Phỉ Phỉ là bạn học của cậu, tôi đảm bảo sau này không quấy rầy Phỉ Phỉ nữa, nếu lại quấy rầy Phỉ Phỉ, trời sẽ giáng mũ lôi đánh tôi. Thôi Tường giơ một tay, thề son sắt nói. Đã đến mức này, anh ta tìm cớ gì cũng vô dụng, không bằng thề với cậu ta. Dù sao anh ta từng thề với không ít nữ diễn viên trên giường, đều không xảy ra chuyện gì. Đợi đến Mạc Bắc, lại tìm cơ hội thu thập cậu ta. Với quan hệ của anh ta và thiếu gia La gia Mạc Bắc, cho dù Mạc Phàm là ai đều phải quỳ với anh ta. Mạc Phàm nhìn cái trán trống không của Thôi Tường, không có thể ấn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười nhạt. Anh cảm thấy trời sẽ không đánh anh, sấm cũng không đánh anh sao? Bùm bùm, Mạc Phàm vừa nói xong. Hai đạo sấm sét nổ tung bên ngoài máy bay, như tiếng trống vang lên liên tục, khiến màng tai người ta đau nhức. Bất chợt có sấm sét vang lên, mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là Thôi Tường, sắc mặt tái mét trong chớp mắt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên đất. Anh ta lừa gạt không ít người, nghe được tiếng sấm giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Anh ta biết thuật sĩ và võ giả tồn tại. Có thể đưa tới kinh lôi cũng không có gì lạ. Nhưng Mạc Phàm có thể đưa tới kinh lôi thì đáng sợ rồi. Mạc tiên sinh, tôi thật sự không dám nữa. Mặt Thôi Tường như giấy vàng, nơm nớp lo sợ nói. Anh không dám, không phải anh mới nói bảo người ta đổi vai của Phỉ Phỉ sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi chỉ nói đùa thôi. Không phải anh muốn tôi lau giày cho anh à? Tôi nói sai rồi, là tôi lau giày cho cậu. Mồ hôi của Thôi Tường rơi như mưa nói. Anh còn chưa có tư cách lau giày cho tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có không biết bao nhiêu người muốn đánh giày cho y tiên bất tử hắn, Thôi Tường muốn là được sao? Dạ dạ, tôi không xứng, tôi lập tức cút. Thôi Tường ăn nói khép nép, muốn quay về khoang hạng nhất. Hiện giờ anh ta không thể trêu chọc Mạc Phàm, vẫn nên nhanh rời đi tốt hơn. Đi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Liếc mắt nhìn Thôi Tường một cái. Đánh chủ ý với Lưu Phỉ Phỉ, như vậy đã muốn đi, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Tôi cho anh đi sao? Thân thể Thôi Tường như bị điện giật, thân thể bị kiềm hãm, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Xung quanh yên tĩnh dọa người. Không phải người này muốn ra tay trên máy bay thật đấy chứ? Hứa Bình nhíu mày, không đợi Mạc Phàm mở miệng, vội vàng xen miệng vào. Mạc tiên sinh. Chuyện lần này là do tôi, lần này chúng tôi tới Mạc Bắc còn cần Thôi Tường sắp xếp, cậu xem có thể cho cậu ta cơ hội hay không. Cô không nghi ngờ Mạc Phàm sẽ giết người hay không, nhưng nếu Mạc Phàm giết Thôi Tường, chuyện bọn họ đến Mạc Bắc lấy cảnh phiền phức hơn nhiều.
Hứa Bình mới mở miệng, Thôi Tường nhướng mày, giống như thấy được ánh dạng đông. Mạc tiên sinh đến Mạc Bắc du lịch đúng không? Tôi quen với thiếu chủ La Gia Mạc Bắc, có tôi ở đây, đảm bảo không có ai ở Mạc Bắc dám gây khó dễ cho cậu. Thôi Tường cười gian nói. Khi nói chuyện, trong mắt anh ta lóe lên dữ dằn. Một tên nhóc dám nói chuyện với anh ta như thế, đợi đến Mạc Bắc xem anh ta thu thập Mạc Phàm thế nào. Không chỉ Mạc Phàm, Lưu Phỉ Phỉ hiện giờ còn là cô gái, đợi rời khỏi Mạc Bắc, anh ta nhất định khiến Lưu Phỉ Phỉ trở thành phụ nữ. Anh có thể đảm bảo an toàn của tôi ở Mạc Bắc sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Chỉ cần Mạc tiên sinh không so đo hiềm khích lúc trước, tha cho tôi một mạng, Mạc tiên sinh có chuyện gì ở Mạc Bắc, tôi sẽ thu phục giúp cậu. Thôi Tường cười nói, bộ dạng vô cùng tự tin. Mạc Phàm cười khẽ, nếu Thôi Tường biết hắn muốn đi tìm La Gia Mạc Bắc gây phiền phức, không biết Thôi Tường này sẽ có biểu cảm gì, ít nhất sẽ không dám nói như vậy. Tôi muốn đến Lâu Lan Cổ Thành, anh có thể dẫn tôi đi không? Mạc Phàm hỏi. Theo hắn biết tổ địa của La Gia ở Lâu Lan Cổ Thành, một nơi người bình thường không nhìn cũng không đến được. Vị trí cụ thể là gì, hắn chưa thăm dò được, cho nên hắn đang cần một người dẫn đường. Tuy hắn có thể tự mình đi tìm, nhưng nếu Thôi Tường này có thể dẫn đường cho hắn, trái lại giảm không ít phiền phức cho hắn. Mạc tiên sinh cũng muốn đến Lâu Lan Cổ Thành sao? Hứa Bình nhướng mày, hỏi. Không sai, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Lần này chúng tôi cũng tới Lâu Lan Cổ Thành lấy cảnh lần này nhận được lời hứa, cho phép của La Gia, đều là do Thôi Tường làm. Hứa Bình giải thích. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Trong bộ phim truyền hình này, có một cảnh là tòa thành cổ rộng lớn trong sa mạc thần bí. Lúc ấy rất nhiều người bị thành cổ rộng lớn làm sợ ngây người, đều tưởng là hiệu ứng. Cũng có người cho rằng là thành cổ trong sa mạc rộng lớn, vậy mà tổ đội đi tìm, lại không tìm được, trái lại có rất nhiều người mất tích trong sa mạc rộng lớn. Xem ra thành cổ trong sa mạc rộng lớn trên TV, là tổ địa La Gia. Mạc tiên sinh, cậu muốn tiến vào Lâu Lan Cổ Thành xem như tìm đúng người rồi, chỉ có tôi mới dẫn được vào, nếu không cậu không chỉ không tìm được. Cho dù tìm được cũng không vào được. Trên mặt Thôi Tường lại hiện lên vẻ đắc ý, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Anh ta vốn đang lo lắng Mạc Phàm đến Mạc Bắc liền chạy mất, anh ta không có cơ hội báo thù. Không ngờ Mạc Phàm muốn đến Lâu Lan Cổ Thành của La Gia, chuyện này rất tốt. Mạc Phàm tự mình muốn chui vào hang hổ, anh ta có đạo lý gì không dẫn Mạc Phàm vào. Hiện giờ anh ta gần như có thể nhìn thấy Mạc Phàm đến Lâu Lan Cổ Thành. Khóc lóc quỳ xuống với Lưu Phỉ Phỉ cầu xin anh ta. Mạc Phàm lạnh lùng liếc Thôi Tường một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Anh dẫn tôi đến Lâu Lan Cổ Thành, tôi có thể không giết anh, nhưng anh dám đánh chủ ý với bạn tôi không thể tha cho anh dễ dàng, cho anh nếm thử nỗi khổ gãy tay trước. Mạc Phàm nói xong khẽ búng ngón tay, một đạo bạch khí mắt thường không thể thấy bay từ ngón tay giữa hắn ra, một trận kình phong nhấc lên, bạch khí rơi xuống tay Thôi Tường. Răng rác. Cánh tay Thôi Tường lập tức xoay ngược 90 độ, sau đó bẻ trở lại, tiếng kêu như heo bị chọc tiết phát ra từ miệng Thôi Tường. Tay tự nhiên gập lại khiến da đầu người ta run lên, cũng khiến sắc mặt người khác thay đổi. Một câu sấm tới, một câu gió tới, đánh gãy tay Thôi Tường. Chuyện này, Thôi Tường chịu đựng đau nhức, ôm lấy cánh tay mình, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, ước gì có thể ăn Mạc Phàm. Cô còn thất thần làm gì? Không thấy cánh tay lão tử bị gãy sao? Thôi Tường không chịu được lâu, quát quản lý còn đang thất thần. Lúc này quản lý mới phản ứng kịp, vội vàng gọi điện thoại cho hậu cần dưới đất. Tôi gọi người giúp cô. Mạc Phàm cử động miệng vài cái, không phát ra âm thanh gì. Chỉ trong phút chốc, một người đàn ông quản là quản lý cấp cao dẫn theo một tiếp viên hàng không đi tới. Cô là quản lý máy bay này đúng không? Người đàn ông lạnh giọng hỏi. Dạ, Trương Tổng. Vẻ mặt quản lý kia mờ mịt, vẫn cung kính gật đầu. Người đàn ông này là lãnh đạo công ty hàng không cô ta, tất nhiên cô ta quen. Cô bị đuổi việc, cô có 2 phút rời khỏi máy bay này. Cái gì, vì sao? Vẻ mặt quản lý ngẩn ra, khó mà tin hỏi. Cô ta nhận được nhiều nhận xét tốt của hành khách khoang hạng nhất, mới lên chức vụ này, vậy mà bị mất chức vì một hành khách khoang phổ thông. Cô không có tư cách biết. Cô có thể đi xuống, đừng chậm trễ máy bay cất cánh. Quản lý cấp cao lạnh lùng nói.
Mặt quản lý kia như cả nhiễm xương, vô cùng hối hận xuống máy bay. Sớm biết sẽ như thế, cô ta tuyệt đối không đứng về phía Thôi Tường, lần này xong rồi. Lúc này tiếp viên hàng không kia bưng ly nước tới. Tiên sinh, đây là nước của cậu. Mạc Phàm gật đầu, nhận ly nước. Cô là Tiểu Chiêu đúng không? Quản lý cấp cao chưa rời đi, nói với tiếp viên hàng không bên cạnh Mạc Phàm. Tay Tiểu Chiêu khẽ run, thiếu chút nữa mâm rơi xuống đất. Là tôi. Bây giờ cô là quản lý chuyến bay này, cảm ơn cô đã giữ hình tượng của công ty chúng tôi. Quản lý cấp cao cảm kích nói. Cái gì? Bây giờ cô là quản lý chuyến bay, cô có thể đi thông báo radio trước khi cất cánh, còn cần tôi lặp lại sao? Quản lý cấp cao lặp lại. Không cần, không cần, tôi lập tức đi ngay. Vẻ mặt tiếp viên hàng không bối rối. Cô cho rằng mình bị đuổi việc, ai biết thành quản lý. Cô chạy hai bước đến phòng radio, nhưng dừng lại nghiêng đầu cười cảm kích với Mạc Phàm. Cảm ơn cậu. Chuyện này vốn là cô nên được, không cần cảm ơn tôi. Mạc Phàm cười khẽ, lạnh nhạt nói. Giúp mọi người làm điều tốt, đó là làm việc thiện cho mình, cho dù không gặp hắn, sớm muộn gì tiếp viên này cũng thành quản lý, chẳng qua hắn khiến chuyện này xảy ra sớm hơn mà thôi. Tiếp viên hàng không vừa rời đi, trong chớp mắt trong cabin nổ tung. Thôi Tường xung đột với Mạc Phàm, Hứa Bình không chỉ không che chở phó đạo diễn của mình, trái lại Mạc Phàm nói gì nghe nấy. Quản lý chuyến bay đắc tội Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ gọi một cuộc điện thoại, quản lý bị mất chức. Tiếp viên hàng không che chở Mạc Phàm trực tiếp thành quản lý, không cần phấn đấu nhiều năm. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Không phải Phú Nhị Đại gia tộc nào đó đấy chứ? Tôi thấy không đơn giản như vậy, Hứa Bình có thể từ chối những phú thương kia, cần khách sáo với Phú Nhị Đại sao? Vậy tiểu tử này là ai? Cậu ta nói khẩu âm Đông Hải, lại họ Mạc, anh nói xem cậu ta là ai? Chẳng lẽ là người Mạc gia Giang Nam đang nổi gần đây? 89/10 đúng rồi. Trong lúc này, trong cabin tràn đầy nghi ngờ. Mạc tiên sinh, Phỉ Phỉ, không gian khoang hạng nhất rộng hơn chút, chúng ta đến khoang hạng nhất ngồi đi. Hứa Bình thấy Mạc Phàm bất giận, cũng nhẹ nhàng thở ra nói. Có thể, đúng rồi, cô cũng đứng dậy đi. Mạc Phàm nói với Trương Tĩnh Như. Tôi sao? Trương Tĩnh Như hơi sửng sốt. Kinh ngạc chỉ vào mình hỏi lại. Không sai, đây là Khuynh Thành, cô cũng cầm lấy đi. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, ném bình thủy tinh chưa Khuynh Thành cho Trương Tĩnh Như. Cô gái này đối xử với Lưu Phỉ Phỉ không tệ, tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Khuynh Thành. Hứa Bình hít sâu một hơi khí lạnh. Không có nhiều người biết Khuynh Thành lắm, hội đấu giá lần đó chỉ giới hạn giới phú quý, không có mấy người ngoài giới này biết lắm. Dù sao bán đấu giá năm thứ, kém nhất cũng phải 10 triệu, không phải ai cũng mua nổi. Mạc Phàm tiện tay tặng Trương Tĩnh như một lọ Khuynh Thành, tuy chỉ là một lọ nhỏ, nhưng mua được mấy chiếc máy bay như vậy. Tĩnh Như, đi theo tôi, cất kỹ thứ kia đi, không rẻ đâu, lát nữa tôi sẽ nói với cô. Hứa Bình nói với Trương Tĩnh Như. Trương Tĩnh Như chớp chớp mắt, nhìn cái lọ trong tay, bỗng nhiên cảm thấy nặng hơn nhiều, tựa như nâng núi vàng núi bạc. Được. Trương Tĩnh Như cất Khuynh Thành, nói. Xung quanh tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Vẻ mặt mấy nữ diễn viên kia càng phức tạp, hối hận đến mức ruột sắp đứt. Trương Tĩnh Như chỉ che chở Lưu Phỉ Phỉ, không chỉ được ngồi cùng Hứa Bình, còn nhận được quà của Mạc Phàm. Hứa Bình đã nói thứ đó không rẻ, chắc chắn rất đắt. Sớm biết sẽ như thế, vừa rồi bọn họ đã nói chuyện thay Lưu Phỉ Phỉ, lúc này đã được ngồi khoang hạng nhất rồi. Hiện giờ bọn họ muốn nịnh bợ Lưu Phỉ Phỉ cũng không dễ như thế, hối hận cũng đã muộn. Thôi Tường, lần này cậu ngồi khoang phổ thông đi, đừng gây chuyện nữa. Hứa Bình lạnh lùng liếc Thôi Tường một cái nói. Đạo diễn Hứa yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không gây chuyện nữa. Thôi Tường cố nặn ra nụ cười vui vẻ nói, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta đường đường là phó đạo diễn đoàn làm phim, vì một người không liên quan đến đoàn làm phim. Vậy mà khiến anh ta ngồi khoang phổ thông. Đợi đến Mạc Bắc, sẽ là lúc Hứa Bình và những người này cầu anh ta. Còn Mạc Phàm, không phải muốn đến Lâu Lan Cổ Thành sao, vậy thì ngốc ở trong đó, vĩnh viễn đừng ra nữa. Đợi coi. Thôi Tường cười nham hiểm nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm, nghĩ thầm. Mạc tiên sinh, chúng ta qua đó đi, máy bay sắp cất cánh rồi.
Hứa Bình không nhìn thấy ánh mắt âm độc của Thôi Tường, làm tư thế mời với Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thôi Tường một cái, chỉ cười khẽ, không để trong lòng. Hắn đến Mạc Bắc là vì diệt La Gia, cần gì lo lắng một vai phụ có quan hệ với La Gia. Hắn và Lưu Phỉ Phỉ, Trương Tĩnh Như cùng đến khoang hạng nhất. Bọn họ vừa rời đi, giọng nói trong vắt còn chưa quen lắm của tiếp viên hàng không kia truyền từ trong radio ra. Các vị hành khách, xin chào, máy bay sắp cánh cánh, mong. Giọng nói này vang lên không lâu, máy bay bắt đầu cất cánh. Lưu Phỉ Phỉ ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, chưa tới một phút đồng hồ liền dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, rõ ràng là gần đây mệt muốn chết. Vẻ mặt Hứa Bình ủ rũ, nhưng cơn buồn ngủ mất sạch. Miệng động vài lần, nhưng không dám nói ra. Đạo diễn Hứa, cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, có thể nói cho cô tôi sẽ nói. Mạc Phàm nói. Mạc tiên sinh, lần này cậu tới Lâu Lan Cổ Thành làm gì thế? Hứa Bình tò mò hỏi. Tuy Mạc gia diệt Lâm gia, còn khiến Tống gia thần phục, nhưng căn cơ của Mạc gia ở Giang Nam chưa ổn định. Lúc này Mạc Phàm một mình đến Mạc Bắc, chắc chắn không phải đi du lịch. Diệt La gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói ra ba chữ. Rõ ràng Mạc Phàm muốn diệt La gia nhất tộc, nhưng hắn nói ra, giống như hắn muốn diệt một tổ kiến. Còn ở trong lòng Hứa Bình, giống như một tảng đá đè nặng lên, sau đó thuốc nổ ngàn tấn nổ bùm bùm. La gia ngầm khống chế thế lực Giang Nam đối phó Mạc gia, tất nhiên cô biết chuyện này. Nhưng cô không ngờ Mạc Phàm có lá gan lớn đến vậy, vậy mà dám một mình đi Mạc Bắc diệt La gia. Không phải Mạc tiên sinh nói đùa đấy chứ? Cô thấy tôi giống nói đùa lắm sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại, chỉ diệt một La gia mà thôi, vốn dĩ không cần phải nói đùa. Nhất định là Mạc tiên sinh không biết La gia rồi. Hứa Bình hít vào một hơi khí lạnh nói. La gia không mạnh trong số thế gia Hoa Hạ, nhưng không thể nghi ngờ là một gia tộc khó đối phó nhất. Rất nhiều gia tộc có xích mích với La gia, tình nguyện nén giận cũng không muốn đi Mạc Bắc tìm La gia như Mạc Phàm. Ngoại trừ hai loại người, một loại là không biết về La gia, một loại khác là có huyết hải thâm cửu với La gia, chắc chắn Mạc Phàm là loại thứ nhất. Quả thật tôi không biết nhiều về La gia lắm, nhưng không cần biết nhiều như thế, tôi chỉ cần biết La gia nợ tôi, bắt người Mạc gia tôi là được. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ là một La gia, còn chưa đủ lọt vào mắt Y Tiên Bất Tử hắn. Hứa Bình nhíu mày, cũng không tức giận. Mạc gia có thể quật khởi với tốc độ nhanh như thế, quả thật Mạc Phàm có tư cách kiêu ngạo. Nếu Mạc tiên sinh thật sự đi diệt La gia, tốt nhất cẩn thận hai thứ này. Thứ gì? Mạc Phàm nhướng mày, tò mò hỏi. Từ chỗ Tống Minh Huy, hắn biết được La gia có thần linh che chở, chẳng lẽ La gia còn những thứ khác? Thứ nhất là hạn bạt, tất cả hạn bạt trong sa mạc rộng lớn ở Mạc Bắc do La gia quản. Hứa Bình thận trọng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút dị sắc. Hắn không hề xa lạ với hạn bạt, xem như là cương thi cấp cao, tẩu hành như phong, sở đáo chi địa, xích địa thiên lý, có trí tuệ nhất định. Hạn bạt tồn tại trong sa mạc rộng lớn không có gì kỳ lạ, hoàn cảnh ở sa mạc khô giáo quả thật dễ dàng khiến thi thể không thối rữa. Nhưng hạn bạt ở Mạc Bắc đều do La gia quản lý, chuyện này có chút thú vị. Thứ hai thì sao? Mạc Phàm hỏi. Nghe nói La gia có sơn hà ấn một phương, cả Mạc Bắc đều phải nghe theo ý La gia, nếu không đừng nghĩ rời khỏi Mạc Bắc, cho nên chúng tôi muốn đến Mạc Bắc quay phim, nhất định phải cần người khéo léo như Thôi Tường. Hứa Bình thận trọng nói. Những tin tức này, một người bình thường như cô vốn không nên biết, cô cũng tình cờ nhìn thấy trong phòng sách viên gia. Sơn Hà Ấn. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi. Sơn Hà Ấn là một loại pháp bảo cấp cao, luyện nhập địa mạch một phương vào trong tỷ ấn, do đó có thể dựa vào pháp bảo khống chế núi sông một phương. Chẳng trách Tống Minh Huy hoài nghi La gia có quỷ thần che chở, Sơn Hà Ấn này còn tốt hơn quỷ thần. Cảm ơn nhắc nhở, tôi đã biết. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ động, nhanh chóng khôi phục như thường, không có một chút lo lắng. Hứa Bình thấy Mạc Phàm không sợ hãi, khẽ thở dài. Vậy chúc Mạc tiên sinh may mắn. Ha ha, Mạc Phàm cười. Chỉ là một La gia, đối phó bọn họ còn cần may mắn sao? Hắn không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay bay chưa tới 3 tiếng, lúc này mới hạ xuống Thanh Châu, thành phố lớn nhất ở Mạc Bắc. Đám Mạc Phàm còn chưa xuống máy bay, khô giáo và hoang vắng của thành phố sa mạc phả vào mặt.
bởi vì sân bay ở vùng ngoại ô, nhìn ra ngoài qua cửa sổ trên máy bay. Ngoài có vài vùng rừng phòng hộ ra, thì là sa mạc liên tiếp, từng cồn cắt như ẩn như hiện. Trên đường lớn rộng mở, nhìn mãi mà không có mấy chiếc xe. So với Giang Nam phồn vinh, Mạc Bắc rất khác biệt. Cuối cùng cũng đến nơi. Lưu Phỉ Phỉ nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong radio, duỗi thắt lưng. Chúng ta đi xuống đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, dị sắc chớp lóe rồi biến mất, liền đứng dậy lấy hành lý cho Lưu Phỉ Phỉ. Người trong cabin lục tục xuống máy bay. Không lâu sau, bọn họ xuất hiện ở cổng sân bay, đợi xe đoàn làm phim đã chuẩn bị trước. Hình như tôi nghe thấy anh nói chuyện hạn bạc gì đó với đạo diễn Hứa trên máy bay, chẳng lẽ Mạc Bắc thật sự có thứ này sao? Lưu Phỉ Phỉ rảnh rỗi không có việc gì làm, tò mò hỏi. Bình thường cô rất thích đọc tiểu thuyết linh dị, trong đó thường có thứ này, chỉ là chưa bao giờ thấy. Có hay không, cô đều không cần sợ. Mạc Phàm lạnh nhạt. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Thôi Tường ở cách đó không xa liếc nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Anh ta từng thấy không ít người tới Mạc Bắc nói không sợ hạn bạt Mạc Bắc, cũng là cương thi mọi người hay nói. Nhưng vừa tiến vào sa mạc, đừng nói là thấy hạn bạt, thấy thi thể trong cát đã sợ tới mức đái ra quần. Đợi Mạc Phàm nhìn thấy hạn bạt, rồi xem có sợ hay không. Anh ta không để ý đến Mạc Phàm, vẫy tay với mấy chiếc xe thương vụ và Việt Dã lái tới. Đoàn người dưới sự sắp xếp của Thôi Tường, lục tục lên xe. Rất nhanh, từng chiếc xe rời đi, chỉ còn lại hai chiếc xe cuối cùng, cũng chỉ thiếu một vị trí. Vẻ mặt Thôi Tường áy náy đi tới. Mạc tiên sinh, thật ngại quá, lần này chuẩn bị xe hơi gấp. Đúng lúc người của đoàn làm phim chúng tôi ngồi đầy rồi, nhưng có chiếc xe có thùng xe, nếu cậu không chê, ấm ức ngồi ở đó một lát vậy. Thôi Tường chỉ một chiếc xe cười nói. Ở trên máy bay anh ta sợ Mạc Phàm, hiện giờ đến Mạc Bắc, tất cả mọi người phải nhìn sắc mặt anh ta, Mạc Phàm cũng như vậy. Xe vốn thừa chỗ, Mạc Phàm đánh gãy tay anh ta ở trên máy bay, sao anh ta có thể để Mạc Phàm tới Lâu Lan Cổ Thành một cách thuận lợi? Mạc Phàm nhìn lướt qua chiếc xe, chỉ cười không nói gì. Thôi Tường như những thế lực Giang Nam đứng về phía La Gia, không ngừng giơ tay nói với hắn tới đánh tôi đi, cậu dám đánh tôi Mạc Gia các cậu đừng nghĩ buôn bán được. Không biết những người này thấy hắn không ra tay, hay là có ai nói với bọn họ Mạc Gia sẽ không thể sống, mà gan lớn như thế. Thôi Tường này cũng như vậy, anh ta nghĩ đến Mạc Bắc hắn không dám ra tay sao, nghĩ hắn không tìm được tổ địa La Gia à. Tuy Mạc Bắc rộng lớn, nhưng lớn hơn bản lĩnh của hắn ư. Được rồi, hai chúng tôi ngồi cùng một ghế, chuyện này không thành vấn đề chứ. Bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Phỉ Phỉ thản nhiên nói. Bão cát Mạc Bắc lớn như vậy, nếu để Mạc Phàm ngồi trên thùng xe, Mạc Phàm chưa kịp đến nơi đã bị cát chôn hết. Rõ ràng là Thôi Tường dở trò quỷ, tất nhiên cô sẽ không để Thôi Tường thực hiện được. Phỉ Phi, trên xe cô đều là con gái, cho dù cô đồng ý. Chưa chắc những người khác đã đồng ý, cô phải suy nghĩ cho những người khác một chút, còn nữa quãng đường này đi không ngắn đâu, hai người ngồi cùng một ghế không hay lắm, đâu phải là trẻ con. Thôi Tường lạnh lùng liếc Lưu Phỉ Phỉ một cái, âm dương quái khí nói. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, lộ vẻ trầm ngâm. Tôi và Phỉ Phỉ hơi chen lách một chút, ba người có thể ngồi được. Trên chiếc xe Việt Dã cuối cùng, Trương Tĩnh Như di chuyển vào trong, nhường vị trí nói. Phó đạo diễn thôi, như vậy không có vấn đề gì chứ. Lưu Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Trương Tĩnh như một cái đầy cảm kích, quay đầu lại hỏi. Mặt Thôi Tường đỏ tím, anh ta định ra oai phủ đầu với Mạc Phàm, dù sao đến Mạc Bắc, tương đương với đến địa bàn của bạn tốt anh ta. Ai biết dẫm lên Mạc Phàm một cước, vẫn không dễ dàng như vậy. Sắc mặt anh ta chỉ hơi đổi, nhanh chóng phản ứng kịp. Dù sao lúc này vừa đến Mạc Bắc, có khi trên đường sẽ có cơ hội dẫm Mạc Phàm, không cần phải gấp. Các người thích chen lách với nhau, vậy cứ ngồi thế đi, đây là bùa hộ mệnh của các người, nam màu lam, nữ màu hồng, đừng trách tôi không nhắc nhở các người, mỗi người chỉ có một, mất đi sẽ không có cái này muốn ra khỏi Mạc Bắc không dễ như vậy. Thôi Tường lấy ba thẻ bài bằng gỗ nhỏ buộc trên một sợi dây từ trong túi áo ra, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ, làm xong những chuyện này, anh ta không quay đầu lại. Xoay người ngồi trên chiếc xe đằng trước, trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn. Chúng ta lên xe đi. Lưu Phỉ Phỉ kéo góc áo Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm đáp,
ngồi ghế sau xe Việt Dã với Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như, xe lái vào trong sa mạc mênh mông bát ngát. Xe mới lái đi không lâu, Lưu Phỉ Phỉ lấy ba thẻ bài gỗ ra, đưa cho Mạc Phàm và Trương Tĩnh Như. Thứ này có tác dụng thật sao? Trương Tĩnh Như cầm thẻ gỗ của mình, hỏi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thẻ gỗ trong tay Trương Tĩnh Như một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Đây không phải bùa hộ mệnh gì, mà là nghiệm thân phù, giống như chứng nhận lương dân. Cầm theo thứ này, sẽ được cho là người La Gia Hứa có thể vào, trận pháp hay những thứ khác của La Gia sẽ không tấn công bọn họ. Qua, hình như của anh khác với hai chúng tôi. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thẻ gỗ trong tay Mạc Phàm, nói. Thẻ gỗ của cô và Trương Tĩnh Như đều là phù văn nguệch ngoạc, tuy trên thẻ gỗ của Mạc Phàm cũng là phù văn, nhưng không giống với hai thẻ gỗ của bọn họ, nhìn như ma quỷ ăn thịt người, đầu lưỡi còn đỏ sẫm như máu. Đúng là khác thật. Trương Tĩnh Như cũng liếc mắt nhìn bùa hộ mệnh của Mạc Phàm một cái, nói. Chuyện này là sao thế? Lưu Phỉ Phỉ nhìn Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm được người ta gọi là Mạc Đại Sư, chắc chắn biết nguyên nhân trong đó. Có thể là do nam nữ khác biệt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thẻ gỗ của mình một cái, cười nhạt nói. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng lạnh. Không phải là nam nữ khác biệt, thẻ gỗ này không phải nghiệm thân phù, là một đạo ác quỷ phù, tác dụng của ác quỷ phù là dẫn quỷ tới cửa. Người cầm đạo phù này sẽ bị trận pháp và những thứ khác ở La Gia tấn công, hiệu quả trái ngược với nghiệm thân phù. Lúc Thôi Tường đưa cho Lưu Phỉ Phỉ, hắn đã nhận ra. Sở dĩ không vạch trần, là vì hắn không thèm quan tâm loại kỹ xảo nhỏ bé này. Chơi trò này trước mặt hắn, giống như chơi đùa ma thuật trước mặt ma pháp sư, chỉ trở thành vui đùa. Ngoài ra hắn còn cần Thôi Tường dẫn đường. Tôi còn tưởng là thứ không tốt gì cơ. Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thở ra nói. Với hiểu biết của cô về Thôi Tường, chắc chắn Thôi Tường sẽ không đưa bùa hộ mệnh cho Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cậu vẫn nên cẩn thận Thôi Tường này tốt hơn, nhất là ở Mạc Bắc, nghe nói anh ta có quan hệ rất tốt với thiếu gia La Gia, đã đến mức xưng huynh gọi đệ. Trương Tĩnh Như thận trọng nhắc nhở. Tôi đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Mạc Phàm cười khẽ, nắm ác quỷ phù trong tay, trên mặt không có một chút gợn sóng. La Thành đã bị hắn chém đứt một tay, cháu nội La Thành thì là cái thá gì? Xe đi trên sa mạc, đi tới 2 tiếng. Tiếng loảng xoảng giống như đâm vào thứ gì đó, bỗng nhiên xe dừng lại, một giọng nói rét lạnh truyền từ xa đến. La Gia làm việc ở đây, người không liên quan, cút. Giọng điệu vô cùng khí phách, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Trong lúc này, ngoại trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người đều thay đổi, nhao nhao xuống xe. Đám Hứa Bình và Thôi Tường vội vàng ra khỏi xe, nhìn người vừa nói. Không biết bên ngoài có gió nổi lên lúc nào, lúc này hẳn là giữa trưa, mặt trời vừa lên cao, bên ngoài xe là một vùng mờ nhạt, bão cát khiến tầm mắt người ta không vượt quá 50 mét. Trên đường phía trước, lờ mờ có thể nhìn thấy hồ dương thụ có kích thước 2 người, bị lực lượng không biết bẻ gãy, chắn ngang đường đi. Giữa đường chỗ cây bị gãy, có một chiếc xe Việt dã cũ nát dừng ở đó. Đỉnh chóp xe, một người đàn ông mặc tây trang, cho 2 tay vào trong túi. Sắc mặt lãnh khốc đứng phía trên mặt đều là hờ hững. Tinh quang trong mắt người đàn ông bắn ra 4 phía, không thèm nhìn những chiếc xe của Thôi Tường, mà nhìn chằm chằm trên đường trong bão cát mắt thường không thể nhìn ra. Người vừa nói chuyện là người đàn ông này, xe của đoàn làm phim đâm vào hồ dương thụ phía trước, khiến những xe sau đâm vào nhau. Nhìn thấy chữ La trước ngực người đàn ông, sắc mặt Hứa Bình khó coi, nhìn thoáng qua Mạc Phàm ở trên xe phía sau. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm còn ở trên xe đoàn làm phim bọn họ, cô lo lắng trên đường sẽ gặp phải người La Gia, ai biết vẫn gặp phải rồi. Mạc Phàm tới Mạc Bắc, khó mà giấu giếm được La Gia. La Gia làm việc ở đây, không phải đang đợi Mạc Phàm đấy chứ. Thôi Tường, có chuyện gì thế, không phải cậu nói đã xử lý xong rồi sao? Hứa Bình thản nhiên hỏi. Không phải Hứa Bình vô cùng hung hãn ở trên máy bay. Đều không để ý đến anh ta sao, cuối cùng cũng đến lúc anh ta có tác dụng rồi. Đạo diễn Hứa, đừng có gấp, chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi đi lên gọi, chúng ta lập tức có thể qua. Thôi Tường cười nói. Thôi Tường nói xong lấy một thẻ bài to bằng lòng bàn tay từ trong túi ra, đi đến chỗ người đàn ông kia. Phía trước là Lâm Đông Lâm Đại Sư đúng không, tôi là Thôi Tường, bạn tốt của La Thiếu, tôi nhận được lời mời của La Thiếu.
lúc này mới tới Mạc Bắc lấy cảnh, mong Lâm đại sư cho qua. Thôi Tường giơ thẻ trong tay nói. Anh ta gặp La Thiếu không phải lần một lần hai, Lâm Đông vệ sĩ lợi hại nhất bên cạnh La Thiếu, là cao thủ nửa bước tông sư, sao anh ta có thể không biết. Thôi Tường vừa nói những lời này, Lâm Đông nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lướt qua Thôi Tường và thẻ trong tay anh ta, lúc này lông mày mới giãn ra. Hóa ra là Thôi tiên sinh, La gia chúng tôi làm việc gần đây, các người đợi ở đây một lát, rồi theo chúng tôi đến tổ địa La gia. Chuyện thiếu gia bọn họ mời đoàn làm phim tới tổ địa La gia lấy cảnh, tất nhiên ông ta có biết. Nói là lấy cảnh, thực ra là Thôi Tường đưa mấy mỹ nữ tới cho La Thiếu bọn họ chơi đùa, thuận tiện tăng thêm chút nổi tiếng cho La gia mà thôi. Có thể đi cùng Lâm đại sư đến La gia, vậy thì tốt quá rồi. Trong lòng Thôi Tường vui vẻ. Anh ta vốn đợi đến tổ địa La gia, rồi thu thập Mạc Phàm. Nếu người La gia ở đây, xem ra không cần đợi lâu như thế. Đúng rồi, tốt nhất là cậu bảo bọn họ đừng rời khỏi con đường này, nếu không nghe lời, xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm. Lâm Đông lạnh lùng nói. Lâm đại sư yên tâm, chúng tôi sẽ bảo bọn họ không rời một bước. Thôi Tường gật đầu, cung kính nói. Thôi Tường giải thích với Hứa Bình hai câu, lúc này lông mày Hứa Bình mới giãn ra, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu người La gia tới tìm Mạc Phàm, có khả năng bọn họ lấy cảnh phải ngâm nước nóng rồi. Nhưng xem ra không phải người La gia tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Cậu đi sắp xếp một phen đi. Hứa Bình vẫy tay nói. Được. Thôi Tường cười gật đầu. Còn nữa, chuyện cậu và Mạc tiên sinh cứ vậy thôi, cậu đừng đi trêu chọc Mạc tiên sinh nữa, cậu ấy không phải người cậu có thể trêu chọc, nếu cậu chọc giận cậu ấy, tôi muốn cứu cũng không cứu được cậu. Hứa Bình nghĩ một lát, vẫn dặn dò. Thực ra Thôi Tường vẫn còn tác dụng, ví dụ như khi gặp tình huống này, Thôi Tường có thể giải quyết giúp cô. Nếu không, cô sẽ không mạo hiểm cầu xin Mạc Phàm. Yên tâm đi, đạo diễn Hứa, cô xem tôi là người keo kiệt như vậy sao? Vẻ mặt Thôi Tường hào phóng, cười nói. Nhưng khi nói chuyện, trong đáy mắt anh ta hiện lên nham hiểm, không để lời Hứa Bình nói trong lòng. Mạc Phàm là thuật sĩ giang hồ, anh ta là một người bình thường không đấu lại được Mạc Phàm, quả thật không thể trêu chọc Mạc Phàm, vậy thêm La gia thì sao? Ở Mạc Bắc này, cho dù Mạc đại sư Giang Nam, cũng một đi không trở về, huống chi chỉ là một tiểu tử họ Mạc, đợi coi đi, anh ta sẽ khiến Mạc Phàm hối hận cả đời nhanh thôi. La gia làm việc ở đây, tất cả mọi người không được xuống xe, đợi một lát là được, lặp lại lần nữa, mọi người không được xuống xe. Anh ta dùng loa to khi quay phim trong xe ra, thét to nói. Trên xe anh ta, lúc này thành viên đoàn làm phim mới yên tâm. Phù. Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như thở phào một hơi. La gia làm gì ở đây thế, vậy mà chắn cả đường đi. Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. La gia là gia tộc lớn nhất Mạc Bắc, chuyện của bọn họ, chúng ta đừng nên biết tốt hơn. Trương Tĩnh như thận trọng nói. La gia chắn đường ban ngày ban mặt, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Chuyện như vậy, vẫn không nên biết tốt hơn, biết càng nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Vậy La gia cùng một cấp bậc với Mạc gia Giang Nam chúng ta rồi. Lưu Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Tuy Giang Nam phồn hoa hơn Mạc Bắc vô số lần, nhưng La gia mạnh hơn Mạc gia rất nhiều. Trương Tĩnh như lắc đầu nói. Vì sao lại nói như vậy? Lưu Phỉ Phỉ khó hiểu nói. Mạc gia diệt Lâm gia, có thể khiến Tống gia thần phục Mạc gia, việc này là cô nghe Lý Thi Vũ nói. Tứ đại gia tộc Giang Nam có một nửa bị Mạc gia hủy diệt. Hai gia tộc còn lại sớm xuất hiện dấu hiệu lùi bước, hiện giờ Giang Nam không có gia tộc đối đầu được với Mạc gia. Mạc gia đã xứng với cái tên số một Giang Nam còn là thành phố đứng thứ hai Hoa Hạ. Chẳng lẽ gia tộc số một Giang Nam vẫn không cùng cấp bậc với La gia? Đó là do em không hiểu về La gia. Thứ nhất, Mạc Bắc không có tứ đại gia tộc, chỉ có độc nhất La gia. La gia là trời Mạc Bắc, không có bất luận gia tộc nào so được với La gia. Thứ hai, theo chị biết La gia còn khống chế một nửa thế lực Giang Nam, ngoại trừ Giang Nam, bọn họ đều có thế lực ở mấy tỉnh khác Hoa Hạ, bây giờ em còn cảm thấy Mạc gia mới quật khởi một năm cùng cấp bậc với La gia không? Trương Tĩnh như giống như hiểu rõ về Mạc gia và La gia, nói rất rõ ràng. Hóa ra là như vậy, em biết rồi. Lưu Phỉ Phỉ nhìn Mạc Phàm nói. Lúc trước cô chỉ biết Mạc Phàm tới Mạc Bắc đòi nợ, không biết Mạc Phàm tới tìm ai.
hiện giờ cô biết rồi, là La Gia. Mạc Phàm ở bên cạnh hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Cô nói không sai, quả thật Mạc Gia nhìn không cùng cấp bậc với La Gia, nhưng kiếm giấu trong vỏ, cô biết sự sắc bén của nó sao? Trương Tĩnh Như nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Tôi đi xuống một phen, hai người ở yên trong đây, không được đi xuống. Mạc Phàm nói tiếp, xong mở cửa xe ra khỏi xe. Ở trong mắt hắn, số một Giang Nam chỉ là mây trôi, ngoại trừ trôi trên không ra, vốn dĩ không có quá nhiều ý nghĩa. Trời làm hắn biến thành mây đen hắn là mây đen, mặt trời làm hắn biến thành dáng mây hắn là dáng mây. Hắn chưa bao giờ muốn Mạc Gia thành số một Giang Nam, cũng không để Mạc Gia đi tranh số một Giang Nam. Nhưng đừng tưởng rằng không tranh thì không là số một, tựa như bảo kiếm trong vỏ, không thể cảm nhận được sắc bén của nó. Cửa xe mở ra, Mạc Phàm đi xuống xe. Mạc Phàm vừa xuống xe, không ít người lập tức nhìn qua. Sao Mạc tiên sinh này lại xuống xe thế, anh ta không biết sẽ nguy hiểm sao? Bão cát bên ngoài càng ngày càng mạnh, ngăn cách cửa xe đều nghe được tiếng bão cát gào thét. Thời tiết quái quỷ như vậy, không ở trong xe còn chạy ra ngoài. Lâm Đông hơi híp mắt, cười lạnh lùng, không nói gì thêm. Tuy những người này là khách của La Thiếu, nhưng ông ta không phải bảo mẫu, ông ta đã nhắc nhở rồi còn dám xuống xe, tự mình muốn chết không trách được bọn họ. Thôi Tường vừa sắp xếp không được xuống xe, chợt nghe thấy có người đi ra, lông mày nhíu lại, thấy là Mạc Phàm, khóe miệng anh ta nhếch lên. Hứa Bình luôn nhìn chằm chằm xe Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm đi ra, trái tim đập thình thịch, vội vàng đi tới. Mạc tiên sinh, cậu có chuyện gì sao, tôi sẽ làm giúp cậu. Hứa Bình khẩn trương nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không chậm trễ các cô lấy cảnh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sao hắn không hiểu ý đồ của Hứa Bình, đơn giản là sợ hắn xung đột với La Gia, khiến đoàn làm phim không lấy cảnh được. Lưu Phỉ Phỉ diễn, sao hắn có thể làm chướng ngại vật? Cảm ơn Mạc tiên sinh chú ý an toàn. Hứa Bình nhận được lời hứa của Mạc Phàm, lúc này lông mày mới giãn ra, quay về xe. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bão cát, trong mắt hơi híp lại, không thèm nhìn Lâm Đông đứng trên xe không xa, đi vào trong sương mù. Hắn còn chưa tiến vào trong bão cát, Lâm Đông nhíu mày, bóng dáng nhoáng lên một cái, liền đến trước người Mạc Phàm. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm chỉ xuống xe tìm kích thích, đùa với mọi người trong đoàn làm phim. Ai biết Mạc Phàm lại đi thẳng vào trong bão cát. Ông ta không thể ngồi yên không để ý chuyện này. Tiểu tử, cậu không nghe thấy lời tôi nói sao, La Gia làm việc ở đây, những người khác cút. Hai tay Lâm Đông vẫn cho vào túi như cũ, trầm giọng nói. Trong giọng nói có chút bất mãn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, còn chưa mở miệng, Thôi Tường cầm loa to chạy như điên tới, khóe miệng có chút cười âm hiểm. Anh ta đang suy nghĩ xem thu thập Mạc Phàm thế nào, vậy mà Mạc Phàm tự mình bước xuống xe. Đúng là biết rõ núi có hổ, vậy mà cứ xông lên. Lâm Đại Sư đừng kích động, cậu ta là người của đoàn làm phim chúng tôi. Thôi Tường cười nịnh nọt nói. Người đoàn làm phim các cậu. Cậu ta là điếc thật hay giả điếc thế, không nghe thấy lời tôi nói sao? Lâm Đông lạnh giọng hỏi. Trong lòng Thôi Tường vui vẻ, đã vui như nở hoa. Chắc là mắc tiểu, tôi nói cậu ta hai câu, Lâm Đại Sư đừng tức giận. Cậu xem rồi làm đi, dám tiến lên một bước, tôi đánh gãy chân cậu ta. Lâm Đông thản nhiên nói. Bọn họ hao phí rất nhiều sức lực mới bao vây được nha đầu kia, sao có thể để cô ta chạy trốn? Một lát nữa sẽ bắt được cô ta về báo cáo kết quả. Dạ, dạ. Thôi Tường vội vàng gật đầu, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu Mạc, cậu không ngồi yên ở trên xe, ra ngoài đây làm chi, không nghe thấy lời Lâm Đại Sư vừa nói sao, nhanh nói xin lỗi Lâm Đại Sư, quay về xe đi. Thôi Tường giả bộ tức giận, nhưng trong mắt tràn đầy trêu tức, ngay cả xưng hô với Mạc Phàm cũng thay đổi. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Thôi Tường. Cố làm ra vẻ trước mặt hắn, cho rằng hắn là đứa bé 3 tuổi sao. Tránh ra, nếu không thì chết. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lâm Đông một cái nói. Hắn vừa nói những lời này, Thôi Tường lập tức sửng sốt, một lúc lâu sau mới cười vui vẻ. Anh ta tưởng rằng phải hao chút công phu, mới khiến Mạc Phàm xung đột với Lâm Đông. Có ai ngờ Mạc Phàm vừa nói liền bảo Lâm Đông tránh ra, nếu không thì chết, khẩu khí còn lớn hơn Lâm Đông.
Phải biết rằng Lâm Đông là võ giả nửa bước tông sư, còn là người La Gia, nơi này là địa bàn của La Gia. Mạc Phàm nói chuyện với Lâm Đông như thế, khác gì sói chạy đến lãnh địa của sư tử, bảo sư tử cút đi, nếu không sẽ ăn sư tử. Xem ra không cần mình động võ mồm rồi. Thôi Tường nhìn Lâm Đông chăm chú nói. Lâm Đông cau mày, gương mặt như đao chém gọt có một tầng xương lạnh, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh, rõ ràng là động chân hỏa. Tông sư như Long, ông ta nửa bước tông sư cũng là bán Long. Ông ta là bán Long cho dù tính tình tốt, cũng không nhịn được tức giận, huống chi tính cách ông ta không tốt lắm. Tháng trước có hai tên ăn xin vô tình đụng vào ông ta, đã bị ông ta đá bay, thiếu chút nữa khiến hai tên ăn xin đi đầu thai. Mạc Phàm là một tiểu tử mới tới Mạc Bắc, vậy mà dám nói với ông ta như thế. Không đợi Lâm Đông ra tay, Thôi Tường giả vờ câm niếc nói. Tiểu Mạc, cậu nói gì thế, tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu vừa nói gì với Lâm Đại Sư thế? Cơ hội tốt như thế, sao có thể ít đi dầu muối tương giấm? Sắc mặt Mạc Phàm lãnh khốc, rời mắt nhìn Thôi Tường. Nếu anh không muốn chết sớm, tốt nhất là câm miệng. Thôi Tường là loại người như vậy. Còn động tay động chân với hắn và Lưu Phỉ Phỉ nhiều lần, nếu không phải Thôi Tường còn dẫn đường cho hắn, Thôi Tường đã sớm chết trăm ngàn lần. Thôi Tường bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, tươi cười trên mặt cứng ngắc, không tự chủ được run rẩy. Anh ta giống như con chuột gặp chân long, bị chân long nhìn chăm chú, chỉ cần một ý niệm trong đầu của chân long, có thể giết chết anh ta. Lúc Thôi Tường bị dọa gần chết, trong xe, gần như tất cả mọi người đang nhìn Mạc Phàm qua cửa kính xe. Mạc tiên sinh này đang làm gì thế? Xem ra cậu ta đang trêu chọc người La Gia. Một nữ diễn viên trong đó nói. Cậu ta không muốn sống nữa à? La Gia là gia tộc lớn nhất Mạc Bắc đó. Một nữ diễn viên khác nói. Trước khi tới cô ta đã tìm kiếm thông tin, tránh những phiền phức không cần thiết. Cuối cùng cô ta nhận được một câu, ở Mạc Bắc, trêu chọc trời trêu chọc đất, không thể trêu chọc La Gia, đầy đủ để thấy La Gia đáng sợ thế nào. Tiểu tử họ Mạc này không muốn mạng nữa à, bị người La Gia giết chết, như vậy chúng ta sẽ. Mỹ nữ trang điểm đậm trên máy bay nhếch miệng, cười tàn nhẫn. Với tình hình hiện giờ, bọn họ muốn lên cao, trừ phi Mạc Phàm chống lưng cho Lưu Phỉ Phỉ đổ mới được. Nếu không nhìn thái độ của Hứa Bình với Mạc Phàm, bọn họ không có khả năng ngồi trên Lưu Phỉ Phỉ. Tôi cảm thấy không phải không có khả năng này, tôi từng thấy Lâm Đại Sư này một lần. Là cận vệ của La Thiếu, một cao thủ La Gia. Vậy sao? Mấy nữ diễn viên dán sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Lâm Đồng trong bão cát. Tiểu tử, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Lâm Đồng híp mắt, lạnh lùng nói. Ông không mở đường đúng không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Ánh mắt Lâm Đồng dữ dằn, như dã thú giơ tay chộp lấy đầu Mạc Phàm. Một trận kình phong dữ dội nổi lên, thế tất muốn bóp nát đầu. Ông ta từng gặp nhiều người tuổi như Mạc Phàm, nhưng chưa thấy ai liều lĩnh như thế. Mạc Phàm không nhăn mày, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Đông một cái. Chỉ là một võ giả còn chưa tới tông sư, hắn vốn dĩ không cần biết là ai. Trái lại là Lâm Đông, ông ta không biết hắn là ai, đây mới là đáng sợ nhất. Vậy ông chết đi. Chỉ bốn chữ, mắt Lâm Đông mở to. Bỗng nhiên sắc mặt rất kỳ lạ. Không đợi tay ông ta động vào Mạc Phàm, thân thể bay như đạn ra khỏi nòng súng, bay vào trong bão cát phía xa, biến mất không thấy. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mạc Phàm không quan tâm đến Thôi Tường, đi một mình vào trong bão cát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.